Độc sủng công chúa nhỏ của 8 người cậu. Tập 2. Phòng Túc Bảo và phòng bên cạnh thông với nhau, phòng bên cạnh làm thành một cảnh tượng rừng mưa nhiệt đới, Tiểu Ngũ được đặt ở bên trong. Sân bãi rất rộng, cách phòng Túc Bảo một hàng rào. Tiểu Ngũ đang chuẩn bị ngủ nghe có người nhắc đến mình lập tức mở mắt, nghiêng đầu hô, chơi với Tiểu Ngũ. Túc Bảo cười khanh khách, làm bộ như bị cướp đánh lén, a, ta chết rồi. Tiểu Ngũ, cạc cạc. Khóe miệng Kỳ Trường giật giật. Nếu không phải hắn thấy Túc Bảo có xương cốt khó gặp thích hợp luyện phương thuật chi đạo. Peace, nếu không phải hắn đồng ý với Tô Cẩm Ngọc, hắn mới không ở đây đi năn nỉ một đứa nhóc con làm gì. Kỳ Trường sờ sờ mũi nói, cặp sách nhỏ, con quên lúc ở trên trời mẹ đã nói với con như thế nào sao? Ngày đó hắn báo mộng cho Tô Cẩm Ngọc, trong mộng Tô Cẩm Ngọc dặn dò Túc Bảo chăm sóc tốt cho bà ngoại, sau đó đến giờ liền rời đi. Kết quả tiểu Túc Bảo khóc mãi không thôi. Hắn không còn cách nào khác đành phải giả trang thành Tô Cẩm Ngọc, ở trên cầu vồng mây trắng chơi đùa thật lâu mới xem như dỗ được Túc Bảo. Đồng thời còn không quên mượn hình ảnh của Tô Cẩm Ngọc nói cho mình mấy câu tốt đẹp. Túc Bảo, sư phụ con là người tốt, phải học thật nhiều bản lĩnh từ ông ấy nhé. Học được bản lĩnh, có thể thường xuyên gặp mẹ. Tiểu Túc Bảo chớp mắt một cái, mếu máo. Sư phụ, người ở trong mộng cùng con chơi trượt cầu vồng là người, không phải mẹ. Kỳ Trường sửng sốt, sao con biết? Túc Bảo nhìn hắn một cái, sư phụ ngốc muốn chết đi được, chân to của sư phụ đều lộ ra, chân mẹ mới không lớn như vậy nhé. Kỳ Trường, không thể nào. Hắn lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Đang lúc hắn cho rằng không biết làm sao để thuyết phục Túc Bảo, cô bé bỗng nhiên lại hỏi, sư phụ, học bản lĩnh thật sự có thể nhìn thấy mẹ sao? Túc Bảo nằm sấp trên giường, thân thể nhỏ nhắn thẳng tắp, tay nhỏ cầm chăn thần sắc nghiêm túc tò mò hỏi. Kỳ Trường, ừ, khẳng định như thế rồi. Túc Bảo lại ngồi dậy, được, vậy con theo sư phụ học. Thì ra, ngày đó Kỳ Trường để lại vòng tay dây đỏ liền biến mất, đáy lòng Túc Bảo có chút không vui. Hiện tại Túc Bảo cũng rất hào phóng không so đo với hắn. Đột nhiên Túc Bảo đồng ý Kỳ Trường có chút bất ngờ, thật ra hắn còn chưa nghĩ ra cách dạy. Hắn suy nghĩ một hồi, liền nghĩ ra cách để lừa gạt. Túc Bảo, trước tiên chúng ta học khai thiên nhãn. Kỳ Trường bắt đầu múa mép, thiên nhãn là con mắt thứ ba của con người, mỗi người khi sinh ra đều có, nhưng có người thiên nhãn có thể mở, có người không thể. Khai thiên nhãn có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy. Cho nên đôi lúc có một số đứa nhỏ không hiểu vì nguyên nhân gì cứ khóc suốt, nhưng có một số thì không. Nhưng mà những đứa trẻ này dần dần lớn lên thì thiên nhãn cũng dần dần khép lại. Nhưng có vài người đặc thù, thiên nhãn luôn tồn tại nhưng không cách nào mở ra. Thiên nhãn của cặp sách nhỏ vẫn còn, mở thiên nhãn là có thể nhìn thấy sư phụ. Kỳ Trường nói. Túc Bảo mở to hai mắt, vội vàng sờ sờ trán của mình. Vậy Túc Bảo không mở, Túc Bảo không cần có ba con mắt. Nếu mở sẽ giống Nhị Lang Thần, xấu lắm. Kỳ Trường. Nhị Lang Thần rất đẹp trai. Nếu Nhị Lang Thần nghe được, cái mông của Túc Bảo sẽ nứt ra mất. Kỳ Trường nói, thiên nhãn sẽ không hiện ra, nó ẩn giấu trong mắt của con. Túc Bảo thở phào nhẹ nhõm, vậy được. Kỳ Trường tiếp tục nói, nào, cùng sư phụ mặc niệm, khí trầm đan điền, ngưng thần trong mắt, đi thôi. Tiểu Túc Bảo bắt trước theo, khí trầm đan điền, ngưng thần trong mắt, đi thôi. Đáy mắt Kỳ Trường hiện lên một tia đắc ý, bụng dùng sức, nhảy cái rắm thối. Tiểu Túc Bảo ngoan ngoãn chiếu niệm, bụng nhỏ dùng sức, nhảy cái rắm thối. Túc Bảo vừa nghe vừa làm theo. Quả nhiên, phốc, một tiếng nghe một cái rắm vang lên. Kỳ Trường phì một tiếng, cười như điên. Cặp sách nhỏ này vui quá, vui quá. Túc Bảo hết nhắm mắt rồi lại mở mắt tò mò hỏi, sư phụ, sao con không nhìn thấy gì cả? Kỳ Trường nói, khai thiên nhãn không dễ dàng như vậy, ta từng gặp người có thiên phú nhất, cũng mất 7-7-49 ngày. Lúc này, Tiểu Túc Bảo đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt của bé có một ánh sáng tím chợt lóe rồi biến mất, bé dần dần nhìn thấy trong phòng đột nhiên có thêm một thân ảnh màu trắng. Hắn đang tựa vào tủ móc lỗ tai, cho nên con không cần gấp, sư phụ bấm ngón tính toán, thiên phú này của con ít nhất cũng phải 7-7-49 ngày. Vừa nói, vừa đem ngón tay vừa mới đút vào lỗ tai ra ngửi ngửi. Túc Bảo nháy mắt mấy cái, hỏi, sư phụ, người vì sao phải ngửi phân tai? Kỳ Trường cười nhạo một tiếng, nói bậy, sư phụ nào có, chờ một chút, con nhìn thấy ta. Chấm hỏi,
Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Mọi người sáng sớm thức dậy, liền phát hiện Thúc Bảo bị kẹt ở trên hàng rào của biệt thự. Biểu tình của các cậu là như thế này. Tô Tử Tích không chút khách khí cười ha hả, vừa cười vừa nói, thật ngu, Thúc Bảo thấy mọi người đang cười mình thì sắc mặt có chút khó coi. Không được cười, bé thở hổn hển trừng mắt nhìn Tô Tử Tích. Tô Ý Thâm dùng nắm tay đặt lên môi, ho nhẹ một tiếng, ý cười đáy mắt cũng không giấu được. Tuy rằng Túc Bảo có chút thảm, bọn họ cũng rất lo lắng. Nhưng mà, không ngăn cản bọn họ cảm thấy buồn cười. Chỉ có Tô Lão Phu Nhân là thật sự rất sốt ruột, ra sức của trách, cười cười cười, cả đám đều đang cười cái gì đâu, mau đem Túc Bảo ôm xuống đây. Tô Tử Lâm vội vàng nói, bây giờ tôi gọi 119. Túc Bảo sửng sốt, lập tức phản đối. Không cần, cậu hai không cần gọi đâu. Bé biết 119, trước kia lúc ở Nam Thành, trong tiểu khu có người bị cháy, bé tận mắt nhìn thấy chú lính cứu hỏa dũng cảm xông vào trong đám cháy. Từ giây phút đó trở đi, chú lính cứu hỏa trong lòng bé tựa như siêu nhân cứu vớt thế giới, là thần tượng của bé. Sao có thể để cho thần tượng nhìn thấy bộ dáng ngu xuẩn của mình chứ? Tô Lão Phu Nhân không biết Túc Bảo nghĩ cái gì, sốt ruột nói, Túc Bảo ngoan nha. Như vậy rất nguy hiểm, lính cứu hỏa tới cứu con xuống được không? Bà nào biết Túc Bảo cũng có lòng tự trọng rất lớn. Túc Bảo cố chấp nói, bà ngoại, con có thể đi xuống, chờ con một chút. Bé hít sâu một hơi, dùng sức đưa người xuống dưới. Đầu nhỏ rầm một tiếng, đụng vào tường có chút đau. Kỷ Trường. Hắn che mặt lại không dám nhìn tiếp, nhưng miệng thì không ngừng luyên thuyên. Ai ai ai, con đừng có làm như vậy. Không có đứa nào thông minh mà leo xuống bằng cách đó cả. Con thử xem, bẻ gãy lan can sắt đi. Túc Bảo, cô có thể bẻ gãy không? Kỷ Trường tựa vào lan can, thảnh thơi nhìn củ cải đang bị kẹt. Bằng không con cảm thấy sư phụ đeo sợi dây đỏ vào tay con làm gì? Túc Bảo nhìn về phía sợi dây đỏ trên cổ tay. Phía sau, Vệ Uyển đứng ở cửa lạnh lùng nhìn. Như vậy cũng bị kẹt cho được, đứa nhỏ này thật sự là ngu xuẩn. Những người khác của Tô gia người thì cầm thang, người thì đi lấy đệm khí, vô cùng lo lắng cho Túc Bảo. Trong lòng Vệ Uyển lại không thoải mái. Không phải kẹt ở tầng 2 sao? Có cần làm quá lên như vậy không? Dưới lầu 2 là bãi cỏ, cho dù không có thiết bị phòng hộ thì ngã xuống cũng không chết. Đối với Túc Bảo thì quan tâm lo lắng hết mực, đối với Hân Hân nhà cô thì thờ ơ lạnh, Vệ Uyển cảm thấy trước kia sao không phát hiện người Tô gia thiên vị như vậy chứ? Phía dưới lầu 2 Tô Nhất Trần, Tô Việt Phi đã bày xong đệm khí. Tô Việt Phi nói, đầu trẻ con lớn hơn thân thể, nói chung đầu có thể qua thì thân thể khẳng định cũng không có thể lọt. Cho nên chỉ cần để Túc Bảo xoay một chút, từ trong lan can chui qua là có thể thoát được, không còn bị kẹt nữa. Sắc mặt Tô Nhất Trần lạnh lùng cứng rắn, như vậy sẽ có nguy cơ rơi xuống. Tô Lạc đẩy cặp kính viền vàng, nhướng mày cười, rơi từ tầng 2 xuống, đệm khí dày như vậy, không sao đâu. Mấy huynh đệ còn lại trừng mắt nhìn hắn một cái. Tô Lạc nhún tay, anh có nói gì sai đâu. Tô Lão Phu Nhân trần chờ, rơi xuống ngã vào đầu thì làm sao bây giờ? Ngã gãy cổ thì làm sao bây giờ? Tay không cẩn thận đâm vào mắt thì làm sao bây giờ? Đang căng thẳng, không ai nhìn thấy. Hai bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo cầm lan can, dùng sức kéo một phen. Sợi dây đỏ trên cổ tay phát ra ánh sáng, lan can sắt nhất thời cong lên, bị Túc Bảo bẻ cong. Túc Bảo đầu nhỏ rụt lại, nhẹ nhàng thoát được. Túc Bảo vui vẻ nói, con ra được rồi. Mọi người Tô ra sửng sốt. Tô Việt Phi bất đắc dĩ, ôn hòa khuyên nhủ, mẹ đừng lo lắng. Như vậy đi, lão ngũ đi lấy kìm thủy lực lại đây. Mọi người đang khẩn trương, không ai để ý thấy Túc Bảo dùng hai bàn tay nhỏ bé cầm lấy lan can, dùng sức đẩy một cái. Sợi dây đỏ trên cổ tay phát ra ánh sáng, lan can sắt nhất thời cong lên. Túc Bảo rụt đầu lại. Nhẹ nhàng thoát ra được. Bé vui vẻ nói, con thoát được rồi đây. Mọi người Tô ra sửng sốt. Vừa rồi bọn họ cũng không chú ý Túc Bảo làm sao thoát ra được, lúc đó Tô Lão Phu Nhân còn cầm lấy một cánh tay của Túc Bảo, cũng không cảm giác được có gì bất thường. Nhìn lan can sắt cong xuống, tất cả mọi người Tô ra đều chấn kinh. Tô Nhất Trần mặt không đổi sắc, chắn ở phía trước Túc Bảo, đem lan can sắt bị cong xuống chặn lại không để mọi người nhìn thấy. Tô Nhất Trần khen. Túc Bảo thật lợi hại, cùng bà ngoại đi ăn sáng nhé. Những người còn lại cũng đi theo sau Túc Bảo, cố tình chặn cái thanh sắt vừa bị bẻ cong không cho ai nhìn thấy.
Vệ Uyển hồ nghi. Túc Bảo làm sao thoát ra? Mấy huynh đệ Tô gia này hình như đang đề phòng cô ta chuyện gì đó. Cũng không phải cô ta hiện Túc Bảo bị kẹt ở đó, chuyện này cũng có thể trách cô ta sao? Vệ Uyển không thoải mái, mím môi đi xuống lầu. Lúc này Tô Ý Thâm mới hỏi, Túc Bảo, đây là con bẻ à? Túc Bảo nháy mắt mấy cái, gật đầu, đúng vậy. Tô Ý Thâm bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ở trong rừng cây nhỏ hậu viện Lâm gia, Mục Thấm Tâm sắp đưa tay đánh Túc Bảo, sau đó bị bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo quạt bay ra ngoài. Lúc ấy hắn vừa vặn đá một cước vào người Mục Thấm Tâm, khi đó cũng quá lo lắng cho Túc Bảo nên không chú ý quá nhiều. Bây giờ nhớ lại, Tô Ý Thâm cùng mấy huynh đệ liếc nhau, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Tô lão ra híp mắt nói, chuyện này ai cũng không được nói ra ngoài, Túc Bảo, về sau không được ở trước mặt người khác thể hiện sức mạnh của con biết không? Túc Bảo tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Ông ngoại và các cậu sao lại khẩn trương như vậy? Có sức mạnh không phải rất tốt sao? Bé có sức mạnh bé có thể giúp mọi người cùng nhau làm việc. Ánh mắt Tô Nhất Trần phức tạp, thấp giọng hỏi, lão ngũ tới chưa? Tô Nhạc Phi cầm một cái kìm lớn, ồn ào vào cửa, tới rồi tới rồi. Túc Bảo đừng sợ, cậu Năm tới cứu con đây. Túc Bảo ngẩng đầu, vịn cổ mình nói, cậu Năm con ra được rồi. Tô Nhạc Phi sửng sốt. Tô Ý Thâm hạ giọng, lão ngũ, cắt hết lan can sắt kia đi. Tô Nhạc Phi nhìn thấy lan can sắt cong xuống, ngây ngẩn cả người. Đứa trẻ này được lắm, Túc Bảo nhà ta lợi hại quá, lợi hại như vậy, cùng cậu Năm đến công trường làm việc nhé. Túc Bảo, được được được. Mọi người cho rằng Túc Bảo chỉ là nói vui, trẻ nhỏ sẽ rất nhanh quên. Nhưng sau khi cơm nước xong Túc Bảo thật sự muốn cùng cậu Hai và cậu Năm đến công trường. Tô Ý Thâm bất đắc dĩ nói, con tới đó làm gì? Ngoan, công trường nguy hiểm, người nhàn rỗi không được vào. Cậu Năm là tổng giám, không chỉ phụ trách chứng thực tất cả hạng mục, còn phải thường xuyên đi tuần tra an toàn công trường. Tiểu Túc Bảo thay một chiếc váy thắt lưng màu vàng, lưng đeo một cái túi sách mèo vô cùng đáng yêu, đang vui vẻ chuẩn bị xuống lầu, liền thấy Vệ Uyển đi lên. Bé lập tức đứng lại, nhỏ giọng nói, chào buổi sáng mợ hai. Túc Bảo cẩn thận len lén đánh giá mợ hai mình. Sau khi mở thiên nhãn, Túc Bảo bỗng nhiên phát hiện trên mặt mợ hai che kín xương đen, lộ ra hai con mắt thật giống như quái thú. Túc Bảo cảm thấy mợ hai rất đáng sợ. Túc Bảo cầm một cái túi ni lông ra. Cái túi ni lông này là bé lấy ra đựng phân vẹt, bởi vì không thể vứt rác lung tung cho nên bé đem nó đặt ở trong túi sách. Khóe miệng nữ quỷ co giật, bé sẽ không để cho gì bám vào thứ này chứ. Có lầm hay không, cô ta thảm đến mức chỉ có thể lăn lộn trong túi phân. Túc Bảo cầm túi ni lông run rẩy, không bẩn, một chút cũng không bẩn. Trong túi chỉ có một đống phân chim, bé lấy khăn giấy lót đệm. Tô Tử Lâm kỳ quái hỏi, Túc Bảo đang làm gì vậy? Túc Bảo vẻ mặt chuyên chú vội vàng, nói, không có gì, con đang lau cho gì xấu xí. Trong tranh của Túc Bảo, một cây cỏ nhỏ là chú cỏ nhỏ, một bông hoa là hoa hoa tiểu thư. Tô Tử Lâm cho rằng gì xấu xí mà bé nói là túi ni lông, không khỏi thầm nghĩ đứa bé có trí tưởng tượng thật phong phú. Kỷ Trường ở một bên nói, di hồn thuật có chút khó, so với khai thiên nhãn không cùng đẳng cấp. Cặp sách nhỏ con thử xem, không được cũng không miễn cưỡng. Túc Bảo gật đầu. Kỷ Trường lẩm bẩm, sau đó chỉ vào nữ quỷ, quát khẽ một tiếng, đi. Nữ quỷ vèo một tiếng, bám vào túi ni lông. Kỷ Trường hỏi Túc Bảo, có thể nhớ không? Túc Bảo nghiêng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Bé vươn bàn tay nhỏ bé ra, nắm lấy tay. Rất nhiều chữ, tổng cộng 100 chữ, sư phụ còn đọc rất nhanh. Kỷ Trường nhìn bộ dạng nhỏ nhắn của cô không nhìn được nhếch môi, không nhớ được thì thôi. Chữ thôi, còn chưa nói ra khỏi miệng, đã thấy nữ quỷ vèo một tiếng từ trong túi ni lông bay ra. Túc Bảo vẻ mặt mờ mịt, gì? Sao lại bay ra? Kỷ Trường. Túc Bảo hai mắt sáng ngời, bé đã hiểu ra, vừa rồi là do bé đọc ngược câu thần chú. Túc Bảo xin lỗi, là do Túc Bảo đọc ngược. Túc Bảo nhanh chóng thì thầm, nữ quỷ lột bộp di hồn lên khăn giấy trong túi ni lông. Nữ quỷ. Cảm giác mặt mình dán vào đống phân vẹt kia. Kỷ Trường đứng bên cạnh mặt mày hớn hở. Đậu má, cái cặp sách nhỏ này, không chỉ đọc thuộc còn thành công trong một lần. Hơn nữa đọc ngược cũng thành công nốt. Kỷ Trường không khỏi rơi vào hoài nghi. Xe dừng lại, Tô Tử Lâm nói, đến rồi, chúng ta xuống xe đi.
Anh ôm Túc Bảo xuống xe, trong tay Túc Bảo còn xách túi ni lông. Một trận gió bỗng nhiên thổi tới, túi ni lông trong tay Túc Bảo hô một tiếng liền bay ra ngoài. Nhìn Túc Bảo giống như muốn bắt lấy túi, Tô Tử Lâm nói, không sao, trong công trường có người dọn vệ sinh. Túc Bảo vô tội nhéo nhéo ngón tay. Không phải, vốn dĩ bé muốn lấy tờ khăn giấy dính mùi hôi thối kia ra ném đi. Tô Nhạc Phi dừng xe xong, dầm một tiếng đóng cửa xe, vội vã vươn tay, đến đây, Túc Bảo, cậu năm ôn con nhé. Tô Tử Lâm mím môi, nhấc chân bước đi, đờ đẫn nói, một người thô lỗ như cậu ôm được Túc Bảo sao? Tô Nhạc Phi tức giận, anh xem thường ai đấy, anh tưởng có hai đứa con thì được xem thường người khác à? Tô Tử Lâm không để ý tới anh, ôm Túc Bảo lên lầu vào văn phòng. Dọc theo đường đi người trong công ty đều kinh ngạc, thầy Tô, đây là con gái thầy. Đáy mắt Tô Tử Lâm hiện lên một tia đắc ý, nói, cháu gái tôi. Tô Nhạc Phi xen vào, cháu gái tôi đáng yêu phải không? Khóe miệng Tô Nhạc Phi cười đến mang tai, vừa đi vừa khoe khoang. Bên kia, Vệ Uyển và mẹ cô ta đang đi dạo phố, ăn sáng. Bà ngoại hân hân hỏi, sao sáng sớm mà mặt nhăn mày nhó vậy? Vệ Uyển đem lời Tô lão phu nhân nói, mẹ chồng bảo con ly hôn với Tử Lâm, nói con dạy hân hân không tốt. Nói tới đây cô ta tức giận đem chén đặt xuống, nói, con thật không rõ, con là do con sinh, muốn dạy cũng là con tới dạy, bà ta dựa vào cái gì nói con dạy không tốt. Hân hân của cô rất tốt. Điều kiện hậu đãi, tính tình có chút đại tiểu thư thì làm sao? Con gái phải có chút kiêu ngạo, sau này tìm bạn trai cũng phải dỗ dành. Nếu không kiêu ngạo thì rất dễ bị người khác bắt nạt, hơn nữa gia nghiệp Tô gia lớn. Thân là người của Tô gia thì phải có sự ngạo nghễ của riêng mình. Bà ngoại của Hân Hân phẫn nộ nói, con cháu tự có phúc của con cháu, bà ta quản quá nhiều rồi, còn nhúng tay vào cuộc hôn nhân trẻ tuổi của các con. Mẹ nói cho con biết, đối mặt loại mẹ chồng ác bá này không thể chịu thua, sao lại có mẹ chồng bắt con trai mình ly hôn cơ chứ, đúng thật là. Bà ngoại Hân Hân lại nhải không ngớt. Vệ Uyển buồn bực nói, nhưng Tử Lâm không đứng về phía con. Sáng nay nó còn dẫn Túc Bảo đến công trường. Bà ngoại hàm sửng sốt, con bé đến công trường làm gì? Thật sự là hết chỗ nói rồi, Tử Lâm cũng không phải ba nó, bám chặt Tử Lâm làm gì? Mẹ đã nói đứa bé này tâm cơ không đơn giản, vừa đến liền cướp đi tất cả của Hân Hân, bây giờ đến ba của Hân Hân cũng muốn cướp. Bà ngoại Hân Hân kéo Vệ Uyển đứng lên, nói, đi, chúng ta đến công trường tìm Tử Lâm. Vệ Uyển do dự, vậy không tốt. Bà ngoại Hân Hân, có gì không tốt, vốn là chuyện của con và Tử Lâm, sao phải để người Tô gia nhúng tay vào. Vì thế hai mẹ con liền chạy đến công trường. Trong công trường, một cái túi ni lông bay tới bay lui, dừng lại ở một chỗ đất trống, không ngừng đảo quanh. Sau khi xuống xe, Vệ Uyển và mẹ cô đi về phía ký túc xá, đi qua bãi đất trống này. Vệ Uyển nhìn thấy trên bãi đất trống có một cái túi ni lông, bỗng nhiên tim đập thình thịch. Nơi đó, chính là nơi năm đó Lý Mai bị đập chết. Vệ Uyển sợ hãi, bỗng nhiên nhìn thấy túi ni lông đang xoay quanh đột nhiên dừng lại, cô ta có một loại ảo giác túi ni lông đang theo dõi mình. Cô ta rét run một cái. Mẹ, chúng ta đi mau. Vệ Uyển có chút bối rối. Vệ Uyển trừng to hai mắt, mắt thấy sắp bị một cái túi ni lông che chết, bỗng nhiên có một tay vươn tới, kéo túi ni lông xuống. Bà ngoại hân hân nói, không sao chứ. Bà ta nhìn cái kia túi ni lông lại bay ra ngoài, nằm cách bọn họ một mét giống như có vật gì đang nhìn chằm chằm hai người. Bà ngoại hân hân cũng bắt đầu sợ hãi. Dân gian có câu, người đi trên đường nếu bị thứ gì đó nện vào mặt thì thứ kia khẳng định không sạch sẽ. Hai mẹ con sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy. Mọi người sáng sớm thức dậy, liền phát hiện Túc Bảo bị kẹt ở trên hàng rào của biệt thự. Biểu tình của các cậu là như thế này. Tô Tử Tích không chút khách khí cười ha hả, vừa cười vừa nói, thật ngu, Túc Bảo thấy mọi người đang cười mình thì sắc mặt có chút khó coi. Không được cười, bé thở hổn hển trừng mắt nhìn Tô Tử Tích. Tô Ý Thâm dùng nắm tay đặt lên môi, ho nhẹ một tiếng, ý cười đáy mắt cũng không giấu được. Tuy rằng Túc Bảo có chút thảm, bọn họ cũng rất lo lắng. Nhưng mà, không ngăn cản bọn họ cảm thấy buồn cười. Chỉ có Tô lão phu nhân là thật sự rất sốt ruột, ra sức của trách. Cười cười cười, cả đám đều đang cười cái gì đâu, mau đem Túc Bảo ôm xuống đây. Tô Tử Lâm vội vàng nói, bây giờ tôi gọi 119. Túc Bảo sửng sốt, lập tức phản đối, không cần, cậu hai không cần gọi đâu.
Bé biết 119, trước kia lúc ở Nam Thành, trong tiểu khu có người bị cháy, bé tận mắt nhìn thấy chú lính cứu hỏa dũng cảm xông vào trong đám cháy. Từ giây phút đó trở đi, chú lính cứu hỏa trong lòng bé tựa như siêu nhân cứu vớt thế giới, là thần tượng của bé. Sao có thể để cho thần tượng nhìn thấy bộ dáng ngu xuẩn của mình chứ? Tô lão phu nhân không biết Túc Bảo nghĩ cái gì, sốt ruột nói, Túc Bảo ngoan nha, như vậy rất nguy hiểm, lính cứu hỏa tới cứu con xuống được không? Bà nào biết Túc Bảo cũng có lòng tự trọng rất lớn. Túc Bảo cố chấp nói, bà ngoại, con có thể đi xuống, chờ con một chút. Bé hít sâu một hơi, dùng sức đưa người xuống dưới. Đầu nhỏ rầm một tiếng, đụng vào tường có chút đau. Kỷ Trường. Hắn che mặt lại không dám nhìn tiếp, nhưng miệng thì không ngừng luyên thuyên. Ai ai ai, con đừng có làm như vậy, không có đứa nào thông minh mà leo xuống bằng cách đó cả. Con thử xem, bẻ gãy lan can sắt đi. Túc Bảo. Cô có thể bẻ gãy không? Kỷ Trường tựa vào lan can, thảnh thơi nhìn củ cải đang bị kẹt. Bằng không con cảm thấy sư phụ đeo sợi dây đỏ vào tay con làm gì? Túc Bảo nhìn về phía sợi dây đỏ trên cổ tay. Phía sau, Vệ Uyển đứng ở cửa lạnh lùng nhìn. Như vậy cũng bị kẹt cho được, đứa nhỏ này thật sự là ngu xuẩn. Những người khác của Tô gia người thì cầm thang, người thì đi lấy đệm khí, vô cùng lo lắng cho Túc Bảo. Trong lòng Vệ Uyển lại không thoải mái. Không phải kẹt ở tầng 2 sao? Có cần làm quá lên như vậy không? Dưới lầu 2 là bãi cỏ, cho dù không có thiết bị phòng hộ thì ngã xuống cũng không chết. Đối với Túc Bảo thì quan tâm lo lắng hết mực, đối với Hân Hân nhà cô thì thờ ơ lạnh, Vệ Uyển cảm thấy trước kia sao không phát hiện người Tô gia thiên vị như vậy chứ. Phía dưới lầu 2 Tô Nhất Trần, Tô Việt Phi đã bày xong đệm khí. Tô Việt Phi nói, đầu trẻ con lớn hơn thân thể, nói chung đầu có thể qua thì thân thể khẳng định cũng không có thể lọt. Cho nên chỉ cần để Túc Bảo xoay một chút, từ trong lan can chui qua là có thể thoát được, không còn bị kẹt nữa. Sắc mặt Tô Nhất Trần lạnh lùng cứng rắn, như vậy sẽ có nguy cơ rơi xuống. Tô Lạc đẩy cặp kính viền vàng, nhướng mày cười, rơi từ tầng 2 xuống, đệm khí dày như vậy, không sao đâu. Mấy huynh đệ còn lại trừng mắt nhìn hắn một cái. Tô Lạc nhún tay, anh có nói gì sai đâu. Tô lão phu nhân trần chờ, rơi xuống ngã vào đầu thì làm sao bây giờ. Ngã gãy cổ thì làm sao bây giờ. Tay không cẩn thận đâm vào mắt thì làm sao bây giờ. Đang căng thẳng. Không ai nhìn thấy. Hai bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo cầm lan can, dùng sức kéo một phen. Sợi dây đỏ trên cổ tay phát ra ánh sáng, lan can sắt nhất thời cong lên, bị Túc Bảo bẻ cong. Túc Bảo đầu nhỏ rụt lại, nhẹ nhàng thoát được. Túc Bảo vui vẻ nói, con ra được rồi. Mọi người Tô ra sửng sốt. Tô Việt Phi bất đắc dĩ, ôn hòa khuyên nhủ, mẹ đừng lo lắng. Như vậy đi, lão ngũ đi lấy kìm thủy lực lại đây. Mọi người đang khẩn trương, không ai để ý thấy Túc Bảo dùng hai bàn tay nhỏ bé cầm lấy lan can, dùng sức đẩy một cái. Sợi dây đỏ trên cổ tay phát ra ánh sáng, lan can sắt nhất thời cong lên. Túc Bảo rụt đầu lại, nhẹ nhàng thoát ra được. Bé vui vẻ nói, con thoát được rồi đây. Mọi người Tô ra sửng sốt. Vừa rồi bọn họ cũng không chú ý Túc Bảo làm sao thoát ra được, lúc đó Tô lão phu nhân còn cầm lấy một cánh tay của Túc Bảo, cũng không cảm giác được có gì bất thường. Nhìn lan can sắt cong xuống, tất cả mọi người Tô gia đều chấn kinh. Tô Nhất Trần mặt không đổi sắc, chắn ở phía trước Túc Bảo, đem lan can sắt bị cong xuống chặn lại không để mọi người nhìn thấy. Tô Nhất Trần khen, Túc Bảo thật lợi hại, cùng bà ngoại đi ăn sáng nhé. Những người còn lại cũng đi theo sau Túc Bảo, cố tình chặn cái thanh sắt vừa bị bẻ cong không cho ai nhìn thấy. Vệ Uyển hồ nghi, Túc Bảo làm sao thoát ra? Mấy huynh đệ Tô gia này hình như đang đề phòng cô ta chuyện gì đó. Cũng không phải cô ta hiện Túc Bảo bị kẹt ở đó, chuyện này cũng có thể trách cô ta sao? Vệ Uyển không thoải mái, mím môi đi xuống lầu. Lúc này Tô Ý Thâm mới hỏi, Túc Bảo, đây là con bẻ à? Túc Bảo nháy mắt mấy cái, gật đầu, đúng vậy. Tô Ý Thâm bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ở trong rừng cây nhỏ hậu viện Lâm gia, Mục Thấm Tâm sắp đưa tay đánh Túc Bảo. Sau đó bị bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo quạt bay ra ngoài. Lúc ấy hắn vừa vặn đá một cước vào người Mục Thấm Tâm, khi đó cũng quá lo lắng cho Túc Bảo nên không chú ý quá nhiều. Bây giờ nhớ lại, Tô Ý Thâm cùng mấy huynh đệ liếc nhau, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Tô lão ra híp mắt nói, chuyện này ai cũng không được nói ra ngoài, Túc Bảo,
về sau không được ở trước mặt người khác thể hiện sức mạnh của con biết không? Túc Bảo tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Ông ngoại và các cậu sao lại khẩn trương như vậy? Có sức mạnh không phải rất tốt sao? Bé có sức mạnh bé có thể giúp mọi người cùng nhau làm việc. Ánh mắt Tô Nhất Trần phức tạp, thấp giọng hỏi, lão ngũ tới chưa? Tô Nhạc Phi cầm một cái kìm lớn, ồn ào vào cửa, tới rồi. Túc Bảo đừng sợ, cậu Năm tới cứu con đây. Túc Bảo ngẩng đầu, vịn cổ mình nói, cậu Năm con ra được rồi. Tô Nhạc Phi sừng sốt. Tô Ý Thâm hạ giọng, lão ngũ, cắt hết lan can sắt kia đi. Tô Nhạc Phi nhìn thấy lan can sắt cong xuống, ngây ngẩn cả người. Đứa trẻ này được lắm, Túc Bảo nhà ta lợi hại quá, lợi hại như vậy, cùng cậu Năm đến công trường làm việc nhé. Túc Bảo, được. Mọi người cho rằng Túc Bảo chỉ là nói vui, trẻ nhỏ sẽ rất nhanh quên. Nhưng sau khi cơm nước xong Túc Bảo thật sự muốn cùng cậu Hai và cậu Năm đến công trường. Tô Ý Thâm bất đắc dĩ nói, con tới đó làm gì? Ngoan, công trường nguy hiểm, người nhàn rỗi không được vào. Cậu Năm là tổng giám, không chỉ phụ trách chứng thực tất cả hạng mục, còn phải thường xuyên đi tuần tra an toàn công trường. Tiểu Túc Bảo thay một chiếc váy thắt lưng màu vàng, lưng đeo một cái túi sách mèo vô cùng đáng yêu, đang vui vẻ chuẩn bị xuống lầu, liền thấy Vệ Uyển đi lên. Bé lập tức đứng lại, nhỏ giọng nói, chào buổi sáng mợ hai. Túc Bảo cẩn thận len lén đánh giá mợ hai mình. Sau khi mở thiên nhãn, Túc Bảo bỗng nhiên phát hiện trên mặt mợ hai che kín xương đen, lộ ra hai con mắt thật giống như quái thú. Túc Bảo cảm thấy mợ hai rất đáng sợ. Mọi người sáng sớm thức dậy, liền phát hiện Túc Bảo bị kẹt ở trên hàng rào của biệt thự. Biểu tình của các cậu là như thế này. Tô Tử Tích không chút khách khí cười ha hả, vừa cười vừa nói, thật ngu, Túc Bảo thấy mọi người đang cười mình thì sắc mặt có chút khó coi. Không được cười, bé thở hổn hển trừng mắt nhìn Tô Tử Tích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Ý Thâm dùng nắm tay đặt lên môi, ho nhẹ một tiếng, ý cười đáy mắt cũng không giấu được. Tuy rằng Túc Bảo có chút thảm, bọn họ cũng rất lo lắng. Nhưng mà, không ngăn cản bọn họ cảm thấy buồn cười. Chỉ có Tô Lão Phu Nhân là thật sự rất sốt ruột, ra sức của trách, cười, cả đám đều đang cười cái gì đâu, mau đem Túc Bảo ôm xuống đây. Tô Tử Lâm vội vàng nói, bây giờ tôi gọi 119. Túc Bảo sửng sốt, lập tức phản đối, không cần, cậu hai không cần gọi đâu. Bé biết 119, trước kia lúc ở Nam Thành, trong tiểu khu có người bị cháy, bé tận mắt nhìn thấy chú lính cứu hỏa dũng cảm xông vào trong đám cháy. Từ giây phút đó trở đi, chú lính cứu hỏa trong lòng bé tựa như siêu nhân cứu vớt thế giới, là thần tượng của bé. Sao có thể để cho thần tượng nhìn thấy bộ dáng ngu xuẩn của mình chứ? Tô Lão Phu Nhân không biết Túc Bảo nghĩ cái gì, sốt ruột nói, Túc Bảo ngoan nha, như vậy rất nguy hiểm, lính cứu hỏa tới cứu con xuống được không? Bà nào biết Túc Bảo cũng có lòng tự trọng rất lớn. Túc Bảo cố chấp nói, bà ngoại, con có thể đi xuống, chờ con một chút. Bé hít sâu một hơi, dùng sức đưa người xuống dưới. Đầu nhỏ rầm một tiếng, đụng vào tường có chút đau. Kỷ Trường. Hắn che mặt lại không dám nhìn tiếp, nhưng miệng thì không ngừng luyên thuyên. Ai, con đừng có làm như vậy, không có đứa nào thông minh mà leo xuống bằng cách đó cả. Con thử xem, bẻ gãy lan can sắt đi. Túc Bảo. Cô có thể bẻ gãy không? Kỷ Trường tựa vào lan can, thảnh thơi nhìn củ cải đang bị kẹt. Bằng không con cảm thấy sư phụ đeo sợi dây đỏ vào tay con làm gì? Túc Bảo nhìn về phía sợi dây đỏ trên cổ tay. Phía sau, Vệ Uyển đứng ở cửa lạnh lùng nhìn. Như vậy cũng bị kẹt cho được, đứa nhỏ này thật sự là ngu xuẩn. Những người khác của Tô gia người thì cầm thang, người thì đi lấy đệm khí, vô cùng lo lắng cho Túc Bảo. Trong lòng Vệ Uyển lại không thoải mái. Không phải kẹt ở tầng 2 sao? Có cần làm quá lên như vậy không? Dưới lầu 2 là bãi cỏ, cho dù không có thiết bị phòng hộ thì ngã xuống cũng không chết. Đối với Túc Bảo thì quan tâm lo lắng hết mực, đối với Hân Hân nhà cô thì thờ ơ lạnh, Vệ Uyển cảm thấy trước kia sao không phát hiện người Tô gia thiên vị như vậy chứ? Phía dưới lầu 2 Tô Nhất Trần, Tô Việt Phi đã bày xong đệm khí. Tô Việt Phi nói, đầu trẻ con lớn hơn thân thể. Nói chung đầu có thể qua thì thân thể khẳng định cũng không có thể lọt. Cho nên chỉ cần để Túc Bảo xoay một chút, từ trong lan can chui qua là có thể thoát được, không còn bị kẹt nữa. Sắc mặt Tô Nhất Trần lạnh lùng cứng rắn, như vậy sẽ có nguy cơ rơi xuống.
Tô Lạc đẩy cặp kính viền vàng, nhướng mày cười, rơi từ tầng 2 xuống, đệm khí dày như vậy, không sao đâu. Mấy huynh đệ còn lại trừng mắt nhìn hắn một cái. Tô Lạc nhún tay, anh có nói gì sai đâu. Tô lão phu nhân chần chờ, rơi xuống ngã vào đầu thì làm sao bây giờ? Ngã gãy cổ thì làm sao bây giờ? Tay không cẩn thận đâm vào mắt thì làm sao bây giờ? Đang căng thẳng, không ai nhìn thấy. Hai bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo cầm lan can, dùng sức kéo một phen. Sợi dây đỏ trên cổ tay phát ra ánh sáng, lan can sắt nhất thời cong lên, bị Túc Bảo bẻ cong. Túc Bảo đầu nhỏ rụt lại, nhẹ nhàng thoát được. Túc Bảo vui vẻ nói, con ra được rồi. Mọi người Tô ra sửng sốt. Tô Việt Phi bất đắc dĩ, ôn hòa khuyên nhủ, mẹ đừng lo lắng. Như vậy đi, lão ngũ đi lấy kìm thủy lực lại đây. Mọi người đang khẩn trương, không ai để ý thấy Túc Bảo dùng hai bàn tay nhỏ bé cầm lấy lan can, dùng sức đẩy một cái. Sợi dây đỏ trên cổ tay phát ra ánh sáng, lan can sắt nhất thời cong lên. Túc Bảo rụt đầu lại, nhẹ nhàng thoát ra được. Bé vui vẻ nói, con thoát được rồi đây. Mọi người Tô ra sửng sốt. Vừa rồi bọn họ cũng không chú ý Túc Bảo làm sao thoát ra được, lúc đó Tô lão phu nhân còn cầm lấy một cánh tay của Túc Bảo, cũng không cảm giác được có gì bất thường. Nhìn lan can sắt cong xuống, tất cả mọi người Tô ra đều chấn kinh. Tô Nhất Trần mặt không đổi sắc, chắn ở phía trước Túc Bảo, đem lan can sắt bị cong xuống chặn lại không để mọi người nhìn thấy. Tô Nhất Trần khen, Túc Bảo thật lợi hại, cùng bà ngoại đi ăn sáng nhé. Những người còn lại cũng đi theo sau Túc Bảo, cố tình chặn cái thanh sắt vừa bị bẻ cong không cho ai nhìn thấy. Vệ Uyển hồ nghi, Túc Bảo làm sao thoát ra? Mấy huynh đệ Tô gia này hình như đang đề phòng cô ta chuyện gì đó. Cũng không phải cô ta hiện Túc Bảo bị kẹt ở đó, chuyện này cũng có thể trách cô ta sao? Vệ Uyển không thoải mái, mím môi đi xuống lầu. Lúc này Tô Ý Thâm mới hỏi, Túc Bảo, đây là con bẻ à? Túc Bảo nháy mắt mấy cái, gật đầu, đúng vậy. Tô Ý Thâm bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ở trong rừng cây nhỏ hậu viện Lâm gia, Mục Thấm Tâm sắp đưa tay đánh Túc Bảo, sau đó bị bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo quạt bay ra ngoài. Lúc ấy hắn vừa vặn đá một cước vào người Mục Thấm Tâm, khi đó cũng quá lo lắng cho Túc Bảo nên không chú ý quá nhiều. Bây giờ nhớ lại, Tô Ý Thâm cùng mấy huynh đệ liếc nhau, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Tô lão ra híp mắt nói, chuyện này ai cũng không được nói ra ngoài. Túc Bảo, về sau không được ở trước mặt người khác thể hiện sức mạnh của con biết không? Túc Bảo tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Ông ngoại và các cậu sao lại khẩn trương như vậy? Có sức mạnh không phải rất tốt sao? Bé có sức mạnh bé có thể giúp mọi người cùng nhau làm việc. Ánh mắt Tô Nhất Trần phức tạp, thấp giọng hỏi, lão ngũ tới chưa? Tô Nhạc Phi cầm một cái kìm lớn, ồn ào vào cửa, tới rồi. Túc Bảo đừng sợ, cậu Năm tới cứu con đây. Túc Bảo ngẩng đầu. Vịn cổ mình nói, cậu Năm con ra được rồi. Tô Nhạc Phi sừng sốt. Tô Ý Thâm hạ giọng, lão ngũ, cắt hết lan can sắt kia đi. Tô Nhạc Phi nhìn thấy lan can sắt cong xuống, ngây ngẩn cả người. Đứa trẻ này được lắm, Túc Bảo nhà ta lợi hại quá. Lợi hại như vậy, cùng cậu Năm đến công trường làm việc nhé. Túc Bảo, được. Mọi người cho rằng Túc Bảo chỉ là nói vui, trẻ nhỏ sẽ rất nhanh quên. Nhưng sau khi cơm nước xong Túc Bảo thật sự muốn cùng cậu hai và cậu Năm đến công trường. Tô Ý Thâm bất đắc dĩ nói, con tới đó làm gì? Ngoan, công trường nguy hiểm, người nhàn rỗi không được vào. Cậu Năm là tổng giám, không chỉ phụ trách chứng thực tất cả hạng mục, còn phải thường xuyên đi tuần tra an toàn công trường. Tiểu Túc Bảo thay một chiếc váy thắt lưng màu vàng, lưng đeo một cái túi xách mèo vô cùng đáng yêu, đang vui vẻ chuẩn bị xuống lầu, liền thấy Vệ Uyển đi lên. Bé lập tức đứng lại, nhỏ giọng nói, chào buổi sáng mợ hai. Túc Bảo cẩn thận len lén đánh giá mợ hai mình. Sau khi mở thiên nhãn, Túc Bảo bỗng nhiên phát hiện trên mặt mợ hai che kín xương đen, lộ ra hai con mắt thật giống như quái thú. Túc Bảo cảm thấy mợ hai rất đáng sợ. Ban ngày ban mặt, Vệ Uyển và mẹ cô ta bị dọa vỡ mật, hoang mang rối loạn chạy đến ký túc xá, thấy người đến người đi náo nhiệt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay người nhìn lại. Cái túi màu trắng trắng kia đang bay theo hai người bọn họ. Tóc gáy Vệ Uyển dựng thẳng, một hơi chạy tới văn phòng Tô Tử Lâm, nhào vào khóc lóc. Tử Lâm. Tô Tử Lâm đang mang theo Túc Bảo xem bản vẽ, thấy Vệ Uyển vọt tới, muốn nhào vào trong ngực mình. Tô Tử Lâm không khỏi nhíu mày, lui về phía sau hai bước.
Vệ Uyển vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nhào vào trong lòng Tô Tử Lâm, anh lùi về phía sau, khiến cô ta trực tiếp ngã nhào xuống đất, máu mũi chảy ra. Vệ Uyển bịt mũi, chật vật đứng lên, oán hận nói, Tô Tử Lâm, anh. Nhân viên đi ngang qua cũng không khỏi tò mò, rướn cổ muốn nhìn vào trong phòng làm việc. Bà ngoại Hân Hân vội vàng lấy khăn giấy ra, này này, làm cái gì vậy, Tiểu Uyển là vợ con mà, nào có đạo lý vợ nhào tới lại tránh ra. Tô Tử Lâm không biết nói chuyện, nói thẳng, loại yêu thương nhung nhớ này thì thôi đi, tôi không cần. Vệ Uyển cảm thấy cực kỳ mất mặt, cái gì gọi là yêu thương nhung nhớ, nói như cô giống như những người phụ nữ bên ngoài câu dẫn chồng người ta vậy. Nhưng dù bất mãn cô ta cũng chỉ có thể đè nén cơn giận, cô ta không thể để cho người khác biết cô ta và Tô Tử Lâm tình cảm bất hòa, ở chỗ này cãi nhau chỉ làm cho cô ta càng thêm mất mặt. Vệ Uyển nhìn về phía Túc Bảo, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt bàn đang vẽ một bức tranh. Trên bức tranh Túc Bảo phác họa một người, tuy rằng bức tranh có chút giống nhân vật hoạt hình. Nhưng không hiểu sao lại khiến cô ta nhớ tới cái chết của Lý Mai vào 5 năm trước ở công trường. Lưng Vệ Uyển phát lạnh từng cơn. Túc Bảo ngồi ở trên ghế, hết nhìn Tô Tử Lâm, lại cẩn thận liếc trộm Vệ Uyển. Trên mặt mợ hai càng ngày càng đáng sợ, bóng đen đã che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, so với quỷ còn đáng sợ hơn. Túc Bảo khép tay lại, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, tình hình mợ hai như thế nào? Kỷ Trường lắc đầu, hết thuốc chữa rồi, có thấy phân trên mặt cô ta không? Xem ra đã bị Lý Mai ám rồi. Túc Bảo lập tức liếc mắt một cái, hạ giọng nói nhỏ, làm gì có phân, chỉ có chút thối thôi. Vệ Uyển nhìn Túc Bảo và con vẹt thì thầm với nhau, còn nghe Túc Bảo nhắc đến, cứt, và thối, sắc mặt cô ta càng không nhịn được. Vừa rồi quá sợ hãi, cô ta không chú ý đến bị phân gì ập lên mặt. Vệ Uyển cảm thấy ghê tởm, vội vã vọt vào toilet rửa mặt. Tô Tử Lâm lạnh lùng nhìn bà ngoại Hân Hân, lạnh giọng hỏi, hai người tới đây làm gì? Bà ngoại Hân Hân thở dài, Tử Lâm à, nghe mẹ khuyên một tiếng, Tử Tích và Hân Hân đã lớn như vậy rồi, các con không thể ly hôn được. Vợ chồng ầm ĩ náo loạn bình thường, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, bình thường con cũng thường xuyên về nhà nhé. Tô Tử Lâm cười lạnh, nếu các người tới đây để nói chuyện này, vậy có thể đi rồi. Đơn ly hôn Tô Tử Lâm đã đưa cho Vệ Uyển. Ký hay không ký là chuyện của cô ta. Tóm lại cuộc hôn nhân này chắc chắn phải ly. Tô Tử Lâm mặt không chút thay đổi, không đợi bà ngoại Hân Hân nói gì, đẩy cô đi ra ngoài. Vệ Uyển vừa rửa mặt xong đi ra, cũng bị Tô Tử Lâm vô tình đẩy ra ngoài cửa, bốp một tiếng đóng cửa phòng làm việc lại. Nhân viên bên ngoài lập tức làm bộ nghiêm túc làm việc, trên thực tế còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Sắc mặt Vệ Uyển cực kỳ khó coi, đè nặng giọng hô, Tô Tử Lâm, anh mở cửa ra. Trong phòng làm Tô Tử Lâm cầm điện thoại lên, không biết nói gì. Chỉ chốc lát có hai bảo vệ đi lên, trực tiếp mời hai mẹ con cô ta ra ngoài. Hai người nhất thời có vẻ chật vật, hết sức mất mặt. Vẻ mặt bà ngoại Hân Hân ngượng ngùng, nhiều người nhìn như vậy, bà cũng cảm thấy Tô Tử Lâm quá đáng. Thật là, hai đứa cãi nhau thì thôi đi, nhưng bà già này là mẹ vợ cơ mà, dám đuổi mẹ vợ cũng chỉ có cậu mới làm được. Vệ Uyển bực bội vô cùng. Vừa rồi bức tranh của Túc Bảo không chỉ làm cho cô ta cảm thấy sợ hãi, càng bất an chính là, Túc Bảo làm sao lại biết Lý Mai. Con nhóc này, hôm nay tới công trường rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn mẹ cô ta còn đang bức bách cằn nhằn, Vệ Uyển không kiên nhẫn nói, mẹ, mẹ về trước đi. Con tự mình đi tìm Tử Lâm, mỗi lần mẹ tới đều là quấy rối. Bà ngoại hàm nhất thời trừng mắt, cái gì gọi là mỗi lần mẹ đều quấy rối? Mẹ không phải là đang quan tâm con sao? Vệ Uyển không để ý tới bà ta, quay lưng đi ra ngoài. Bà ngoại Hân Hân lại nhải vài câu rồi cũng đành phải rời đi. Phía sau công trường, Vệ Uyển lén lút đi tới trước một pho tượng đồng, kiểm tra một chút, thấy không có gì dị thường mới nhẹ nhàng thở một hơi. Nhưng mà cô ta mới vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một túi ni lông màu trắng đang lủng lẳng ở trên bụi cây gần đó. Thấy cô ta nhìn mình, cái túi ni lông còn tỏ ra quỷ dị hơn. Vệ Uyển sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, co cẳng bỏ chạy. Túi nhựa màu trắng bị gió thổi lên, đi theo sau Vệ Uyển. Đầu óc Vệ Uyển trống rỗng, chạy càng lúc càng nhanh, giày cao gót đều vứt lúc nào không hay, mái tóc luôn được chải chuốt cẩn thận giờ cũng không khác ổ gà là mấy. Người ở phía trước chạy, hồn ở phía sau đuổi theo. Vệ Uyển sợ tới mức hồn phi phách tán, vừa chạy vừa phát ra tiếng nức nở hoảng sợ,
chó đi ngang qua đều bị cô ta dọa nhảy dựng. Túc Bảo từ trên tầng 16 nhìn xuống, thấy có một bà điên đang chạy lòng vòng bên trong công trường. Công trường kia đã xây xong, mặt đất cũng trải gạch, cách đó không xa là nhà cao tầng đang thi công. Túc Bảo vuốt đầu Tiểu Ngũ, nói thầm với nó, Tiểu Ngũ, người kia giống mợ hai lắm đó. Tiểu Ngũ cũng nghiêng đầu theo, mắt đậu xanh chớp chớp, đồ ngốc. Đồ ngốc, Tiểu Túc Bảo sửa lại, là mợ hai, không phải đồ ngốc. Tiểu Ngũ, mợ hai cộng mợ hai bằng đồ ngốc. Túc Bảo, không đúng, nếu tính sai nó cũng không thể thành đồ ngốc được. Tiểu Ngũ nghiêng đầu, 2 cộng 2 bằng 5. Túc Bảo, ai, Tiểu Ngũ, ai dạy toán cho mày thế? Phía sau Túc Bảo, có mấy nhân viên vừa ăn cơm hộp vừa thì thầm. Ôi trời ơi, thật đáng yêu, bé con đang dạy vẹt làm toán. Tôi vừa từ bên ngoài trở về, sao phòng làm việc của chúng ta lại có thêm một đứa bé? Là của thầy Tô phải không? Mọi người đưa ngón tay chỉ vào trong phòng trà nước, Tô Tử Lâm đang đầu đầy mồ hôi chật vật với bình sữa bột. Lúc nhân viên nghỉ ngơi thường đến phòng trà nước, Tô Tử Lâm cảm thấy Túc Bảo cũng nên uống một thứ gì đó. Vì thế không biết anh ta kiếm ở đâu ra một bình sữa bột. Lúc này Tô Tử Lâm như giống một nhà khoa học, cẩn thận nhìn hướng dẫn sử dụng, lại cầm muỗng lên đong đong đếm đếm sau đó đổ nước vào khuấy đều. Lúc này ngoài cửa sổ thủy tinh bốc một tiếng, một cái túi ni lông dán lên. Tiểu Túc Bảo ồ một tiếng, hi, gì xấu xí. Nữ quỷ lè lưỡi như chó, mau, cho tôi vào. Cô ta khóc không ra nước mắt, quá không có nhân tính, ban ngày ban mặt bảo cô ta ra ngoài. Thiếu chút nữa cô bị mặt trời phơi đến bốc hơi rồi. Kỷ Trường buồn chán dựa vào cửa sổ thủy tinh, híp mắt phơi nắng, vừa nói, yên tâm đi, bổn đại nhân không cho cô chết, cho dù cô phơi nắng thế nào cũng không chết được. Nữ quỷ âm thầm cả kinh. Túc Bảo lại ngẩng đầu, nói, sư phụ, đừng có nổ, nổ là bị sét đánh đấy. Kỷ Trường cười nhạo một tiếng định nói gì đó, bên ngoài trời quang vạn dặm đột nhiên vang lên một đạo sấm rền. Răng rắc, một tia chớp thật nhỏ xẹt qua bầu trời xanh. Kỷ Trường, ban ngày ban mặt, Vệ Uyển và mẹ cô ta bị dọa vỡ mật, hoang mang rối loạn chạy đến ký túc xá, thấy người đến người đi náo nhiệt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay người nhìn lại. Cái túi màu trắng trắng kia đang bay theo hai người bọn họ. Tóc gáy Vệ Uyển dựng thẳng, một hơi chạy tới văn phòng Tô Tử Lâm, nhào vào khóc lóc. Tử Lâm. Tô Tử Lâm đang mang theo Túc Bảo xem bản vẽ, thấy Vệ Uyển vọt tới, muốn nhào vào trong ngực mình. Tô Tử Lâm không khỏi nhíu mày, lui về phía sau hai bước. Vệ Uyển vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nhào vào trong lòng Tô Tử Lâm, anh lùi về phía sau, khiến cô ta trực tiếp ngã nhào xuống đất, máu mũi chảy ra. Vệ Uyển bịt mũi, chật vật đứng lên, oán hận nói, Tô Tử Lâm, anh. Nhân viên đi ngang qua cũng không khỏi tò mò, rướn cổ muốn nhìn vào trong phòng làm việc. Bà ngoại Hân Hân vội vàng lấy khăn giấy ra, này này, làm cái gì vậy, Tiểu Uyển là vợ con mà, nào có đạo lý vợ nhào tới lại tránh ra. Tô Tử Lâm không biết nói chuyện, nói thẳng, loại yêu thương nhung nhớ này thì thôi đi, tôi không cần. Vệ Uyển cảm thấy cực kỳ mất mặt, cái gì gọi là yêu thương nhung nhớ. Nói như cô giống như những người phụ nữ bên ngoài câu dẫn chồng người ta vậy. Nhưng dù bất mãn cô ta cũng chỉ có thể đè nén cơn giận, cô ta không thể để cho người khác biết cô ta và Tô Tử Lâm tình cảm bất hòa, ở chỗ này cãi nhau chỉ làm cho cô ta càng thêm mất mặt. Vệ Uyển nhìn về phía Túc Bảo, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt bàn đang vẽ một bức tranh. Trên bức tranh Túc Bảo phác họa một người, tuy rằng bức tranh có chút giống nhân vật hoạt hình. Nhưng không hiểu sao lại khiến cô ta nhớ tới cái chết của Lý Mai vào 5 năm trước ở công trường. Lưng Vệ Uyển phát lạnh từng cơn. Túc Bảo ngồi ở trên ghế, hết nhìn Tô Tử Lâm, lại cẩn thận liếc trộm Vệ Uyển. Trên mặt mợ hai càng ngày càng đáng sợ, bóng đen đã che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, so với quỷ còn đáng sợ hơn. Túc Bảo khép tay lại, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, tình hình mợ hai như thế nào? Kỷ Trường lắc đầu, hết thuốc chữa rồi. Có thấy phân trên mặt cô ta không? Xem ra đã bị Lý Mai ám rồi. Túc Bảo lập tức liếc mắt một cái, hạ giọng nói nhỏ, làm gì có phân, chỉ có chút thối thôi. Vệ Uyển nhìn Túc Bảo và con vẹt thì thầm với nhau, còn nghe Túc Bảo nhắc đến, cứt, và thối, sắc mặt cô ta càng không nhịn được. Vừa rồi quá sợ hãi, cô ta không chú ý đến bị phân gì ập lên mặt. Vệ Uyển cảm thấy ghê tởm, vội vã vọt vào toilet rửa mặt. Tô Tử Lâm lạnh lùng nhìn bà ngoại Hân Hân,
lạnh giọng hỏi, hai người tới đây làm gì? Bà ngoại Hân Hân thở dài, Tử Lâm à, nghe mẹ khuyên một tiếng, Tử Tích và Hân Hân đã lớn như vậy rồi, các con không thể ly hôn được. Vợ chồng ầm ĩ náo loạn bình thường, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, bình thường con cũng thường xuyên về nhà nhé. Tô Tử Lâm cười lạnh, nếu các người tới đây để nói chuyện này, vậy có thể đi rồi. Đơn ly hôn Tô Tử Lâm đã đưa cho Vệ Uyển. Ký hay không ký là chuyện của cô ta. Tóm lại cuộc hôn nhân này chắc chắn phải ly. Tô Tử Lâm mặt không chút thay đổi, không đợi bà ngoại Hân Hân nói gì, đẩy cô đi ra ngoài. Vệ Uyển vừa rửa mặt xong đi ra, cũng bị Tô Tử Lâm vô tình đẩy ra ngoài cửa, bốp một tiếng đóng cửa phòng làm việc lại. Nhân viên bên ngoài lập tức làm bộ nghiêm túc làm việc, trên thực tế còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Sắc mặt Vệ Uyển cực kỳ khó coi, đè nặng giọng hô, Tô Tử Lâm, anh mở cửa ra. Trong phòng làm Tô Tử Lâm cầm điện thoại lên, không biết nói gì. Chỉ chốc lát có hai bảo vệ đi lên, trực tiếp mời hai mẹ con cô ta ra ngoài. Hai người nhất thời có vẻ chật vật, hết sức mất mặt. Vẻ mặt bà ngoại Hân Hân ngượng ngùng, nhiều người nhìn như vậy, bà cũng cảm thấy Tô Tử Lâm quá đáng. Thật là, hai đứa cãi nhau thì thôi đi, nhưng bà già này là mẹ vợ cơ mà, dám đuổi mẹ vợ cũng chỉ có cậu mới làm được. Vệ Uyển bực bội vô cùng. Vừa rồi bức tranh của Túc Bảo không chỉ làm cho cô ta cảm thấy sợ hãi, càng bất an chính là, Túc Bảo làm sao lại biết Lý Mai. Con nhóc này, hôm nay tới công trường rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn mẹ cô ta còn đang bức bách cằn nhằn, Vệ Uyển không kiên nhẫn nói, mẹ, mẹ về trước đi. Con tự mình đi tìm Tử Lâm, mỗi lần mẹ tới đều là quấy rối. Bà ngoại hàm nhất thời trừng mắt, cái gì gọi là mỗi lần mẹ đều quấy rối? Mẹ không phải là đang quan tâm con sao? Vệ Uyển không để ý tới bà ta, quay lưng đi ra ngoài. Bà ngoại Hân Hân lải nhải vài câu rồi cũng đành phải rời đi. Phía sau công trường, Vệ Uyển lén lút đi tới trước một pho tượng đồng, kiểm tra một chút, thấy không có gì dị thường mới nhẹ nhàng thở một hơi. Nhưng mà cô ta mới vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một túi ni lông màu trắng đang lủng lẳng ở trên bụi cây gần đó. Thấy cô ta nhìn mình, cái túi ni lông còn tỏ ra quỷ dị hơn. Vệ Uyển sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, co cẳng bỏ chạy. Túi nhựa màu trắng bị gió thổi lên, đi theo sau Vệ Uyển. Đầu óc Vệ Uyển trống rỗng, chạy càng lúc càng nhanh, giày cao gót đều vứt lúc nào không hay, mái tóc luôn được chải chuốt cẩn thận giờ cũng không khác ổ gà là mấy. Người ở phía trước chạy, hồn ở phía sau đuổi theo. Vệ Uyển sợ tới mức hồn phi phách tán, vừa chạy vừa phát ra tiếng nức nở hoảng sợ, chó đi ngang qua đều bị cô ta dọa nhảy dựng. Túc Bảo từ trên tầng 16 nhìn xuống, thấy có một bà điên đang chạy lòng vòng bên trong công trường. Công trường kia đã xây xong, mặt đất cũng chảy gạch, cách đó không xa là nhà cao tầng đang thi công. Túc Bảo vuốt đầu Tiểu Ngũ, nói thầm với nó, Tiểu Ngũ, người kia giống mợ hai lắm đó. Tiểu Ngũ cũng nghiêng đầu theo, mắt đậu xanh chớp chớp, đồ ngốc. Đồ ngốc, Tiểu Túc Bảo sửa lại, là mợ hai, không phải đồ ngốc. Tiểu Ngũ, mợ hai cộng mợ hai bằng đồ ngốc. Túc Bảo, không đúng, nếu tính sai nó cũng không thể thành đồ ngốc được. Tiểu Ngũ nghiêng đầu, 2 cộng 2 bằng 5. Túc Bảo, ai, Tiểu Ngũ, ai dạy toán cho mày thế? Phía sau Túc Bảo, có mấy nhân viên vừa ăn cơm hộp vừa thì thầm. Ôi trời ơi, thật đáng yêu, bé con đang dạy vẹt làm toán. Tôi vừa từ bên ngoài trở về, sao phòng làm việc của chúng ta lại có thêm một đứa bé? Là của thầy Tô phải không? Mọi người đưa ngón tay chỉ vào trong phòng trà nước, Tô Tử Lâm đang đầu đầy mồ hôi chật vật với bình sữa bột. Lúc nhân viên nghỉ ngơi thường đến phòng trà nước, Tô Tử Lâm cảm thấy Túc Bảo cũng nên uống một thứ gì đó. Vì thế không biết anh ta kiếm ở đâu ra một bình sữa bột. Lúc này Tô Tử Lâm như giống một nhà khoa học, cẩn thận nhìn hướng dẫn sử dụng, lại cầm muỗng lên đong đong đếm đếm sau đó đổ nước vào khuấy đều. Lúc này ngoài cửa sổ thủy tinh bốc một tiếng, một cái túi ni lông dán lên. Tiểu Túc Bảo ồ một tiếng, hi, gì xấu xí. Nữ quỷ lè lưỡi như chó, mau, cho tôi vào. Cô ta khóc không ra nước mắt, quá không có nhân tính, ban ngày ban mặt bảo cô ta ra ngoài. Thiếu chút nữa cô bị mặt trời phơi đến bốc hơi rồi. Kỷ Trường buồn chán dựa vào cửa sổ thủy tinh, híp mắt phơi nắng, vừa nói, yên tâm đi, bổn đại nhân không cho cô chết, cho dù cô phơi nắng thế nào cũng không chết được. Nữ quỷ âm thầm cả kinh. Túc Bảo lại ngẩng đầu, nói,
Sư phụ, đừng có nổ, nổ là bị sét đánh đấy. Kỷ Trường cười nhạo một tiếng định nói gì đó, bên ngoài trời quang vạn dặm đột nhiên vang lên một đạo sấm rền. Răng rắc, một tia chớp thật nhỏ xẹt qua bầu trời xanh. Kỷ Trường, đáy lòng Kỷ Trường đập thình thịch, vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Túc Bảo. Không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Hắn ho khan một tiếng, mau thu hồi nữ quỷ lại đây, di hồn thuật còn nhớ không? Còn chưa nói xong, Túc Bảo liền giơ cánh tay lên, bàn tay nhỏ bé đặt ở trên cửa kính gãi gãi. Vèo một tiếng, nữ quỷ đã trở lại trong hồ lô. Kỷ Trường sờ sờ mũi. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt thương hiệu gì? Pha sửa xong, Tô Tử Lâm cầm một ly sửa thủy tinh đưa cho Túc Bảo, nói, mau uống đi. Túc Bảo nhận lấy, ngọt ngào nói, cảm ơn cậu hai. Tô Tử Lâm ngượng ngùng cười cười. Tuy rằng hắn có hai đứa con, nhưng rất ít ở chung, hắn cũng thừa nhận mình cũng không phải là một người cha tốt. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên có chút áy náy, sờ sờ đầu Túc Bảo, buồn bực lên tiếng nói một câu, Túc Bảo, con cảm thấy cậu hai có cần ly hôn với mợ hai không? Túc Bảo ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, cậu hai vì sao kết hôn rồi lại muốn ly hôn? Túc Bảo hiểu ly hôn có ý nghĩa như thế nào, bởi vì trước kia ba thường xuyên treo ở bên miệng, muốn ly hôn với mẹ. Nhưng khi đó bé còn quá nhỏ, không biết ly hôn là cái gì. Sau đó mới biết được hóa ra muốn ly hôn là vì muốn cùng gì mới kết hôn. Túc Bảo không hiểu nổi người lớn, rõ ràng ngay từ đầu không phải đã chọn xong rồi sao? Vì sao cuối cùng lại không cần nữa? Tô Tử Lâm bị hỏi nhất thời im lặng. Vấn đề này, hắn lại không trả lời được. Hắn mím môi, buồn bực nói, bởi vì khi đó trong bụng mợ hai mang thai anh Tử Tích của con. Dù nói thế nào cũng là chuyện mình đã làm. Điều duy nhất Tô Tử Lâm hối hận chính là cho đến khi Hân Hân sinh ra, hắn mới biết chuyện mình bị tính kế. Khi đó em gái Tô Cẩm Ngọc bệnh nặng, mất tích, hắn thật sự không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều. Túc Bảo nhíu mày, cảm thấy càng lao lực, vậy tại sao trong bụng mợ hai lại có anh trai Tử Tích? Cậu hai thích mợ hai sao? Tô Tử Lâm lắc đầu, không thích. Túc Bảo, cô nhìn chằm chằm Tô Tử Lâm. Tô Tử Lâm bị cô nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi. Hỏi, làm sao vậy? Túc Bảo nói, cậu không thích mợ hai, nhưng lại sinh ra anh Tử Tích, thế cậu hai khác gì là cha nam? Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé rất nghiêm túc. Tô Tử Lâm há miệng, không nói gì để chống lại, ách. Túc Bảo hiểu ý vỗ vỗ Tô Tử Lâm, an ủi, không sao, Túc Bảo hiểu. Tô Tử Lâm, không phải, bé thì biết cái gì chứ? Hắn đang muốn nói tiếp thì Tô Nhạc Phi đi vào, Túc Bảo, bé ngoan của cậu năm. Tô Nhạc Phi còn không kịp tháo mũ bảo hiểm xuống, đầu đầy mồ hôi muốn đưa tay ôm Túc Bảo. Tô Tử Lâm vỗ tay anh một cái, cậu không thấy bẩn à? Tô Nhạc Phi mặc kệ, một tay ôm lấy Túc Bảo ha ha cười, Túc Bảo nói cho cậu năm biết con ở chỗ này có buồn không? Vừa rồi Tô Nhạc Phi đi kiểm tra công trình, hắn muốn làm cho xong việc để mang cháu gái bảo bối của hắn đi khoe khoang với các nhân viên công nhân. Tô Tử Lâm càng không đồng ý, công trường là chỗ nguy hiểm. Cậu đưa con bé đến đó làm gì, không phận sự miễn vào. Tô Nhạc Phi không thèm để ý nói, Túc Bảo của chúng ta không phải người không phận sự, Túc Bảo là một cô bé giám sát công trình. Túc Bảo khẳng định gật đầu, không sai. Bé có rất nhiều việc, vừa rồi gì xấu xí nữ quỷ nói, mợ hai đi đến công trường bên kia, bên trong tượng đồng khẳng định cất giấu thứ gì đó. Bé muốn đi tìm. Vì thế Tô Nhạc Phi vui vẻ, ôm Túc Bảo chạy đi, nhìn thấy người liền nói. Lão Trương, ông xem, đây là cháu gái tôi. Tiểu Lý, cháu gái tôi đáng yêu phải không? Tiểu Lệ à, em nhìn cháu gái anh xem, có phải rất đáng yêu không? Túc Bảo, bé không khỏi che mặt, bị triển lãm cho người ta nhìn suốt dọc đường, đột nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng. Kết quả bộ dáng nhỏ bé này của bé, càng chọc cho mọi người cười ha ha. Ngày thường mọi người nhìn thấy một Tô Nhạc Phi rất thích mắng chửi cấp dưới. Sao bây giờ lại biến thành một người đàn ông ấm áp thế này? Kinh hãi! Rất nhanh đã đến công trường. Tô Nhạc Phi tuy rằng trong miệng ồn ào, nhưng vẫn có chừng mực, tòa nhà đang thi công không cho Túc Bảo đi vào, chỗ bọn họ đang đứng chính là quảng trường có tượng đồng đã được xây xong kia. Tô Nhạc Phi nói, quảng trường này đã xây xong, bên kia có một khu vui chơi cho trẻ em, cậu năm dẫn con qua đó nhé. Hắn mới vừa nói xong lời này. Lại lập tức chỉ vào cao ốc đối diện xa xa đang xây, tòa cao ốc kia đang xây là văn phòng, bên cạnh là trung tâm mua sắm, dưới mặt đất còn một cái siêu thị. Những thứ này đều là cậu năm xây, thế nào, có lợi hại không?
Túc Bảo hết sức khẳng định, lợi hại. Tô Nhạc Phi như bay trên mây. Bỗng nhiên Túc Bảo chỉ vào tượng điêu khắc ở trung tâm quảng trường, cậu năm đó là cái gì? Tô Nhạc Phi nhìn thoáng qua, nói, đó là tượng Phượng Hoàng, chất liệu inox, đồ chơi do cậu hai thiết kế. Túc Bảo giãy khỏi Tô Nhạc Phi, chạy tới bức tượng. Tô Nhạc Phi vội vàng nói, đừng chạy loạn, nguy hiểm. Túc Bảo chạy tới trước mặt bức tượng, hỏi, cậu năm, cậu có loại búa nào to không? Có thể cho Túc Bảo xem không? Tô Nhạc Phi cho rằng Túc Bảo tò mò, lập tức gọi người đi lấy búa. Túc Bảo, không phải cậu năm khoác lác, trên thế giới này không có ai có nhiều búa như cậu năm đâu. Tô Tử Lâm bận rộn xong từ phía sau đuổi tới, thấy công nhân kéo một cái xe đẩy, trên xe đủ loại búa, nhất thời hết chỗ nói. Các ngươi đang làm gì vậy? Túc Bảo ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hưng phấn nói, đang nhìn cái búa đó. Tô Tử Lâm. Tô Nhạc Phi ngồi xổm trước mặt Túc Bảo, giới thiệu những công cụ kia. Cái này gọi là búa gỗ, bình thường dùng để gõ đinh. Cái này gọi là búa đá. Cái này gọi là búa dẹp đuôi. Tô Nhạc Phi cầm đều là búa nhỏ, có thể để Túc Bảo cầm trên tay. Túc Bảo nói, cậu năm cho con mượn búa dùng chút nhé. Tô Tử Lâm và Tô Nhạc Phi nhất thời đã quên chuyện hôm đó bé bẻ cong lan can sắt, phản ứng đầu tiên của bọn họ là nặng như vậy bé không cầm lên được. Nhưng mà chợt nghe Túc Bảo, hắc, một tiếng, dùng sức cầm búa lên, oanh một tiếng nện vào bức tượng. Túc Búc phung lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, 80. 80. Chỉ nghe một tiếng, dưới chân chân tượng bị đập ra một lỗ lớn, bên trong có một vật gì đó rơi xuống. Tô Tử Lâm và Tô Nhạc Phi trợn mắt há hốc mồm. Bụi vừa tan đi, để lộ thứ gì đó rơi ra từ bức tượng. Một bàn tay xương trắng. Bàn tay kia có tư thế co lại, trong tay cầm một gói bọc da trâu. Tô Tử Lâm lập tức ôm lấy Túc Bảo, che mắt cô bé lại. Tô Nhạc Phi há miệng, ở dưới mặt trời chói chang cảm thấy có một luồng âm khí phảng phất trên mặt đất. Anh hai, anh đưa Túc Bảo về trước đi, Tô Nhạc Phi nói. Túc Bảo, con không về. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Lâm liền ôm cô bé đứng lên, nhanh chóng rời đi. Túc Bảo ngoan, nơi này không phải nơi trẻ con có thể đến, về nhà chơi với bà ngoại, cậu và cậu năm xử lý chút chuyện. Nhớ kỹ, vừa rồi người mới đập bức tượng kia là cậu năm của con, cậu ấy vì muốn biểu diễn cho con xem nên mới lỡ tay đập vỡ bức tượng. Thế chú cảnh sát cũng không phải người xấu, tại sao phải lừa chú cảnh sát? Tô Tử Lâm nhất thời im lặng, buồn bực nói, nghe lời cậu là được. Túc Bảo ghé vào trên vai Tô Tử Lâm, nói, được rồi. Tô Tử Lâm sau khi đưa Túc Bảo về nhà liền vội vàng rời đi. Tô lão phu nhân vội gọi người làm thức ăn cho Túc Bảo, Túc Bảo ngồi ngay ngắn trên sofa, nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, vì sao không nói sự thật cho chú cảnh sát biết, chú cảnh sát đâu phải người xấu. Kỷ Trường ngồi xếp bằng ở một bên, cầm thứ gì đó trong tay lật xem. Hắn thờ ơ nói, chú cảnh sát không phải người xấu. Nhưng không loại trừ có người xấu nghe được, con nghĩ đi, nếu người khác biết con có sức mạnh lớn như vậy, đem con cắt ra đi nghiên cứu thì phải làm sao? Thân thể nhỏ nhắn của Túc Bảo nhất thời nghiêm chỉnh, liên tục khoát tay, con không muốn bị cắt ra. Tại sao phải cắt lát, người xấu thật sự ăn trẻ con sao? Tô lão phu nhân vừa mới cầm quả táo gọt xong đi tới, chợt nghe Túc Bảo nói không nên cắt lát. Bà, a, một tiếng, cười nói, được, được. Bà ngoại không cắt lát, con cầm ăn hết nhé. Túc Bảo. Cho đến khi Tô lão phu nhân đưa quả táo tới, bé mới hiểu thì ra bà ngoại nói là quả táo. Kỷ Trường thấy bộ dáng mơ hồ của cô bé, không khỏi nhếch môi. Hắn giơ tay đem nữ quỷ từ trong hồ lô bắt ra. Sao tay cô lại ở đó? Kỷ Trường vừa hỏi vừa nhìn về phía tay nữ quỷ. Thân là một hồn ma, cô ấy có tay của mình. Chỉ có hiện về lúc cô ta chết thảm thì mới có thể nhìn thấy điểm khuyết trên thân thể cô ta, cho nên trước đây Kỷ Trường cũng không chú ý đến. Người sau khi chết thân thể phải hoàn chỉnh, mới có thể đầu thai được, cho nên người xưa mới để ý đến câu chết phải toàn thây. Nữ quỷ u oán nói, ngày đó tôi bị đập chết, tay đập gãy, trong tay còn cầm một túi tiền. Lúc nữ quỷ chết còn nhớ đến tay mình nắm chặt túi tiền kia không buông. Chính là bởi vì không có bàn tay này. Tôi mới không cam lòng đi đầu thai, 5 năm nay tôi cứ lẩn quẩn ở đây là vì muốn lấy lại tay của mình. Kỷ Trường lật xem một quyển vở, thản nhiên hỏi, cô không biết gói em muối kia không phải là muối sao? Nữ quỷ im lặng. Kỷ Trường cười lạnh một tiếng, biết là không tốt,
vì tiền lại che giấu lương tâm. Nhân gian thiện ác chung quy có báo. Hắn không biết làm thế nào mà bàn tay của một con ma nữ lại được đưa vào bức tượng. Hiện tại cảnh sát tìm được bàn tay kia, chỉ cần có thể lấy được vân tay của Vệ Uyển trên giấy dầu gói tiền, Vệ Uyển xong đời rồi. Một bên, Túc Bảo đang hết sức chuyên chú ăn táo. Bé cắn một miếng, đưa cho Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ vui vẻ ngậm lên ăn. Túc Bảo cũng cắn một miếng táo. Một người một chim thi nhau ăn, Túc Bảo cười khanh khách, cuối cùng cũng ăn hết quả táo. Tô lão phu nhân vui tươi hớn hở nói, dì giúp việc làm canh trứng phủ dung, bà ngoại đi lấy cho con. Túc Bảo mắt cười cong cong, nhu thuận nói, cảm ơn bà ngoại. Trong phòng khách không có người lớn, Túc Bảo bỗng nhiên nghiêng đầu, nhét hạt táo vào trong miệng Tiểu Ngũ. Cho mày ăn cái mông thúi nè. Tiểu Ngũ lắc đầu, ném hạt táo xuống đất, kêu cạc cạc, thối không thể ngửi. Thối không thể ngửi. Túc Bảo bị chọc cười khanh khách. Kỷ Trường ở một bên không kìm lòng được cười theo, lúc mới nhìn thấy đứa bé này bé giống như con chim non sắp chết trong rét lạnh. Bây giờ càng ngày càng hoạt bát đáng yêu. Lúc đang cười, bỗng nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên, là một cô gái, động một chút là nói cái mông gì đó, để cho người khác nghe được sẽ nghĩ như thế nào. Vệ Uyển mới từ bên ngoài trở về, tâm trạng đang vô cùng không thoải mái. Vừa nghe Túc Bảo nói đến cái mông, Tiểu Ngũ còn đem hạt táo ném ở bên chân cô ta. Cô ta liền nổi điên. Nụ cười trên mặt Túc Bảo thu lại, mím môi nói, mợ hai. Vệ Uyển nhíu mày, đừng gọi tao là mợ hai, nhà này có mày thật đúng là xui xẻo. Cô ta cầm túi sách trong tay, cao quý ung dung, nhưng đáy mắt lại có một tia chán ghét. Chính là bởi vì con nhóc này, quan hệ giữa cô ta và Tô Tử Lâm mới chuyển biến xấu, khiến toàn bộ Tô gia đều bảo Tô Tử Lâm ly hôn với cô ta. Túc Bảo không khỏi nhớ tới lời bà nội thường xuyên nói. Bà ta nói Túc Bảo là sao chổi xui xẻo. Trước kia bé không dám tranh luận với ông bà nội, sợ đói. Nhưng hiện tại, bé không còn sợ nữa. Con không phải, Túc Bảo nói tiếp, người xui xẻo là bởi vì nội tâm người đó méo mó cho nên mới xui xẻo, không liên quan đến Túc Bảo. Tất cả lời bé nói là thật, mỗi lần ông bà nội hoặc cha gặp xui xẻo đều là vì bọn họ làm chuyện xấu. Vệ Uyển vừa nghe, nhất thời căm tức. Nhà đầu chết tiệt này có ý gì? Là đang nói cô ta tâm thuật bất chính. Vệ Uyển thình thịch một tiếng, đem túi sách trong tay nặng nề đặt ở phòng thay đồ, giáo huấn nói, sao lại nói chuyện với người lớn như thế? Người lớn hỏi phải trả lời, người lớn bảo phải làm ngay, đạo lý này mà cũng không hiểu sao. Tao nói chuyện với mày thì mày phải nghe chứ không phải trả treo đớp đớp vào miệng người lớn như thế, hiện tại dạy mày đều là vì tốt cho mày. Túc Bảo mím môi, lắc đầu nói. Mợ hai không phải muốn tốt cho Túc Bảo, mợ hai là muốn tốt cho chính mình. Vệ Uyển càng căm tức, con nhóc này lại còn dám tranh luận với mình, đứa nhỏ này thật sự khiến người ta chán ghét. Cô nhìn lướt qua, không thấy Tô lão phu nhân và Tô lão gia, cho rằng bọn họ đã đi ra ngoài. Hôm nay là ngày 10, ngày này mỗi tháng Tô lão phu nhân đều phải đi trị liệu. Vì thế cô ta đi tới trước mặt Túc Bảo, ôm cánh tay lạnh lùng mắng, đứng lên. Túc Bảo lắc đầu. Lý trí nói cho cô ta biết, không nên chấp nhặt với Túc Bảo. Nhưng cô ta không nuốt được cục tức này vào bụng. Túc Bảo, tiếng gọi Túc Bảo này kéo của Vệ Uyển dài ra. Mày cho rằng mày chạy được sao? Hôm nay, cô ta nhất định phải giáo dục con nhỏ này. Thiên Vương lão tử đến cũng ngăn không được. Trong phòng bếp, Tô lão phu nhân đang múc canh trứng vào bát, người hầu đứng bên lo lắng nói, lão phu nhân, việc này để cho tôi làm là được rồi. Tô lão phu nhân lắc đầu, Túc Bảo vất vả lắm mới về đây được, tôi muốn tự mình làm cho nó. Trước kia khi con gái Út Ngọc Nhi trị liệu bằng hóa chất không ăn được gì, bà muốn đợi cô khỏe lại sẽ tự tay nấu cho cô ăn, nhưng đáng tiếc bà không có cơ hội này nữa. Hiện tại Túc Bảo giống như món quà mà ông trời ban tặng cho bà, Tô lão phu nhân không bao giờ muốn bỏ qua những cơ hội này. Dì Ngô thầm than một tiếng, lúc này đã thấy một thân ảnh nho nhỏ vào tới. Bà ngoại. Tô lão phu nhân thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Túc Bảo căng thẳng, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Túc Bảo còn chưa nói chuyện, chợt nghe một âm thanh vang lên, Túc Bảo mày cho rằng mày chạy được sao? Sắc mặt Tô lão phu nhân nhất thời lạnh lẽo. Vệ Uyển mới vừa bước vào phòng bếp, vẻ tức giận trên mặt còn chưa tản đi, kết quả liền thấy Tô lão phu nhân đang cau mày nhìn chằm chằm mình. Mẹ, mẹ, sao mẹ lại ở đây? Vệ Uyển sửng sốt, vẻ mặt có chút bối rối. Tô lão phu nhân cười lạnh nói, không ngờ tôi ở đây phải không?
thừa dịp tôi không ở đây để bắt nạt Túc Bảo sao? Vệ Uyển vội vàng xua tay, không phải mẹ, vừa rồi Túc Bảo đem hạt táo ném loạn trên mặt đất, con mới dạy con bé mấy câu, ai ngờ con bé còn mắng ngược lại con. Con cảm thấy con nít mà ăn nói hỗn hào với người lớn là không tốt, cho nên mới nói vài câu cho nó hiểu, không ngờ nó chạy đến đây. Tô lão phu nhân đem bao tay cách nhiệt tháo ra, ném lên mặt Vệ Uyển. Cô tưởng tôi sẽ tin lời cô sao? Cút ra ngoài cho tôi. Dám chạy đến trước mặt bà để bắt nạt cháu ngoại bà, có phải nếu bà không ở đây thì hôm nay Túc Bảo sẽ bị ăn đánh rồi không? Trong lòng Vệ Uyển như núi lửa trào dâng. Cái con nhỏ khốn khiếp biết rõ Tô lão phu nhân ở trong phòng bếp, lại cố ý không nói. Cố ý chọc cô liền chạy vào phòng bếp, tuổi còn nhỏ, tâm cơ sâu như vậy. Vệ Uyển vừa vội vừa tức giận, nén giận nói, mẹ, sao mẹ lại bao che cho nó? Mẹ như vậy sẽ chiều hư nó đấy. Túc Bảo mím môi, nhìn bà ngoại một cái lại quay lại nhìn Vệ Uyển một cái. Túc Bảo kiên định lắc đầu nói, Túc Bảo không có mắng chửi mợ, mợ hai nói nhìn thấy Túc Bảo sẽ xui xẻo. Lúc đó Túc Bảo mới nói xui xẻo không phải do Túc Bảo mà là do người đó làm chuyện xấu, sau đó mợ hai liền muốn giáo huấn Túc Bảo. Sắc mặt Tô lão phu nhân càng ngày càng âm trầm, dì Ngô, thu dọn đồ đạc của cô ta, ném ra ngoài. Hai mắt Vệ Uyển đỏ lên, cắn môi nói, mấy người cứ chiều nó, sau này sẽ chiều hư thì đừng trách con không nói trước. Nói xong quay đầu, thở phì phò lên lầu trở về phòng. Muốn cô ta đi, không thể nào. Vệ Uyển lên lầu đóng cửa lại không cho ai vào phòng. Cô ta cảm thấy Tô lão phu nhân bị mù, rõ ràng con nhỏ tạp chủng cố ý nói những lời đó, bà ta không nhìn ra sao. Tuổi còn nhỏ đã hãm hại người khác, bọn họ còn không quản. Tô lão phu nhân nhìn bóng lưng Vệ Uyển, trong lòng càng tức giận không thôi. Đây là cái thứ gì, bản thân cô ta dạy con không tốt, người khác dạy thì ầm ĩ lên sao lại nhúng vào việc của cô ta, đến lượt cô ta thì sao? Ai cho cô ta có quyền dạy Túc Bảo? Dì Ngô ho khan một tiếng, lão phu nhân, đừng nóng giận. Đứa bé còn ở đây. Túc Bảo giơ tay vỗ sau lưng Tô lão phu nhân, dỗ dành nói, bà ngoại đừng tức giận, đừng tức giận. Trên mặt Túc Bảo đều là vẻ tự trách. Mẹ từng nói muốn Túc Bảo làm cho bà ngoại vui vẻ. Nhưng Túc Bảo lại làm cho bà ngoại tức giận. Tô lão phu nhân cố gắng đè cục tức trong người xuống, quyết định dỗ Túc Bảo trước rồi mới xử lý Vệ Uyển. Nhìn Túc Bảo ăn xong một chén canh trứng, sau đó chơi với Túc Bảo thêm một lúc, mãi cho đến khi Túc Bảo ngủ thì bà mới nhẹ nhẹ đi ra đóng cửa phòng Túc Bảo lại. Lúc này trên mặt hiền lành của Tô lão phu nhân dần dần trầm xuống. Vệ Uyển đâu? Bà hỏi. Dì Ngô vội vàng đáp lại, nhị phu nhân vừa mới đi đón tiểu thư và tiểu thiếu gia. Thừa dịp Tô lão phu nhân dỗ Túc Bảo ngủ, trốn đi. Tô lão phu nhân hỏi, hành lý của cô ta thu dọn xong chưa? Dì Ngô gật đầu, vừa rồi sau khi nhị phu nhân ra ngoài tôi đã thu dọn xong, tất cả đồ đạc đều ở đây. Tô lão phu nhân đang muốn nói đem đồ đạc của Vệ Uyển ném ra ngoài, lại nghe bên ngoài trang viên truyền đến tiếng hân hân khóc giống, con không cần, con không cần. Cũng không biết ai lại chọc giận nó, chưa vào cửa đã khóc. Rất nhanh Tô lão phu nhân liền thấy Tô Tử chạy vào, trong miệng thì thầm, phiền chết đi được, phiền quá đi thôi. Lúc nhìn thấy Tô lão phu nhân nhanh chóng gọi một tiếng bà nội, sau đó chạy về phòng thình thịch đóng cửa lại. Tô lão phu nhân bảo dì Ngô đẩy xe lăn ra bên ngoài. Lúc này Vệ Uyển đang dỗ Hân Hân. Hóa ra trên đường đón Hân Hân trở về, Vệ Uyển càng nghĩ càng cảm thấy bất an, sợ Tô lão phu nhân thật sự tức giận đuổi cô ta ra ngoài. Vì thế ở trên xe liền nói với Hân Hân, bảo con gái sau khi trở về thì giúp bà nội đấm lưng, còn muốn Hân Hân đem đồ chơi của mình đưa cho Túc Bảo. Bởi vì Vệ Uyển biết, bảo Hân Hân làm vậy thì cô bé nhất định sẽ không làm theo. Chỉ có Hân Hân khóc nháo, Tô lão phu nhân mới không rảnh bận tâm đến cô. Hân Hân quả nhiên không muốn làm theo, khóc càng lúc càng lớn. Vì thế Vệ Uyển lại dỗ dành, được rồi đừng khóc, Hân Hân đừng khóc nữa được không? Không ngờ Hân Hân lại khóc dữ dội hơn. Đúng lúc này nhìn thấy Tô lão phu nhân đi ra. Tô lão phu nhân lạnh lùng nhìn Hân Hân một cái. Có lẽ do bà còn tức giận chuyện lúc nãy, hoặc cũng có thể là Hân Hân luôn quấy khóc khiến bà cảm thấy phiền. Tô lão phu nhân xoa xoa thái dương lạnh giọng quát, muốn khóc thì đứng ở đó khóc. Dì Ngô, lấy cái chậu cho nó, để nó dùng sức khóc, khóc không đầy cái chậu thì không được dừng lại. Hân Hân sợ tới run lên, vội vàng nín ngay. Nhưng lại nghe Vệ Uyển ở bên cạnh nói, mẹ làm gì vậy,
mẹ làm Hân Hân sợ đấy. Vệ Uyển vừa nói, còn vừa kéo cô Hân Hân ra phía sau lưng mình. Vì thế Hàm Hàm lại oa lên một tiếng, tiếng khóc chói tai, vừa khóc vừa thét vừa chậm chân ăn vạ. Tô lão phu nhân mặt lạnh vô tình, hôm nay cho dù người trên toàn thế giới chỉ trích bà can thiệp vào chuyện nhà của con trai con dâu, việc này bà cũng sẽ quản. Dì Ngô, ném đồ của nó ra ngoài. Dì Ngô vội vàng lôi hết đồ đạc của Vệ Uyển ra, ném ra ngoài cửa trang viên. Vệ Uyển sợ ngây người. Nói xong đem cô ta đẩy ra ngoài cửa, dầm một tiếng đóng cửa sắt lại. Đây là bảo tiêu mà Tô Nhất Trần để lại trang viên, sau khi Tô lão phu nhân trở về thì chỉ nghe lời của Tô lão phu nhân. Còn những tên bảo vệ trước đây để Lâm Phong Mục thấm tâm vào trang viên thì đã bị sa thải. Vệ Uyển sắp tức hộc máu rồi. Tim cô đau, phổi đau, tức giận đến chỗ nào cũng đau. Chết tiệt, có phải vừa rồi lúc cô ta không ở nhà, Túc Bảo lại nói gì với Tô lão phu nhân không? Trong trang viên, Hân Hân đã sớm bị dọa đến ngừng khóc, ợ một cái, nhỏ giọng nức nở. Tô lão phu nhân tính tình nổi lên, lạnh mặt nói, không phải con thích khóc sao? Tiếp tục khóc đi, hôm nay không đem cái chậu này khóc đầy thì không được ngừng. Hân Hân thật sự bị dọa, lại oa lên một tiếng. Lúc trước Hân Hân khóc là vì nháo, cho nên là ba phần khóc nháo còn lại vẫn giữ được bình tĩnh. Lần này là thật sự khóc. Hân Hân thật sự nghe lời. Bê chậu nước ra sức khóc to, những giọt nước mắt không đáng tiền rơi tí tách vào trong chậu. Tô lão phu nhân cũng bướng bỉnh, cứ đứng như vậy lẳng lặng nhìn Hân Hân khóc. Người già cũng có chút tính tình của trẻ con, Hân Hân bướng bỉnh thì bà cũng bướng bỉnh, một già một trẻ cứ rằng co như vậy, cuối cùng Hân Hân khóc đến không thể khóc được nữa. Nhưng Hân Hân không dám dừng lại, cô bé cúi đầu nhìn cái chậu lớn, bé thấy trong chậu trống không nhất thời lại khóc càng lợi hại hơn. Hân Hân vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, bà nội, con thật sự khóc không nổi một chậu, con khát quá. Con muốn uống nước. Dì Ngô ở một bên nhìn không được muốn cười. Tô lão phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi, còn khóc không? Hân Hân hít mũi, hốc mắt đỏ hoe lắc đầu. Tô lão phu nhân hừ một tiếng, trở về phòng. Dì Ngô vội vàng tiến lên, nói, tiểu thư, về đi. Về uống ly nước. Hốc mắt Hân Hân đỏ bừng. Chưa từng có ai đối xử với cô bé như vậy. Trước kia khi cô khóc, mẹ cô sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu vô lý của cô. Nhưng bây giờ cô dần hiểu ra, khóc cũng không phải là cách, ít nhất khóc trước mặt bà nội cũng thì càng không có tác dụng. Hân Hân được dì Ngô đưa lên lầu, ngồi trên sofa vừa nấc vừa uống nước. Lúc này những người khác đều chưa trở về, mẹ cô cũng bị đuổi đi, trang viên to như vậy dường như chỉ còn lại một mình cô, Hân Hân bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt. Hân Hân chưa từng trải qua chuyện như vậy, cô cảm thấy mình bị toàn thế giới vứt bỏ. Đang lúc bất lực nhất, bỗng nhiên một bóng người nho nhỏ từ trên lầu chạy xuống. Túc Bảo cầm một cây kẹo que đưa cho Hân Hân, nói, cho chị nè. Vừa rồi lúc Túc Bảo vừa tỉnh ngủ, từ cửa sổ nhìn xuống thấy Hân Hân bưng chậu khóc trong vườn hoa. Hân Hân hít mũi, xoay mặt, nói, chị không cần kẹo của em. Túc Bảo lập tức đem kẹo que thu vào trong túi, nói, được rồi. Vậy không cho chị nữa. Hân Hân. Túc Bảo tò mò hỏi, Hân Hân, chị khóc đầy chậu chưa? Không đề cập tới còn tốt, nhắc tới việc này Hân Hân nhất thời nhớ tới cái chậu thật to kia, cô cảm thấy mình khóc mù cũng khóc không đầy được, nhất thời miệng bẹp một cái, nước mắt lại rơi xuống. Túc Bảo vội vàng chạy sang một bên, đem chậu vừa rồi vươn tới. Chị cố lên, khóc thêm một chút nữa, còn thiếu thật nhiều mới đầy. Vì thế Hân Hân vừa khóc vừa nói, em giơ cao một chút, đừng để nước mắt của chị rơi trên mặt đất. Hai đứa nhóc một cao một thấp gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mắt thấy cái chậu mới ướt một tầng, lắc lư một chút cuối cùng cũng nhìn thấy một chút nước đọng, Hân Hân lại khóc không nổi nữa. Túc Bảo lập tức cầm ly nước trên mặt bàn lên, chị, trong mắt chị không có nước. Chị mau uống nước đi, uống là có. Hân Hân uống một ly nước, xong lại gào khóc, nhưng khóc không ra nước mắt. Túc Bảo lập tức lại rót một ly, uống tiếp. Cuối cùng Hân Hân uống 4 ly nước đầy, bụng cũng sắp nứt ra. Cố gắng thật lâu, cổ họng đều gào khàn, vẫn không thấy chậu đầy. Túc Bảo vẻ mặt đồng tình, làm sao bây giờ? Nếu chậu không đầy, bà ngoại không cho ăn cơm thì phải làm sao? Hân Hân, oa! Mắt Túc Bảo sáng lên, lập tức giơ chậu lên hứng. Tô Nhất Trần mang theo Tô Hà Văn, Tô Hà Vấn trở về. Nhìn thấy Hân Hân ở trong phòng khách vừa khóc vừa nấc cục còn Túc Bảo thì giúp Hân Hân bê chậu hứng nước mắt.
Trong miệng Túc Bảo còn hô, cố lên, cố lên. Tô Nhất Trần nhíu mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Túc Bảo quay đầu, nhanh chóng giải thích, cậu cả, bà ngoại bảo chị Hân Hân đem cái chậu này khóc đầy không được ngừng, chúng con đang cố gắng đây. Tô Nhất Trần. Hân Hân sau khi nhìn thấy Tô Nhất Trần lại muốn khóc, nhưng thật sự khóc không nổi nữa. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, lần đầu tiên Hân Hân cảm thấy khóc mệt mỏi như vậy, về sau cô không bao giờ muốn khóc nữa. Hân Hân đáng thương hề hề hỏi, bác, sau này cháu không bao giờ khóc nữa, có thể nói với bà ngoại đổi chậu nhỏ một chút không? Túc Bảo đứng bên cạnh lắc đầu, chậu không được, cậu cả, cậu có thể nói bà ngoại đổi sang cái bát nhỏ được không? Cục sữa nhỏ lắc lắc chậu, cảm thấy một cái chậu nhỏ thì vẫn còn quá ta, đổi qua một cái bát nhỏ là được rồi. Chị Hân Hân bình thường khóc dữ dội như vậy, thì ra ngay cả một chậu nước mắt cũng không khóc được. Tô Nhất Trần. Tô Hà Vấn toán học tương đối tốt, tay cậu đút túi, thản nhiên nói. Người bình thường khóc một lần nước mắt cũng chỉ có 5ml, một chậu rửa mặt này chứa đồng khoảng 10 lít nước, cũng chính là 10.000ml, một ngày khóc một lần thì cũng phải mất 2.000 ngày. Không tính lượng bốc hơi, nếu không khóc liên tục 5 năm thì không đầy được đâu. Hân Hân mếu máo, vậy làm sao bây giờ? Bây giờ con khóc không ra nước mắt. Túc Bảo suy nghĩ một chút, vậy ngày mai chị thức dậy lại khóc. Khóc 5 năm hình như cũng không phải là rất lâu. Sẽ nhanh thôi. Túc Bảo nói thầm an ủi. Tô Nhất Trần khóe môi mím thành một đường, đáy mắt bất chi bất giác nhiễm lên một tầng ý cười, lần đầu tiên cảm thấy mấy đứa nhóc hồn nhiên như vậy, làm cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Đi chơi đi, cậu sẽ nói với bà ngoại. Túc Bảo vội vàng gật đầu, kéo tay Hân Hân chạy lên lầu, đi mau. Sợ bà ngoại đi ra sẽ đổi ý. Tô Hà Văn và Tô Hà Vấn đều im lặng, chỉ cảm thấy Hân Hân ngu xuẩn, Túc Bảo cũng ngu xuẩn. Tô Hà Văn và Tô Hà Vấn là con trai của Tô Nhất Trần nhà em En. Cô ta giấu chuyện vừa xảy ra sang một bên. Bà ngoại Hân Hân nghe xong, tức giận đến không chịu được, chống nạnh mắng to, đây là người gì thế, hả, con không biết làm mẹ, lẽ nào bà ta biết làm bà nội. Trước mặt đứa bé bảo mẹ nó cút đi, điều này đối với đứa bé tổn thương biết bao nhiêu. Quan hệ hôn nhân hiện đại, sớm đã không còn là quan hệ mẹ chồng nàng dâu của xã hội phong kiến trước kia. Mẹ chồng phải phân chia ranh giới với con trai con dâu. Hai mẹ con mỗi người một câu, hung hăng mắng Tô lão phu nhân một trận. Thật giống như Tô gia thiếu nợ hai mẹ con nhà này không bằng. Sau khi phát tiết xong, Vệ Uyển tỉnh táo lại. Cô ta thấy bên ngoài trời đã tối, nhưng không ai gọi điện thoại bảo cô ta về, đáy lòng phiền não bất an. Mẹ, con về đây. Con về về cầu xin bà ta, vì Hân Hân chuyện gì con cũng nguyện ý làm. Nói cho cùng Vệ Uyển vẫn sợ bị đuổi đi. Bà ngoại Hân Hân trừng mắt, con đi cầu xin bà ta làm gì, cho tới nay con bị cái nhà đó bắt nạt thành như vậy là vì con quá dễ nói chuyện. Bà ta lấy điện thoại ra, không biết gọi điện thoại cho người giúp việc nào đó ở Tô gia, bà ta biết được chuyện chiều nay Hân Hân khóc rất dữ dội. Bà ngoại Hân Hân đắc ý nói, con xem đi, không có con Hân Hân khóc nhiều như vậy, yên tâm, bọn họ không giải quyết được Hân Hân đâu. Con nên chờ bọn họ đến cầu xin con. Vệ Uyển trần chờ, không thể nào. Bà ngoại Hân Hân ôm cánh tay, sao lại không thể nào? Có đứa bé nào có thể rời khỏi mẹ, từ khi Hân Hân sinh ra đến bây giờ con chưa từng rời đi một ngày nào, đêm nay lúc Hân Hân sẽ làm loạn hết cả lên cho con xem. Tính khí của Hân Hân lẽ nào bọn họ còn không rõ, lúc ầm ĩ ngay cả Vệ Uyển cũng dỗ không được. Đến mẹ ruột còn không làm gì được, chớ nói chi là người Tô gia. Ngoan. Nghe lời mẹ, mẹ là người từng trải con còn không biết sao. Con chờ đi, không quá hai ngày bọn họ tuyệt đối tới cầu xin con trở về. Vệ Uyển không quyết định được chủ ý, nhưng lại cảm thấy mẹ cô ta nói cũng có đạo lý. Hân Hân khóc nháo lên quả thật không ai có thể làm gì được, Tô gia cũng không thể cứ để Hân Hân khóc mãi được. Cho dù đêm nay khóc mệt đến ngủ thiếp đi, vậy ngày mai thì sao? Mỗi ngày lúc Hân Hân thức dậy rất phiền phức, hơi không như ý liền đập đồ. Ngoại trừ cô ta không ai có thể dỗ được. Hơn nữa, còn có Tô Tử Tích. Tô Tử Tích nhìn ngoan hơn Hân Hân, nhưng lại càng không dễ bảo, cậu thích chơi game, không ai được nói động đến cậu, vừa nói liền giận dữ đập vỡ điện thoại di động, so với châu bò còn bướng bỉnh hơn. Vệ Uyển suy nghĩ liền thấy yên tâm. Thật ra trong lòng cô ta cũng đánh cược, muốn dạy cho người Tô ra một bài học, chờ sau khi bọn họ phát hiện không có cô không được. Xem bọn họ còn dám để cho Tô Tử Lâm ly hôn với cô hay không.
Buổi tối, không có mẹ ở bên cạnh, hốc mắt Hân Hân quả thật đỏ bừng. Nhưng mà vừa mếu máo chuẩn bị gây chuyện thì nghĩ đến việc hồi chiều, Hân Hân cũng không dám lại gây chuyện nữa. Dì Ngô cảm thấy cô đáng thương, thở dài, tiểu thư, mau ngủ đi. Ngày mai thức dậy là được rồi. Hân Hân ôm chăn, bĩu môi nước mắt lưng tròng. Dì ra ngoài đi, con không cần gì. Cô nghẹn ngào hét to. Dì Ngô, tiểu thư. Hân Hân bỗng nhiên cầm một cái gối lên, hung hăng đập vào mặt dì Ngô, dì tránh ra đi. Hân Hân không cần dì Ngô, cô muốn mẹ cô cơ. Hân Hân không khóc không nháo, nhưng tính tình ương bướng thối tha kia vẫn còn đó, dầm một tiếng đem đồ trên bàn đều hất xuống đất. Dì Ngô đành phải rời đi, vừa nói, có chuyện gì con bấm chuông gọi dì. Vừa ra cửa đã thấy Tô lão phu nhân ở bên ngoài, Túc Bảo mặc áo ngủ đứng bên cạnh. Tô lão phu nhân hỏi, nó còn gây chuyện. Dì Ngô nói, tốt hơn nhiều rồi, lão phu nhân cũng đừng nóng giận, trẻ con mà. Tô lão phu nhân hừ một tiếng. Cũng bởi vì là trẻ con, mới phải quản. Lúc nhỏ mặc kệ không dậy, lớn lên còn dậy được sao? Không thể nào. Túc Bảo ôm thỏ con, suy nghĩ một lát sau đó đưa bàn tay nhỏ nhắn lên gõ cửa. Tiểu tử kia vẻ mặt nghiêm túc, giọng trẻ con nói, chị Hân Hân, buổi tối chỉ có mình chị có sợ không? Cục bột nhỏ Túc Bảo lấp ló ngoài cửa nhìn vào trong nhỏ giọng nói, buổi tối có quỷ đó nha. Hân Hân trừng mắt, cảm thấy Túc Bảo là người xấu. Chị không cần em vào đây, em cút đi. Chỉ nghe bùm một tiếng, Hân Hân đóng cửa lại. Túc Bảo vô tội nháy mắt mấy cái. Những gì Túc Bảo nói đều là sự thật mà, ở đây thật sự có ma. Không biết có phải Hân Hân sau khi đóng cửa còn chưa hết giận hay không, lại mở cửa đi ra, cầm một ly nước đập vỡ tan tành trước mặt Túc Bảo. Tô lão phu nhân lạnh mặt nói, đi thôi, Túc Bảo, đừng để ý tới nó. Thói quen này quá xấu. Túc Bảo đành phải ôm thỏ trở về phòng, còn vẫy cái tay nhỏ ú với bà ngoại ngủ ngon. Tô lão phu nhân gật đầu, ngủ ngon. Vẫn là Túc Bảo ngoan, một đứa thì nháo đến làm cho người ta sốt ruột, một đứa thì ngoan đến làm cho người ta đau lòng. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, bà làm sao không hy vọng Hân Hân có thể khá hơn một chút. Tô lão phu nhân thở dài, có phải bà quá nghiêm khắc với Hân Hân không? Túc Bảo trần chờ một chút, kiếng chân sờ sờ đầu Tô lão phu nhân. Bà ngoại đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tô lão phu nhân nhìn không được nở nụ cười, phiền muộn trong lòng phút chốc được xoa dịu đi rất nhiều. Trong phòng Túc Bảo, Kỳ Trường nói, cặp sách nhỏ, hôm nay sư phụ dạy con pháp thuật con biết không? Suy suy một tiếng có thể ném ra một quả cầu lửa. Túc Bảo vẻ mặt hoài nghi, sư phụ, con còn nhỏ, người không nên lừa con nít như vậy. Con người làm sao có thể biến ra quả cầu lửa được? Túc Bảo đã không còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa, Túc Bảo đã 4 tuổi, đã hiểu được rất nhiều chuyện. Thấy Túc Bảo không tin, Kỳ Trường nhếch môi, không tin hả? Cũng đúng, khai thiên nhãn coi như xong, cũng không thiếu thiên phú dị bẩm, bản thân thiên nhãn cũng không đóng lại. Nhưng khai thiên nhãn với pháp thuật không giống nhau. Cái này cần học đi đôi với hành, có vài đạo sĩ nỗ lực cả đời cũng không biến ra được một trái cầu lửa, chỉ có thể dùng dung bùa giấy bình thường con không tin cũng bình thường. Hát, cho nên cặp sách nhỏ khẳng định cũng giống mấy tên đạo sĩ thúi đó, không làm được đâu. Túc Bảo nhíu mày, sư phụ, người đang dùng phép khích tướng sao? Yên tâm, Túc Bảo không dễ bị lừa thế đâu. Kỷ Trường, đứa bé này rõ ràng chỉ 4 tuổi, sao lại khó giải quyết như vậy? Chỉ thấy Túc Bảo nhìn chằm chằm hắn, sư phụ ngươi biến một cái, biến ra rồi con sẽ tin. Khóe miệng Kỳ Trường giật giật, tuy sư phụ con rất lợi hại, nhưng cũng là quỷ. Túc Bảo hiểu, gật đầu nói, a, nói cách khác, sư phụ cũng không biến ra được. Kỳ Trường xoa trán, này này, nói chuyện kiểu gì thế? Cái gì gọi là sư phụ không biến ra được? Hắn trừng mắt, sư phụ sợ dọa con sợ đấy biết không? Cái này uy lực quá lớn. Đợi lát nữa đốt hết tóc con, biến con thành cái đầu chọc. Hân Hân dụi dụi mắt, vừa rồi hình như cô nhìn thấy một cái bóng trắng. Tay Hân Hân run rẩy, vội vàng ném cái ly vội chui vào trong chăn. Trong chăn chỉ có tiếng hít thở của cô, cũng không biết vì sao, cô cảm thấy giống như còn có người ở cùng một chỗ với cô. Chân Hân Hân bị giật giật. Cô thét chói tai một tiếng, vội vàng đứng lên chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc lớn, mẹ. Phía sau. Có một cái bóng màu trắng giơ tay lên, chậm rãi hướng về phía Hân Hân. Hân Hân không dám ngoảnh đầu lại,
víu vào cửa muốn mở cánh cửa, nhưng không sao mở được. Hình như phía sau có người đang khóc, Hân Hân quay phát đầu lại, nhưng lại chẳng thấy gì. Cô bé sợ chết khiếp, một đứa bé thì có thể hiểu được gì chứ, dứt khoát trốn xuống gầm giường. Bên ngoài lặng như tờ. Chợt cô bé thấy đôi bàn chân đang đi tới đi lui trong phòng cô bé, cuối cùng dừng lại trước mặt cô bé. Hân Hân nín thở, bụng chặt lấy miệng của mình. Dường như kẻ đó, nghe thấy, một tay ả trống lên giường, từ từ cong eo, phát ra âm thanh rắc rắc. Mắt Hân Hân liếc thấy kẻ đó sắp phát hiện ra mình rồi. Chợt cánh cửa phòng bật mở, giọng Túc Bảo vang lên. Hân Hân cũng chẳng hiểu cô bé đang nói gì. Chỉ thấy một quả cầu lửa phốc một tiếng bay tới, đâm vào người kẻ kia. Tiếng gào thảm thiết vang lên, đôi bàn chân nghiến lên để đi lại trong phòng ban nãy vút một phát bay ra bên ngoài. Túc Bảo đuổi theo, mặt bé vô cùng nghiêm túc, quả cầu lửa tròn xoe trên tay quăng về phía người nữ quỷ. Kỷ Trường híp mắt, nói nhỏ, vẫn là một con ác quỷ. Quỷ hồn cũng phân cấp bậc. Loại chỉ có thể dạo chơi trốn nhân gian, ngoài việc chờ hồn bay phách tán thì chẳng thể làm gì khác, được gọi là du hồn dã quỷ. Những người bình thường chết vì bệnh, vì tai nạn hoặc là già mà chết đi, sau đó không đi đầu thai thì đều sẽ biến thành du hồn như vậy. Tiếp theo là quỷ hồn chết không bình thường, trước khi chết, chắc hẳn họ mang theo nỗi oán hận cực khủng khiếp, hoặc không cam tâm, loại quỷ này được gọi là lệ quỷ. Lệ quỷ rất hung ác, gặp thời điểm thiên thời địa lợi, không chỉ chủ động cho con người nhìn thấy được bọn chúng, còn đòi mạng người. Trên lệ quỷ là ác quỷ vốn là loại hung ác nhất trong những loại quỷ chết thảm. Chúng mang theo chấp niệm, có thể hấp thu sát khí để thăng cấp, đeo bám con người. Tỷ như, quỷ xui xẻo đeo bám con người sẽ khiến người đó vô duyên vô cớ gặp xui xẻo, thậm chí vì xúi quẩy mà chết ngoài ý muốn. Bọn ác quỷ không chấp nhận hiện thực rằng chúng đã chết, đi khắp nơi kiếm tìm ký chủ để chúng ký sinh, tiếp tục cuộc sống. Túc Bảo không thể áp chế ác quỷ, đành để ả chạy mất. Trước khi chạy, nữ quỷ còn ngoảnh đầu trừng mắt hung dữ với Túc Bảo. Sau đó mới biến mất trong màn đêm. Túc Bảo quay đầu hỏi, sư phụ, ác quỷ là cái gì? Kỷ Trường chậm rãi giải thích cho bé nghe, có rất nhiều loại ác quỷ, suy tận gốc rễ thì chúng được hình thành bởi sự ngưng tụ của các gốc xấu khác nhau như yêu, ghét, tham, sân, si. Tỷ như quỷ mít ướt, quỷ nhỏ mọn, quỷ háo sắc, quỷ nhát gan. Túc Bảo chỉ tay về phía cửa sổ, thế nó là quỷ gì? Kỷ Trường híp mắt, quỷ mít ướt. Túc Bảo chớp chớp mắt. Chợt ngoảnh đầu nhìn Hân Hân. Hình như Túc Bảo hiểu ra rồi. Vì chị Hân Hân thích khóc nhè nên quỷ mít ướt mới tới. Kỷ Trường khen ngợi, không sai. Ví dụ, những người mắc chứng cuồng ăn cực độ có xu hướng thu hút quỷ tham ăn, còn những người thích khóc dễ thu hút những quỷ mít ướt. Túc Bảo gật đầu lia lịa. Túc Bảo đã nói rồi mà, trẻ con không được khóc bừa. Đầu óc Hân Hân ong ong, hoàn toàn choáng váng. Thấy Túc Bảo quay đầu lại nói cái gì đó. Cô bé nghe không rõ, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, chợt đứng phát dậy chạy về phía Túc Bảo. Túc Bảo, được rồi, đừng sợ, Túc Bảo đuổi con quỷ đi rồi. Hân Hân bất ngờ lao vào người Túc Bảo, bật khóc. Cô bé sợ chết khiếp rồi. Khi trông thấy Túc Bảo mang theo một quả cầu lửa đến, cô bé như nhìn thấy Anchaman. Trong phim hoạt hình Anchaman mà anh trai Hân Hân thường xem, Anchaman chính là như thế này. Hân Hân khóc không ra hơi. Ôm chặt Túc Bảo không chịu buông. Túc Bảo vỗ về, ngoan ngoan. Rõ ràng mình vẫn là một cô nhóc, vậy mà Túc Bảo lại học theo cách của mẹ để dỗ Hân Hân. Chợt nhớ ra điều gì, cô bé vội nói, chị Hân Hân, tạm dừng khóc. Đợt em lấy ly nước. Cô bé vẫn không quên chuyện phải nhận nước mắt đâu nha. Túc Bảo chạy qua lấy cái ly, Hân Hân thút thít kêu, em nhanh chút. Kết quả thì, khi cái ly đưa đến trước mặt, Hân Hân lại không rớt nổi một giọt lệ. Túc Bảo và Hân Hân ngơ ngác nhìn nhau. Túc Bảo chần chừ nói, hay là chỉ cố sức khóc một chút. Hân Hân chề môi ra, nhân lúc cảm xúc sợ hãi chưa vơi hết, ra sức khóc. Kỷ Trường đứng bên cạnh khẽ giật khóe môi, chỉ biết câm nín. Cuối cùng, Hân Hân khóc đến mệt lừ, Túc Bảo cũng ngáp một cái, cả hai đều buồn ngủ. Túc Bảo mơ màng nói, chị ơi, chị nằm lên giường rồi cố khóc tiếp. Như vậy không tốn sức đâu. Hân Hân, hu hu. Hai cô nhóc nằm lên giường, Túc Bảo nhanh chóng ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn nâng cái ly. Còn Hân Hân, khóc to một trận xong cũng dễ ngủ, hai cô nhóc gần như chìm vào giấc ngủ cùng một lúc. Ngày hôm sau, bà cụ Tô nói với dì Ngô,
Chốc nữa dì gọi Hân Hân dậy nhé, từ hôm nay trở đi chỉ có thể ngủ tới 9 giờ. Khi trước Hân Hân luôn ngủ nướng tới 10, 11 giờ, trễ giờ quá nghiêm trọng. Dì Ngô hơi lo lắng lão phu nhân, tiểu thư Hân Hân hay cáu khi mới ngủ dậy, có cần gọi nhị phu nhân về không ạ? Khi Hân Hân khóc lóc quậy nghịch còn có người có thể dỗ dành. Nhưng trước nay có ai dỗ được cái thói cáu kỉnh khi thức dậy của cô bé đâu. Bà cụ Tô thản nhiên nói, người nhỏ nhưng tính khí lớn, có điều tôi còn lớn hơn Hân Hân. Dì Ngô không nói gì thêm nữa. Bà cụ Tô điều khiển xe lăn điện vào thang máy, khẽ gõ cửa ngoài cửa phòng Túc Bảo, dậy chưa? Sau vài ngày sống chung, bà đã nắm được quy luật, thường thì 9 giờ Túc Bảo sẽ tự tỉnh giấc. Bà cụ Tô khẽ đẩy cửa ra, gương mặt phảng phất nụ cười, bà muốn xem nét mặt Túc Bảo khi say giấc. Chợt mặt bà biến sắc, người đâu, mau tới đây. Bà sợ đến bay màu, không thấy Túc Bảo nữa rồi. Tiểu Ngũ đang mơ mà ngủ gật chờ tỉnh giấc, vươn cổ ra, không sợ thêm loạn mà hót lớn, trộm trẻ con. Có người trộm trẻ con rồi. Hôm nay là thứ bảy, Tô Nhất Trần đang xử lý việc ở thư phòng, ông cụ Tô cũng đang ở thư phòng nói chuyện với Tô Nhất Trần. Chợt nghe thấy tiếng hét lớn của bà cụ Tô, hai người lập tức ra khỏi phòng. Bà cụ Tô điều khiển xe lăn, mặt lo lắng nói, không thấy Túc Bảo nữa rồi. Con vẹt nói nhìn thấy có người trộm trẻ con. Tiểu Ngũ ở trong phòng lắc lư cái đầu. Sao Túc Bảo lại chạy tới phòng Hân Hân thế này? Còn nữa, sao Hân Hân ngủ dậy lại không cáu kỉnh thế kia? Lúc này, Vệ Uyển đang ăn bữa sáng với mẹ cô ta. Vệ Uyển thi thoảng lại nhìn điện thoại, tính xem còn bao lâu nữa Hân Hân mới ngủ dậy. Lúc ngủ dậy, kiểu gì Hân Hân cũng vừa khóc vừa đập đồ đạc. Tối qua nhà họ Tô nhất định sức cùng lực kiệt rồi, lần này cuối cùng thì họ cũng gọi điện kêu cô ta về nhỉ. Vệ Uyển liên tục nhìn điện thoại di động, cuối cùng cũng chờ đến hơn 10 giờ gần 11 giờ. Đây cũng là lúc Hân Hân rời giường. Bà ngoại Hân Hân nói, chờ đi, chưa đến 10 phút, nhà họ Tô sẽ gọi điện kêu con về. Bà ngoại Hân Hân lắc đầu, không thể, nhiều nhất là lúc gọi tới hơi mất mặt thôi, chắc chắn sẽ gọi. Vệ Uyển chờ mãi, đến 12 giờ trưa vẫn không có tin tức gì của nhà họ Tô. Cô ta không ngồi yên được nữa, đứng dậy nói, không được, con phải đi xem. Bà ngoại Hân Hân kêu vài tiếng cũng không ngăn được Vệ Uyển, bà cụ cảm thấy con gái mình nóng nảy quá rồi. Xưa nay làm gì có trẻ con nào xa mẹ được, nó gấp cái gì? Nhà họ Tô, Túc Bảo đang vẽ tranh với Hân Hân. Cho chị, bé đưa cho Hân Hân một tờ giấy trắng. Hân Hân quay đầu khịt mũi, chị không cần. Miệng thì nói vậy nhưng cô bé vẫn nhận lấy. Túc Bảo khó hiểu, chị nói không cần mà ạ. Hân Hân hất cằm, vịt chết còn mạnh miệng, tờ của chị không đủ trắng, dùng của em thì đã làm sao? Túc Bảo. Một lúc sau, cả hai cùng vẽ một bức tranh, Túc Bảo nói, để em đưa cho bạn của em xem thử. Nói xong bé chạy ra ngoài tìm ông ngoại Tô, kéo ông cụ tới đây. Ông cụ Tô tháo kính đọc sách xuống, hỏi, hôm nay cháu vẽ gì vậy? Túc Bảo giơ bức tranh của mình ra, ông ngoại, ông nhìn xem. Con vẽ một quả trứng gà. Ông cụ Tô không nhịn được cười, lại hỏi, Hân Hân thì sao? Hân Hân nhìn hai người vừa xem tranh của Túc Bảo vừa cười nói, tâm trạng không khỏi hơi dầu dĩ, cho rằng ông ngoại không thích mình. Lúc này nghe ông cụ Tô hỏi, ánh mắt cô bé sáng lên, vui vẻ nói, con vẽ chân dung gà mái ạ. Ông cụ Tô nhướng mày, nhìn bức tranh của Hân Hân, chợt phát hiện cô bé vẽ cũng rất giỏi. Mặc dù không sống động như tranh của Túc Bảo nhưng lại vô cùng thú vị. Túc Bảo cầm điện thoại di động của ông cụ Tô lên, tạch tạch chụp một tấm của mình rồi chụp của Hân Hân, gửi hết cho viện sĩ Lao. Bé đè nút ghi âm, ghé sát vào micro nói, bạn cũ, đây là bức tranh do chị em cháu vẽ. Ngay sau đó, viện sĩ Lao đã gửi qua một đoạn tin nhắn thoại, cả hai chị em đều vẽ rất đẹp. Con không ngại ông đăng lên Weibo chứ? Túc Bảo quay sang nhìn Hân Hân, thấy cô bé đồng ý, bé vui vẻ đáp lại không ngại. Một lúc sau, viện sĩ Lao đăng tranh lên Vivo, lần này không chỉ có của Túc Bảo mà còn có của Hân Hân. Mặc dù Hân Hân chưa biết đọc nhưng ánh sáng trong mắt cô bé ngày càng sáng khi lướt Weibo. Thì ra đây là cảm giác được khen. Cho tới này, ngoại trừ mẹ luôn nói Hân Hân thật giỏi thì chưa ai khen cô bé cả. Thì ra không khóc lóc, không quậy phá cũng có thể khiến người khác chú ý. Hân Hân nhìn Túc Bảo, lần đầu tiên tự hỏi một vấn đề. Bà ngoại và mẹ của cô bé đều nói Túc Bảo là trứng thối, sen trắng mưu mô,
đến nhà họ Tô để giành đồ với cô bé. Nhưng bây giờ cô bé lại cảm thấy không giống như vậy. Buổi chiều, không có mẹ ở bên, cũng không có ai muốn chơi với Hân Hân, Hân Hân đành phải đi tìm Thúc Bảo. Hai cô bé cầm chiếc xô nhỏ ra ao cạn trong vườn bắt cá. Vệ Uyển đã đến nhà họ Tô, nhưng tiếc là cô ta không thể vào được, lại bị đuổi ra ngoài. Cô ta uất ức không cam lòng rời đi nên quanh quẩn ngoài trang viên nhà họ Tô. Trang viên của Tô gia cũng không phải hoàn toàn phong kín, có khu vực bị vây sau tường cao, có khu vực lại có xem hồ nước bao quanh như một rào chắn tự nhiên. Ngoài ra, để hòa nhập với thiên nhiên, trang viên và ngọn núi sau lưng chỉ cách nhau một dãy lan can sắt. Qua lan can sắt, Vệ Uyển trông thấy Hân Hân từ xa, còn thấy rằng cô bé đang chơi với Túc Bảo. Đột nhiên trong lòng cô ta vô cùng khó chịu, một đứa trẻ ngoan như vậy, chơi với Túc Bảo rồi hư mất thì phải làm sao? Hân Hân, Vệ Uyển hét lớn, cục cung, nhìn đây này. Túc Bảo đang bắt cá với Hân Hân thì nghe thấy giọng Vệ Uyển. Bé vừa ngẩng đầu đã thấy Vệ Uyển ở ngoài lan can sắt. Hạnh Hân quay đầu nhìn xung quanh, này, hình như chị nghe thấy giọng nói của mẹ chị. Túc Bảo lập tức bịt lỗ tai, không, chị không có nghe thấy. Nói xong, bé ném cái thùng đi, nắm tay Hạnh Hân chạy vào nhà, chạy mau, phía sau có quái vật lớn. Hân Hân nghe vậy lập tức nhớ tới người tối hôm qua, ngay lập tức bỏ chạy không thèm quay đầu lại, còn chạy nhanh hơn cả Túc Bảo, vèo một tiếng vọt vào nhà. Vệ Uyển, cô ta sắp tức chết rồi, con nhỏ Túc Bảo này đúng là trà xanh. Đến nhà họ Tô, cướp đồ vật của Hân Hân, còn hại Hân Hân bị người lớn phê bình. Bây giờ còn dẫn theo Hân Hân học hư. Vệ Uyển vô cùng tức giận, là gì hai của Túc Bảo. Cô ta không thích một đứa trẻ như vậy. Vào buổi tối, Tô Tử Tích, Tô Tử Chiến và Tô Tử Du quay về nhà. Vì là cuối tuần nên mọi người về ăn cơm rất đông đủ, 8 người con trai của nhà họ Tô đều tề tựu. Ông cụ Tô lên tiếng, Túc Bảo ở nhà cả ngày cũng chán, ngày mai tranh thủ chút thời gian dẫn bé con đi cắm trại ở công viên nước đi. Túc Bảo cắn đũa, nghiêng đầu hỏi, ông ngoại, cắm trại là cái gì ạ? Bé có thể hiểu một số thứ đã tiếp xúc nhưng không rõ về những mới mẻ chưa từng thấy bao giờ chẳng hạn như cắm trại. Tô Ý Thâm cười giải thích, cắm trại có nghĩa là đi đến nơi hoang dã và sống bên ngoài. Túc Bảo thắc mắc, chúng ta có nhà mà, tại sao lại không ở? Tô Tử Tích cười nhạo, khinh thường nói, đồ nhà quê. Nói xong, cậu bé ném đũa, hai tay đút túi đi ra ngoài, con không ăn. Mai con cũng không đi cắm trại đâu. Cắm trại có gì thú vị? Còn không bằng ở nhà chơi game. Ông cụ Tô nghiêm túc nói, con nói cái gì đó. Lại đây ngồi xuống cho ông. Tô Tử Tích nhăn nhó, chậc chậc, Thái Thượng Hoàng lên tiếng rồi kìa, chạy mau. Tô Nhất Trần đập đũa xuống bàn, lạnh lùng quát, Tô Tử Tích. Cậu bé lập tức ngậm miệng, mặc dù cậu bé có hơi sợ cậu cả Tô Nhất Trần nhưng trong lòng rất không phục, thế là xoay người chạy thẳng lên lầu. Ông cụ Tô nhức đầu xoa trán. Hai đứa nhóc nhà thằng hai đều không dễ đối phó. Ở đầu bên kia, mẹ Tuyết Nhi, người luôn theo dõi tài khoản của viện sĩ Lào lập tức đọc được bài đăng trên Weibo. Lần này, không chỉ có tranh của Túc Bảo được đăng mà cả Hân Hân cũng có phần. Mẹ Tuyết Nhi cảm thấy bất công cực kỳ, Túc Bảo vẽ cũng tạm tạm thôi, miễn cưỡng bằng Tuyết Nhi nhà bà ta. Thấy Tuyết Nhi ủ rũ, mẹ Tuyết Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, ngày mai con không cần đến lớp, mẹ sẽ đưa con đi cắm trại. Sắc mặt Tuyết Nhi sáng bừng, thật sao? Mẹ của Tuyết Nhi cuồng con gái, cô bé cũng tham gia rất nhiều lớp học năng khiếu từ khi mới 2 tuổi. Tuần nào cũng kín lịch, cho dù thỉnh thoảng được nghỉ ngơi, mẹ của Tuyết Nhi cũng sẽ đọc sách cùng cô bé để rèn luyện thói quen. Vì vậy, cuộc sống của Tuyết Nhi là đến trường lớp phụ đạo năng khiếu đọc sách ở nhà. Bây giờ có thể đi cắm trại, cuối cùng Tuyết Nhi cũng vui vẻ hơn một chút. Cuối tuần, công viên vịnh nước ngập. Công viên vịnh nước ngập kia ở bên ngoài tỉnh thành, lái xe phải mất 4, 5 tiếng, nhưng nhà họ Tô trực tiếp lái máy bay trực thăng qua, còn chưa tới 1 tiếng. Đó là một cảnh quan rừng rậm tự nhiên, địa điểm cắm trại được chọn ở bãi cỏ trước mặt, dương mắt có thể trông thích hồ nước tự nhiên xanh như ngọc. Qua, đẹp quá đi, Túc Bảo thán phục. Tiểu Ngũ đứng trên bả vai cô bé, cạc cạc kêu theo, hoa hoa, thật xinh đẹp. Mấy người ông cụ Tô và Tô Nhất Trần không nhịn được cười. Bà cụ Tô nhìn một vòng, 8 đứa con trai của mình đều có mặt, đứa thì dựng lều, đứa thì múc nước, ấm áp mỹ mãn một cách khó hiểu. Bà ấy không khỏi then nhẹ, nếu không phải Túc Bảo trở về,
có lẽ nhà họ Tô mãi mãi không thể nào sum họp như vậy. Bà cụ Tô ngồi trên xe lăn, mỉm cười nhìn Túc Bảo. Bé con đuổi theo bươm bướm, vẹt ở phía sau cô bé, bước chữ bát chạy theo, vừa chạy vừa cạc cạc cạc. Hân Hân vốn đang không vui chạy theo, đuổi theo phía sau một hồi thì bắt đầu từ từ vui vẻ, trên bãi cỏ toàn là tiếng cười của hai cô bé. Bỗng nhiên Túc Bảo chạy tới, trong tay cầm một bông hoa màu tím, cỏ may mắn màu tím. Bà ngoại tặng bà, đây là hoa cầu nguyện đó. Hai đứa bé trai Tô Hà Văn và Tô Hà Vấn vẫn không thân với Túc Bảo và Hân Hân, Tô Tử Tích phát chân nằm trên nệm hơi, phì cười một tiếng, ngây thơ. Bên kia, Tô Doanh Nhĩ và Tô Tử Lâm đang kéo lều đóng cọc, sau khi cắm cọc xuống đất một đoạn thì khó có thể đè xuống nữa. Tô Nhạc Phi hỏi, búa của anh đâu? Tô Tử Lâm cạn lời, cắm trại dã ngoại còn mang theo một thùng búa, anh là người đầu tiên đấy. Chỉ thấy Túc Bảo cầm theo thùng dụng cụ, hò dô chạy tới, tới rồi, búa ở đây. Thùng dụng cụ của Tô Nhạc Phi rất lớn, gần như đã cao bằng một nửa Túc Bảo. Bé con liều mạng giơ thùng dụng cụ lên cao, không cho nó chạm đất. Nhìn có vẻ rất chầy chật, nhưng lại chạy rất nhanh. Tô Nhạc Phi vội vàng nói, đưa cậu năm tự lấy. Túc Bảo xua tay, không cần, để Túc Bảo. Cô bé mở thùng dụng cụ ra, nhìn một loạt búa hai mắt sáng lên. Tô Nhạc Phi ngồi xuống, hưng phấn nói, sao, có phải búa của cậu năm đều rất lợi hại không? Túc Bảo gật đầu thật mạnh, gà rán lợi hại. Tô Nhạc Phi càng vui vẻ, vậy Túc Bảo có thích không? Túc Bảo lại gật đầu, thích gà rán lắm ạ. Tô Ý Thâm cách đó không xa giật giật khóe miệng, cảm thấy đứa cháu gái nhỏ đáng yêu của mình bị nuôi lệch rồi. Một đứa bé gái lại đi thích búa. Tô Tử Lâm thẳng chân cho Tô Nhạc Phi một cú. Túc Bảo cầm một cái búa lên hỏi, muốn gõ ở đâu ạ? Cậu hai cháu tới giúp cậu. Tô Tử Lâm thành thật ít lời vô thức nói, ở đây, phải đóng cọc xuống. Túc Bảo, được ạ. Bé con cầm một cây búa còn thô hơn cánh tay mình, cộp một tiếng, cái cọc thoáng cái đã chui xuống một nửa. Hây ra, hây ra. Túc Bảo vừa gõ vừa hô. Giống như một cô thợ mộc nhỏ tuổi, đóng xong một cái cọc thì chạy sang bên kia. Trong từng tiếng hây ra, cọc lều vải bốn người đều cắm sâu xuống đất. Khóe miệng người nhà họ Tô khẽ co giật. Khi Túc Bảo trả búa, phía xa xa, một chiếc xe dừng lại trước khu vực cắm trại của bọn họ. Mẹ con Tuyết Nhi xuống xe, ngạc nhiên nói, ủa, Tổng Giám Đốc Tô, mọi người cũng ở đây à? Tuyết Nhi vừa ló đầu ra đã thấy Tô Tử Chiến đang im lặng đọc sách bên bờ sông, hai mắt cô bé lập tức sáng ngời. Cô bé xách váy, vô cùng thục nữ xuống xe, hếch hếch khuôn mặt trong sáng, mẹ ơi, chúng ta cắm trại ở đây được không ạ? Tuyết Nhi muốn chơi với Thúc Bảo. Vừa khéo mẹ Tuyết Nhi cũng muốn trò chuyện lôi kéo quan hệ. Tô Nhất Trần lạnh nhạt bảo, chúng tôi hơi nhiều người. Ý là hai người đừng cắm trại ở đây. Mẹ Tuyết Nhi xấu hổ, cô ta lúng túng nhìn khu đất trống cách đó không xa, cười giả lã, không sao, chúng tôi qua kia. Dù sao cũng sát ngay bên cạnh, qua lại cũng tiện. Bố Tuyết Nhi cười sang sảng, vậy anh đi dựng lều vải trước. Tuyết Nhi ra vẻ người lớn, nhảy nhót đi qua, ngồi xổm trước mặt Túc Bảo, nghiêng đầu hỏi, Túc Bảo, em đang chơi gì đó? Mặc dù cũng là bé gái năm, 6 tuổi nhưng dáng vẻ vờ đáng yêu chọc trúng trái tim của người lớn. Túc Bảo không hiểu rõ quanh co khúc chiết bên trong nhưng bé cảm thấy Tuyết Nhi càng ngày càng giống mẹ mục thấm tâm của mình. Bé không nói lời nào, loay hoay đậy nắp bút, đóng thùng dụng cụ vẽ một cái xoạch. Tuyết Nhi liếc trộm Tô Tử Chiến, hỏi, chúng ta qua kia chơi nhé. Đi, chị dẫn em đi chơi. Túc Bảo lùi về sau một bước, mếu máo, em không muốn chơi với chị đâu. Sắc mặt Tuyết Nhi cứng đờ, vô cùng uất ức. Cô bé đã rộng lượng như vậy rồi, không thèm tính toán chuyện Túc Bảo cướp mất thân phận học trò viện sĩ nào nữa. Sao Túc Bảo lại đối xử với cô bé như vậy chứ? Tuyết Nhi bối rối nhìn sang Hân Hân, xấu hổ cười nói, vậy tớ chơi với cậu nha. Bên kia có cây thông, rất có thể có sóc con đó. Ấn tượng về Hân Hân của cô bé vẫn dừng lại cảnh Hân Hân cướp váy với Túc Bảo. Tuyết Nhi cảm thấy Hân Hân không thích Túc Bảo. Vậy nên kéo cô nhóc qua, muốn cô lập Túc Bảo. Hừ, để xem con nhóc đó làm sao bây giờ. Nào ngờ Hân Hân lại khinh thường nói, ai muốn chơi với cậu, cậu là cái thá gì. Nói xong cũng chạy đi mất, đuổi theo sau Túc Bảo. Viên mắt Tuyết Nhi lập tức đỏ ửng. Cô bé dụi mắt, đành phải đi tới bờ sông ngồi bên cạnh Tô Tử Chiến.
Anh Tử Chiến, cô bé tuổi thân dẫu môi, Tuyết Nhi đã làm sai gì ạ? Túc Bảo và Hân Hân đều không muốn chơi với Tuyết Nhi. Tô Tử Chiến không thèm ngẩng đầu lên, cách xa một chút, đừng làm phiền tớ. Tuyết Nhi, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 5, 6 tuổi, thiếu kiên nhẫn. Cô bé thốt lên, có phải Thúc Bảo nói xấu Tuyết Nhi với anh trai không? Tuyết Nhi không có. Vừa nói, nước mặt lập tức rơi lộp bộp. Đây là chiêu mẹ dạy cô bé, con gái phải biết cách yếu thế, như vậy thì người khách mới thương hoa tiếc ngọc. Vệ Uyển cười nói, Tuyết Nhi, dì và bà nội Tô cãi nhau, cháu có thể gọi Hân Hân đến giúp dì được không? Lặng lẽ một chút. Tuyết Nhi gật đầu, có thể ạ. Nói xong, cô bé chạy đi tìm Hân Hân. Hân Hân đang ngồi cách Túc Bảo không xa, cầm cành cây đánh lộn với Tiểu Ngũ. Tuyết Nhi chạy tới thì thầm mấy câu, Hân Hân tò mò quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy mẹ đứng ở rừng cây vẫy tay với mình. Hân Hân vứt cành cây, chạy tới. Vệ Uyển nhìn Hân Hân đang chạy tới, hốc mắt đỏ hoe. Hôm nay cô ta lại tới nhà họ Tô, muốn xin bà cụ Tô cho cô ta gặp Hân Hân, chẳng ngờ cả nhà họ Tô đều đi dã ngoại. Vệ Uyển nhớ lại, khi Túc Bảo chưa tới, nhà họ Tô lúc nào cũng vắng người, giờ cả gia đình đoàn tụ đã đành, còn cùng nhau đi cắm trại nữa chứ. Nếu khi trước họ cũng như này thì cô ta và Tô Tử Lâm có ngày một lạnh nhạt với nhau rồi lâm vào bước đường hôm nay không? Tình cảm nhất định cũng sẽ như keo như sơn. Mẹ ơi, giọng Hân Hân khiến Vệ Uyển định thần lại. Cô ta cuống quýt duỗi tay ra, bảo bối. Từ bé Hân Hân đã theo Vệ Uyển nên bé vẫn mừng rơn lao vào lòng mẹ. Hai mắt Vệ Uyển đỏ hoe, đứa con tội nghiệp của cô ta không được gặp mẹ hai ngày rồi, nhất định nhớ cô ta lắm nhỉ. Mấy ngày này Hân Hân có ăn ngoan ngủ ngoan không con? Vệ Uyển hỏi. Hân Hân ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Ông nội bà nội nói giờ ăn cơm thì ăn cho tử tế, qua giờ ăn rồi thì không cho ăn nữa. Vệ Uyển không thể tin nổi, dù con đói bụng cũng không cho ăn hả? Hân Hân lắc đầu. Giờ ăn mà cáu kỉnh không chịu ăn thì phải chịu bụng đói thật nha. Vì thế, cô bé đã học được cách ăn ngoan. Vệ Uyển càng xót con, nhịn không được ai oán, bà nội con không nên làm thế, nào có kiểu đối xử vậy với một đứa nhỏ. Con còn bé, còn phải ăn uống để cao lớn. Sao họ có thể làm vậy chứ? Không muốn ăn vào giờ ăn rất bình thường mà, lát sau ăn vẫn được chứ sao? Quá nhẫn tâm rồi. Hân Hân, chúng ta đi thôi, mẹ đưa con về nhà bà ngoại. Vệ Uyển vừa xót xa vừa tức giận, cô ta mới rời nhà họ Tô có hai ngày mà họ đã ngược đãi Hân Hân như này rồi. Nào ngờ Hân Hân luôn bám mẹ khi trước lúc này lại không chịu đi theo. Hân Hân chần chừ, ngoảnh lại nhìn rồi lắc đầu, mẹ ơi con không đi đâu. Con muốn ở đây chơi. Mặt Vệ Uyển lập tức trở nên khó coi. Cô ta không hiểu, sao đám người kia đối xử như vậy rồi mà Hân Hân còn không nỡ rời đi. Vệ Uyển hít sâu một hơi, làm bộ đáng thương rồi nghẹn ngào nói, lẽ nào Hân Hân không cần mẹ nữa sao? Lời này được thốt ra từ một người mẹ quả thực có sức sát thương cực lớn với đứa con. Quả nhiên Hân Hân lập tức lắc đầu, không đâu. Vệ Uyển nói, vậy thì muốn đi với mẹ rồi. Mẹ đưa con đến khu vui chơi. Hân Hân dỗi, con không muốn. Cô bé muốn chơi ở đây, tại sao lần nào mẹ cũng không cho bé được lựa chọn. Vệ Uyển khuyên lơn, Hân Hân ngoan nha, không thì mấy ngày nữa mẹ đưa con tới chỗ này chơi. Giờ chúng ta về trước. Vệ Uyển đã liếc thấy đám người Tô Tử Lâm đi về phía mình nên vô cùng sốt ruột. Hân Hân mới quy củ được vài ngày đã lập tức quậy khóc, con không đi. Con không muốn, con muốn ở đây chơi cơ. Tô Tử Lâm lạnh lùng nói, Vệ Uyển, cô quậy đủ chưa? Không chịu ký đơn ly hôn cũng không tới cục dân chính. Tô Tử Lâm chỉ đành đệ đơn ly hôn, bây giờ tòa án đang tiến hành thủ tục. Tố tụng ly hôn nhanh nhất cũng mất 3 tháng mới được phân xử. Vệ Uyển thấy bị phát hiện thì không thèm trốn nữa. Em sao nào, em làm mẹ của Hân Hân, lẽ nào không được tới thăm con sao? Vệ Uyển nắm tay Hân Hân, Hân Hân đi nào. Chẳng phải con muốn chơi ở đây sao? Vậy mẹ sẽ chơi cùng con. Hân Hân muốn vẳng tay ra mà không được, khóc lớn, con không muốn chơi cùng mẹ, muốn chơi cùng Túc Bảo cơ. Vệ Uyển tức giận, kéo tay Hân Hân đi về phía hồ. Chơi với Túc Bảo gì chứ? Loại trẻ con có tâm cơ như Túc Bảo chỉ khiến Hân Hân học hư theo. Mới 2 ngày không gặp mà Hân Hân không thích mẹ nữa rồi, chắc chắn do Túc Bảo xúi giục. Ngoài Túc Bảo ra, nhất định còn có công lao của nhà họ Tô. Chắc chắn đám người đó đã nói xấu cô ta trước mặt Hân Hân. Hân Hân nhớ kỹ,
Túc Bảo là đứa trẻ xấu, nó cố tình phá hoại tình cảm của ba mẹ, con đừng chơi với nó nữa, biết chưa? Vốn dĩ khi Túc Bảo chưa tới, con là công chúa duy nhất của nhà họ Tô. Con biết cô cầm ngọc của con chứ? Khi trước cô con là cô con gái duy nhất của nhà họ Tô, cả cái nhà đấy đều cưng chiều cô con, muốn gì được nấy. Còn bà nội con nữa, không cho trẻ con ăn cơm chính là hành vi ngược đãi, sau này lớn lên con đừng thèm để ý đến nội con nữa. Chỉ có mẹ mới mãi mãi yêu con, mãi mãi đối tốt với con. Sau này trưởng thành, con chỉ được đối tốt với mẹ thôi. Nghe mẹ mình nghiến răng nghiến lợi nói, Hân Hân sợ tới mức bật khóc. Lúc này, một bàn tay khác của cô bé được nắm lấy. Tô Tử Lâm vốn không giỏi ăn nói, trước tiên cứ cướp người cái đã. Hân Hân chợt cảm thấy người mình như bị xé đôi. Cô bé khóc đến xé ruột xé gan. Vệ Uyển gào lên, bỏ tay ra. Hân Hân đau rồi đấy. Miệng thì nói vậy mà tay cô ta còn lôi Hân Hân bản mạng hơn, ngược lại Tô Tử Lâm đã bỏ tay ra. Vệ Uyển loạng choạng ngã, mông nện xuống đất. Lúc này mấy anh em Tô Nhất Trần đã đi tới nơi, ông cụ Tô đẩy xe lăn cho bà cụ Tô, ai nấy đều chau mày nhìn Vệ Uyển. Đã đuổi đi rồi còn dám tới bám như sam. Ông cụ Tô hừ lạnh, còn ngây ra đó làm gì? Đưa Hân Hân lại đây. Tô Tử Lâm lập tức đi lên trước, Vệ Uyển càng ôm Hân Hân chặt hơn. Cô ta khóc, tôi đã lùi tới bước này rồi, các người còn muốn gì? Nhất định ép mẹ con tôi phải chết ư? Gân xanh trên mu bàn tay Tô Tử Lâm nổi lên, tay siết thành quyền. Chợt di động đổ chuông, liếc nhìn số gọi tới, Tô Tử Lâm bắt máy. Alo, chào Tô Tiên Sinh, chúng tôi là cảnh sát. Không rõ người bên kia nói gì, Tô Tử Lâm nhìn Vệ Uyển chằm chằm, lạnh lùng đáp, vậy giờ các anh qua đây đi. Tim Vệ Uyển hẫng một nhịp, không biết tại sao, cô ta lại có dự cảm chẳng lành. Tô Tử Lâm lạnh giọng nói, bỏ Hân Hân ra. Liếc thấy hồ nước phía xa, đáy mắt Vệ Uyển lóe lên sự tàn nhẫn. Không cho cô ta mang Hân Hân đi chứ gì, muốn ép cô ta đúng không? Vệ Uyển ôm chặt Hân Hân, không màng tới sự vùng vẫy của con bé, đứng dậy. Là các người ép tôi. Túc Bảo đứng sau lưng bà cụ Tô, ánh mắt phảng phất sự cảnh giác và hồ nghi. Khi trước chỉ có hắc khí trên mặt mợ hai thôi, bây giờ hắc khí vần quanh khắp người mợ rồi. Rốt cuộc hắc khí này là gì nhỉ? Kỷ Trường đứng bên cạnh, híp mắt, chậc, không ngờ cô ta lại muốn kéo con gái chết chung. Hắn lật xem một cuốn sổ, hôm nay không phải ngày chết của họ, nhưng có tự hành sát kiếp. Tức là, Vệ Uyển kéo Hân Hân tới hồ vì muốn tự sát. Có lẽ cô ta không muốn tự sát thật, mà dùng cách này để uy hiếp nhà họ Tô. Túc Bảo mù mờ, thế nào là tự hành? Bíp bíp. Đúng lúc này có xe chạy tới. Vệ Uyển tàn nhẫn ôm Hân Hân lao về phía xe. Tim Tô Tử Lâm như thắt lại, mắt thấy không kịp ngăn nữa rồi. Ngay lúc này, một chiếc xẻng cơm chẳng rõ bay từ hướng nào tới. Choang một tiếng, nện vào đầu Vệ Uyển. Xẻng cơm nhỏ nện lên đầu Vệ Uyển khiến cô ta quay cuồng. Vệ Uyển nới lỏng cổ tay, Hân Hân ngã luôn xuống đất, còn Vệ Uyển thì loạng choạng vài bước, xém chút nữa bị một chiếc ô tô đang chạy quá tốc độ đâm phải. Nhưng cô ta cũng bị ngã nhào ra đất, trán nứt ra. Tài xế tức giận xuống xe mắng, muốn chết hả? Tô Tử Lâm nhanh chóng lên trước, ôm lấy Hân Hân. Hân Hân sợ đến ngơ người. Tô Nhất Trần liếc nhìn xẻng cơm dưới đất một cái. Đây là cái xẻng cơm mà anh ấy mang riêng cho Túc Bảo. Chuẩn bị dẫn bé đi à món salad nguội, chính là kiểu mà trẻ con hay chơi nấu ăn. Chẳng ngờ lại nện cho Vệ Uyển đầu toác máu chảy. Túc Bảo nắm lấy tay nhỏ của chính mình, bất an nói, cậu cả, hình như Túc Bảo dùng lực hơi quá. Cậu cả dặn Túc Bảo không được thể hiện thực lực trước mặt người khác, à nhầm, là sức mạnh lớn. Hu hu, cô bé phá giới rồi. Tô Nhất Trần nhìn gương mặt nhỏ bất an của Túc Bảo, khẽ xoa đầu bé, không sao. Cô ta bị vậy là đúng tội đúng người. Lúc này xung quanh đều là người nhà họ Tô, không phải sợ. Ở phía xa, Vệ Uyển run rẩy che đầu, đau đến co người lại. Đầu cô ta đang nứt và chảy máu, vươn tay sờ còn thấy một cái lỗ nhỏ. Lúc bay ra ngoài, trán của cô ta còn va vào một tảng đá, trán cũng bị nứt. Vệ Uyển hít một ngụm khí lạnh, nức nở nói, Tử Lâm, em đau quá, ôm em một chút. Nhà họ Tô đang thì thầm thảo luận nghe vậy đều nhìn Vệ Uyển, hoàn toàn câm nín. Ngày thường Tô Tử Lâm không nói nhiều, nhưng lời lẽ đúng kiểu nói toạc móng heo, cô không điên đấy chứ. Ôm cô, thà tôi ôm con heo nái còn hơn. Vệ Uyển,
Bà cụ Tô lạnh lùng nói, Vệ Uyển, chuyện ly hôn của cô và Tử Lâm đã định, đừng để tôi xé toạc mặt cô ra, đến khi đó không còn trốn dung thân ở kinh đô đâu nhé. Vệ Uyển cụp mi để che đi sự tủi thân và phẫn nộ của cô ta. Cô ta đã bị thương, mặt mũi toàn là máu như này rồi. Bọn họ chẳng những không quan tâm, còn muốn cô ta không thể nào lăn lộn ở kinh đô ư. Rốt cuộc có còn lương tâm không thế? Người ta vẫn nói, thà phá một ngôi chùa còn hơn hủy một mối hôn nhân, vậy sao bọn họ cứ khăng khăng một mực muốn ép cô ta với Tô Tử Lâm phải ly hôn? Nhưng làm ầm ĩ mọi chuyện tới bước này, cũng chẳng thể vãn hồi nữa rồi. Vệ Uyển hối hận, sớm biết vậy thì chẳng nên nghe ý kiến tồi của mẹ cô ta. Gì mà nhà họ Tô sẽ cầu xin cô ta quay về, gì mà trẻ con không thể sống thiếu mẹ. Lẽ ra cô ta nên quỳ gối trước cửa nhà họ Tô vào cái ngày bị đuổi đi ấy, nên đóng cọc không chịu đi mới đúng. Khi Vệ Uyển đang chìm đắm trong nỗi hối hận và không cam tâm, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía xa, mấy người cảnh sát xuống xe rồi lao thẳng về phía cô ta. Họ lạnh lùng quát, không được cử động. Vệ Uyển, cô đã bị bắt. Vệ Uyển kinh ngạc không thôi. Cô ta bị bắt ư? Có nhầm lẫn không đấy, người bị đâm nứt đầu là cô ta mà. Sao lại bắt tôi? Đồng chí cảnh sát lạnh lùng đưa lệnh bắt giữ ra, Vệ Uyển, cô bị tình nghi liên quan đến vụ án giết chết Lý Mai 6 năm trước, chứng cứ xác thực. Vệ Uyển kinh hãi. Không thể nào. Chuyện xảy ra 6 năm trước không có bằng chứng, hiện tại lại càng không thể tìm được chứng cứ. Có phải họ đang gạt cô ta không? Vệ Uyển bày ra bộ dạng kinh ngạc, Lý Mai nào? Các anh đang nói gì thế? Tôi không quen ai là Lý Mai cả. Đồng chí cảnh sát cười lạnh, có một bàn tay người được giấu trong bức tượng ở quảng trường trung tâm của khu thành Tây, bàn tay này nắm chặt một tờ giấy dầu. Sau khi phân tích kỹ thuật, chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của cô trên tờ giấy dầu. Viên cảnh sát lấy ra một tài liệu khác, có một tờ tiền được bọc trong tờ giấy dầu. Sau khi chúng tôi điều tra số CG trên tờ tiền, chúng tôi phát hiện ra rằng 20.000 nhân dân tệ đã được cô rút ra tại máy ATM của ngân hàng X ở huyện Lâm từ 6 năm trước. Chứng cứ rõ ràng. Dẫn đi. Lòng Vệ Uyển rét lạnh, không thể nào, tuyệt đối không thể. Đã lâu như vậy rồi, sao còn có thể điều tra ra chứ? Hơn nữa, thứ đồ kia được giấu kín trong bức tượng như vậy, làm thế nào phát hiện được? Liếc thấy viên cảnh sát định còng tay mình, Vệ Uyển đang lo lắng không biết phải làm sao, chợt trong đầu cô ta lóe lên một ý tưởng. Vệ Uyển trưng ra bản mặt kinh ngạc pha chút mù mờ, liên tiếp lùi về sau, khóc nói, rốt cuộc các người đang nói gì thế? Tử Lâm, rốt cuộc có chuyện gì thế? Sao, sao em lại ở đây? Sao em chẳng nhớ ra chuyện gì hết vậy, hu hu. Tử Lâm em đau quá, ôm em. Người nhà họ Tô, mất trí ư, trông không giống nhỉ. Túc Bảo Hồ nghi nghiêng đầu, ngây thơ vô tội hỏi, cậu cả, mợ hai sao thế ạ? Đang giả ngốc phải không ạ? Sao lại phải giả ngốc ạ? Vì con người thật của mợ vốn không đủ ngốc sao? Vệ Uyển, cô ta cố đè nén nỗi tức giận trong lòng, ôm đầu run rẩy, khóc nói, a, đầu của tôi. Tôi chẳng nhớ gì hết nữa. Sao tôi lại ở đây, sao các người lại muốn bắt tôi? Tôi không biết gì hết. Đồng chí cảnh sát. Viên cảnh sát dẫn đầu lạnh lùng nói, chúng tôi đã gặp quá nhiều trường hợp hễ bị bắt là làm bộ mất trí như cô đây rồi. Cô đừng tưởng mất trí thì không cần chịu trách nhiệm pháp lý, dẫn đi. Hai viên cảnh sát tiến lên còng tay Vệ Uyển. Vệ Uyển gào khóc, Tử Lâm cứu em với. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ở đây? Sao cảnh sát lại muốn bắt em? Em không diễn kịch, em không biết gì thật mà. Cô ta khóc trong vô vọng và sợ hãi. Những người không biết kỹ năng diễn xuất của cô ta còn tưởng cô ta mất trí nhớ thật. Tiếc thay, diễn mấy cũng vô dụng. Dù mất trí hay không, con người đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội ác mà mình đã gây ra. Đến khi bị áp giải vào xe cảnh sát, Vệ Uyển đã không thể kìm nén được nữa. Cô ta hét lớn, Tử Lâm, em sai rồi. Anh mau kêu cảnh sát thả em ra. Mẹ ơi, con xin mẹ, Hân Hân còn nhỏ, nó không thể thiếu con. Cạch một tiếng, viên cảnh sát dứt khoát đóng cửa xe, Vệ Uyển không từ bỏ hy vọng mà sáp lên cửa kính xe hét lớn. Tiếc thay, mọi thứ không còn kịp nữa rồi. Mua sát thủ đầu độc Tô Tử Lâm, tội cố ý giết người. Ít nhất cũng phải ngồi tù 10 năm. Hơn nữa, Tô Tử Lâm đã nhắc tới việc khởi kiện ly hôn, tức là Vệ Uyển không còn chút quan hệ nào với nhà họ Tô, vào tù rồi sẽ chẳng còn ai tới cứu cô ta.
Còn mẹ của cô ta, bà ta không làm mọi thứ loạn hơn đã tốt lắm rồi, nào hy vọng được gì. Vệ Huyền khóc, nước mắt rơi lã chã, tuyệt vọng đến cùng cực. Cô ta không hiểu rốt cuộc sai sót ở chỗ nào, trước giờ vẫn luôn rất ổn mà, sao tự dưng lại bị phát hiện chứ? Ngoài xe, một viên cảnh sát đang lập biên bản, sau đó đưa tài liệu cho Tô Tử Lâm để lấy chữ ký. Anh ta hỏi, sao Vệ Huyền lại bị thương sau đầu? Tô Nhất Trần thản nhiên đáp, hồi nãy xảy ra tranh chấp, Vệ Huyền đòi dẫn đứa nhỏ đi tự sát, tình huống cấp bách nên lão nhị nện vào đầu cô ta. Viên cảnh sát vừa ghi âm vừa gật đầu, dùng cái gì nện thế? Mọi người đừng căng thẳng, khi bắt tội phạm mà phát hiện họ bị thương thì chúng tôi đều phải ghi lại. Tô Nhất Trần gật đầu hiểu ý, nói, dùng cái xẻng cơm nện vào đầu. Viên cảnh sát, xẻng cơm nào? Tô Tử Lâm không nói một lời, nhặt xẻng cơm trên mặt đất, viên cảnh sát vừa trông thấy đã ngây người, anh chắc chứ? Cái xẻng cơm nhỏ như này là đồ chơi của trẻ con ấy nhỉ? Cái này mà nện cho người ta thành ra thế kia hả? Tô Tử Lâm nói chắc như đinh đóng cột, tôi chắc chắn. Đồng chí cảnh sát. Cuối cùng, viên cảnh sát lập biên bản xong đã mang cái xẻng cơm rời đi. Túc Bảo mím môi, ngây người dõi theo xe cảnh sát, hồi lâu không nói lời nào. Ôi, cái xẻng cơm nhỏ của cô bé đã bị bắt ngồi tù rồi. Kỷ Trường bay bên cạnh, liếc cô bé một cái, nói, đi thôi, chỉ là một cái xẻng cơm mà thôi, dù người ta không mang đi cũng bẩn rồi. Túc Bảo mím môi, được thôi. Xẻng cơm nhỏ, xin lỗi nha. Cô bé không cố ý vứt bỏ xẻng cơm đâu. Nhìn gương mặt nhỏ của Túc Bảo nhuốm vẻ ảm đạm, người nhà họ Tô còn tưởng cô bé buồn lắm. Dù sao bắt người ngay trước mặt trẻ con cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến trẻ, hồi nãy Hân Hân đã được dắt qua một bên. Túc Bảo, không sao chứ. Bà cụ Tô đau lòng ôm lấy Túc Bảo. Túc Bảo lắc đầu, không sao ạ, cái cũ không đi, cái mới chẳng tới. Người nhà họ Tô, Tô Tử Lâm phì cười. Không bao giờ có người mới nữa đâu, cả đời này anh ấy cũng không tìm người thứ hai. Chuyện này cuối cùng cũng đi đến hồi kết, Tô Tử Lâm thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận sự thoải mái chưa từng có. Đi nào Túc Bảo, cậu hai đưa con đi ăn. Mọi người đều không để ý thấy, cách đó không xa trong khu rừng nhỏ bóng cây khẽ lay động, một bóng đen uốn éo trên cỏ, khi gã ngước mắt lên, trên mặt đầy máu tươi. Gã duỗi tay về phía nhà họ Tô rồi bắt vài cái, mờ u bàn tay tím đen loang lổ những đường máu, giống như một em bé quỷ. Đây là lần đầu nhà họ Tô cùng nhau đi cắm trại, ông cụ Tô không muốn chuyến đi bị phá hoại bởi Vệ Huyền. Túc Bảo muốn ăn gì, cậu ba làm cho con. Tô Dĩnh Nhạc bưng một cái đĩa, đeo tạp dề, dịu dàng xoa đầu Túc Bảo. Túc Bảo ngửi thấy mùi thịt nướng, ra sức nuốt nước miếng, khóe miệng còn ánh nước. Cái gì cũng được à, thịt nướng cũng được sao, cô bé hỏi. Tô Dĩnh Nhạc cười, đương nhiên là được. Bà cụ Tô mới nói chuyện với Tô Tử Lâm xong. Đẩy xe lăn ra hỏi, ăn một xiên là đủ rồi nhỉ? Thịt nướng nóng, không thể ăn quá nhiều. Mặt Túc Bảo ỉu xìu, được thôi. Cô bé liếc nhìn lò nướng bên cạnh như không nỡ rời xa. Có cánh gà nướng, xúc xích nướng, tôm nướng tỏi. Bò nướng, cừu nướng, chân gà nướng. Tạm biệt nha đùi gà nướng. Túc Bảo nói lời tạm biệt với đám đồ nướng. Tạm biệt, tôm nướng. Tạm biệt, thịt nướng. Gương mặt nhỏ đáng thương quá chừng, thật khiến người ta vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tô Dĩnh Nhạc nhẹ nhàng hỏi, mẹ, cho con bé ăn thêm chút đi, bị nóng trong còn thì còn có lão ba giúp mà. Tiểu Ngũ vừa nghe thấy hai chữ lão ba đã lắc đầu hót, lão ba, cái mông nở hoa. Tô Ý Thâm đang đi về phía bờ sông lấy cần câu nghe vậy bỗng loạng choạng, trượt chân ngã phịch xuống bãi cỏ. Mông sắp nở hoa thật rồi. Ông cụ câm nín chừng mắt với con vẹt. Con vẹt đập cánh, mau chạy. Túc Bảo cười khúc khích, lập tức dẫn con vẹt chạy. Ngày nắng ngày mưa đối với trẻ con mà nói, đơn giản như kéo rèm cửa ra và đóng rèm cửa lại vậy. Trên bãi cỏ xanh màu ngọc bích, cục bột nhỏ Túc Bảo chạy phía trước, Tiểu Ngũ thì đuổi theo phía sau. Tô Tử Chiến và Tô Tử Du ngồi xếp bằng trong lều đọc sách, trong khi Tô Tử Thích vẫn nằm dài trên đệm hơi nghịch điện thoại di động như một ông lớn. Miệng cậu bé hét lớn. Lên đi, đồ ngốc. Hân Hân thì lặng yên, không biết là khóc quá nhiều hay sợ hãi chuyện ban nãy mà ngủ thiếp đi trên đệm hơi. Hình ảnh ấm áp đẹp đẽ làm người ta quên đi chuyện không vui vừa rồi. Lúc này, Tuyết Nhi đã đến. Túc Bảo, cho em bánh gato dâu tây nè.
Gương mặt Tuyết Nhi vô cùng ngoan ngoãn. Chính tay mẹ chị làm đấy. Ngon lắm, ngon hơn ở ngoài làm nha. Chuyện ban nãy nhà Tuyết Nhi cũng đã trông thấy, mẹ Tuyết Nhi kêu cô bé mang bánh đi tặng rồi tiện nghe ngóng thêm. Tuyết Nhi cười vô cùng ngọt ngào, trên đời này không có người nào mà cô bé không thể thu phục. Nhất là, cô bé còn đem theo bánh gato dâu tây mà chẳng đứa trẻ nào cưỡng lại được. Nhưng Túc Bảo lại quay đầu, em không cần. Tuyết Nhi lập tức cảm thấy Túc Bảo rất bất lịch sự, không thèm cho cô bé bậc thang bước xuống. Tuyết Nhi không khỏi cắn môi, tủi thân nói, Túc Bảo, có phải em không thích chị không? Túc Bảo nghiêm túc nhìn Tuyết Nhi rồi gật đầu như bổ củi, đúng nha. Chẳng phải lần trước cô bé đã nói rồi sao? Sao Tuyết Nhi còn không nhớ nhỉ? Tuyết Nhi chưa từng bị người ta từ chối thẳng thừng như này. Lập tức hai mắt ngân ngấn nước như bị Túc Bảo bắt nạt. Túc Bảo mím môi, lập tức co giò chạy mất. Tuyết Nhi không có cơ hội phát huy năng lực, tiếng khóc còn nghẹn trong cổ họng chưa bật ra, chỉ cảm thấy cực kỳ tức giận. Túc Bảo chạy đến bên bà cụ Tô, tay chân dang rộng hình chữ đại rồi nằm ra cỏ. Bà cụ Tô cười, Túc Bảo, đừng nằm dưới đất kẻo lạnh. Sau đó, bà cụ kêu người mang đệm hơi tới, Túc Bảo như con sâu ưỡn mông nhỏ ra rồi bò lên. Bà cụ Tô nói, ngồi đó đừng đi đâu nhé, bà ngoại đi lấy đồ ăn cho con. Có một loại đói, gọi là bà ngoại cảm thấy cháu gái đói rồi. Bà cụ Tô nghĩ Túc Bảo chạy hồi lâu như vậy chắc hẳn đói rồi, nên đi lấy đồ ăn cho cô bé. Cuối cùng thì Kỷ Trường cũng chộp được cơ hội, bay đến bên cạnh, cặp sách nhỏ, học bài thôi. Vừa nghe vậy Túc Bảo vội che tai lại, sư phụ lắm lời thật, cứ rảnh ra là bắt cô bé học bài. Toàn nói những thứ bé không hiểu. Sư phụ gọi đó là lý thuyết cơ bản. Đôi tai nhỏ bị che vẫn nghe rõ tiếng Kỷ Trường lẩm bẩm, hôm nay sư phụ dạy con huyền môn võ thuật. Huyền môn võ thuật, cụ thể là sơn, y, mệnh, bốc, tướng. Sơn là nói vào núi tu luyện đạo giáo, luyện đan, bùa chú, bí thuật. An bài binh mã, cảnh giới không dễ đạt tới. Y thuật rất dễ hiểu, y học cổ truyền Trung Quốc, tử vi đấu số, ba đồng. Tất cả đều thuộc phạm trù y học. Tiểu Túc Bảo lập tức gióng tai lên nghe, bà đồng. Vậy Túc Bảo còn phải học khiêu đại thần không? Kỷ Trường. Con học từ đâu, sao lại biết khiêu đại thần? Túc Bảo vội khoát tay, Túc Bảo không muốn học, sẽ bị người ta bắt đi đấy. Khi trước cùng ba đi ra ngoài, cô bé từng thấy một người điên, người đó nói mình là phù thủy, đang khiêu đại thần cầu mưa. Động tác của bà ta hệt như bị chuột rút, cuối cùng bị bắt đi rồi. Kỷ Trường nghe mà câm nín. Họ nhảy như vậy quả thực rất dễ bị bắt đi, nhưng bí thuật cao cấp thì chỉ cần khẽ động ngón tay đơn giản. Thôi cái này sẽ giải thích khi học, tiếp theo. Túc Bảo. Cái đầu nhỏ của cô bé tràn ngập dấu hỏi chấm. Kỷ Trường nói tiếp, con chỉ cần biết học tốt sẽ chữa khỏi bệnh cho bà ngoại con là được rồi. Túc Bảo lập tức bò dậy khỏi bãi cỏ, ngồi ngay ngắn như một học sinh ngoan. Cứu bà ngoại. Mẹ Túc Bảo nói phải chăm sóc bà ngoại thật tốt. Vì vậy, cô bé muốn học cái này để cứu bà ngoại. Thế nên, Tiểu Túc Bảo bắt đầu làm một em bé ngoan nghiêm túc nghe giảng. Kỷ Trường cong môi, nhóc con, ta còn không trị được con chắc. Mệnh, tức là mệnh học, bát tự, tinh tú, đoán mệnh. Bốc, tức là lục hào, kỳ môn, giải mộng. Túc Bảo giơ tay, đoán mệnh giải mộng ạ. Túc Bảo biết nha, cái này cũng bị bắt, quản lý thành phố bắt. Cũng chính lần ra ngoài với ba của Túc Bảo khi trước. Một chú bị mù nói muốn đoán mệnh cho cô bé. Kết quả, chú quản lý thành phố đến, chú mù chạy nhanh như gió. Gương mặt nhỏ của cô bé hiện vẻ rối rắm, sư phụ, có thể học thứ mà không bị ai bắt không? Kỷ Trường. Rốt cuộc Lâm Phong đưa cô bé đi tới chỗ nào vậy? Toàn mấy nơi vớ vẩn. Túc Bảo, rốt cuộc con với người cha được cho không kia đi tới nơi nào thế hả? Túc Bảo nghiêng đầu, con không rõ, ba nói phải đi mua thuốc lá. Dặn con đứng tại chỗ chờ ba. Túc Bảo đợi mãi mà ba không quay lại, trời tối mới có chú cảnh sát đưa con về nhà. Kỷ Trường. Nét thờ ơ trên gương mặt hắn bỗng chốc phơi đi. Hiểu rồi, đâu phải Lâm Phong muốn đưa cô bé ra ngoài chơi, rõ là muốn bỏ rơi Túc Bảo mà. Kỷ Trường cười lạnh, nghẹn họng hỏi, con ở đấy chờ thật hả? Túc Bảo gật đầu, dạ. Cô bé đứng yên trên nền gạch vuông, rất ngoan ngoãn. Không hề chạy nhảy lung tung. Nhưng cuối cùng ba vẫn quên mất cô bé. Nói tới đây, gương mặt nhỏ của Túc Bảo vơi bớt ý cười, nhỏ giọng hỏi, ba con muốn bỏ con đi phải không? Thực ra cô bé biết,
giây phút ba bước đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại ấy, cô bé đã biết mình bị bỏ rơi rồi. Ba không cần cô bé nữa. Túc Bảo đứng yên tại chỗ rất lâu, xung quanh bao người qua lại mà bé chẳng biết đi đâu. Kỷ Trường nhất thời câm nín. Hừ, thật là một đứa trẻ ngốc. Sau này người khác không cần con thì con cũng khỏi cần họ luôn, biết chưa? Nhớ rõ nhé cặp sách nhỏ, người bỏ rơi con không bao giờ đáng để con tha thứ, anh ta cũng không đáng để con đau lòng. Túc Bảo nửa hiểu nửa không, khẽ gật đầu rồi nở nụ cười. Gương mặt trẻ con hệt như bầu trời tháng 6, nói đổi sắc là đổi liền. Hoặc là, bây giờ Túc Bảo đã kiên cường hơn trước, có ông bà ngoại và 8 người cậu thương yêu, nên không bận tâm tới nỗi đau khi trước nữa. Sư phụ, người dạy con trung y nha. Con biết học trung y sẽ không bị bắt, còn có thể lên tivi. Kỷ Trường không khỏi che mặt, có thể đừng mở miệng ra lại nhắc tới việc bị bắt được không hả? Lên tivi gì? Hắn hỏi vu vơ. Túc Bảo lập tức bắt chước quảng cáo trên tivi và nói lại, sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi đã đưa ra quyết định đi ngược với lời dặn của tổ tiên mình, tặng miễn phí phương thuốc bí mật do tổ tiên truyền lại. Tôi là hậu bối, tức cháu chắt của một thần y nổi tiếng. Tôi có một phương thuốc bí mật được tổ tiên truyền lại, có thể chữa khỏi mọi bệnh tật. Thuốc của tôi chữa được nhức đầu, đau răng, đau thắt lưng, đau chân, trẻ em ăn không tiêu, tiêu chảy, bỏ ăn, người già ho đờm, ho khò khè, người trẻ thận hư, bệnh gì cũng dùng được. Kỷ Trường. Túc Bảo hỏi, lợi hại lắm phải không? Trên TV đều quảng cáo vậy đó. À đúng rồi sư phụ, không cương, là sao ạ? Khóe môi Kỷ Trường khẽ giật, trả lời lấp liếm. Tức là trong lúc cần nâng lên lại không nâng được. Túc Bảo bừng tỉnh ngộ. Cô bé hiểu rồi, chính là nhắc tới các vận động viên không thể nhấc khối sắt lớn trong Thế vận hội Olympic từng phát trên TV. Vậy thuốc đó lợi hại ghê, mặt Túc Bảo đầy vẻ mong chờ. Lúc này không chỉ có khóe môi giật, mí mắt Kỷ Trường cũng giật lia lịa. Con có hiểu cái gì đâu mà mong với chờ. Hắn nghẹn họng nói, lợi hại cái quỷ gì, con có biết đám người đó đều bị bắt rồi không? Túc Bảo sửng sốt. Ôi, học cái này cũng bị bắt ư. Sao thứ gì sư phụ dạy cũng không đàng hoàng thế, học gì bắt nấy. Nhưng vì bà ngoại, bất cứ giá nào cô bé cũng phải học. Nhìn biểu cảm trên gương mặt non nớt của Túc Bảo, không cần suy đoán Kỷ Trường cũng biết Túc Bảo đang nghĩ gì. Hắn từ bỏ việc giải thích. Y học Trung Quốc là y học cổ truyền của vương quốc rồng chúng ta. Kỷ Trường tiếp tục dạy. Thấy Túc Bảo nghiêm túc nghe, Kỷ Trường say sưa giảng giải hồi lâu. Kết quả vừa ngoảnh đầu lại thì Túc Bảo đã ngủ rồi. Khò khò. Kỷ Trường. Nãy giờ hắn dạy cho cô học trò tên là cô Quạnh. Bà cụ Tô ngồi cách Túc Bảo một đoạn không xa, vui vẻ ngắm cảnh, thi thoảng lại nhìn Túc Bảo. Chỉ thấy cục bột nhỏ thì thầm với tiểu ngũ nửa ngày trời, sau đó ngủ thiếp đi rồi. Trái tim bà mềm nhũn, kêu người qua ôm Túc Bảo về lều trại. Tô Ý Thầm rón rén tới gần, không tin được hỏi, ngủ rồi sao? Cô nhóc này cũng thú vị ghê, hồi nãy còn hót líu lo mà chớp mắt đã ngủ rồi. Bà cụ Tô cười nói, chắc ban nãy chạy tới chạy lui mệt quá. Ở một bên khác, Hân Hân đang cùng ba Tô Tử Lâm nướng thịt. Cô bé nhìn đăm đăm vào đồ ăn ngon hồi lâu, Tô Tử Tích vừa chơi game xong ngẩng đầu nhìn, cười nhạo, vẫn ăn, anh chơi được 5 ván rồi mà em vẫn còn ăn. Hân Hân hừ một tiếng, kệ em. Đồ nướng vừa chín, Hân Hân lập tức lấy về phía cô bé. Tô Tử Lâm chau mày, đừng ăn nhiều quá con. Hân Hân nghiêng đầu, không chịu đâu. Vừa nghiêng đầu đã liếc thấy Tô Ý Thâm đang ôm Túc Bảo đi tới. Hân Hân chợt thấy không vui, chẳng nói chẳng rằng mà nhìn đồ nướng. Mỗi loại đồ nướng, cô bé đều phải lấy 2 xiên trước tiên. Túc Bảo không rõ mình đã ngủ bao lâu. Lúc mơ màng tỉnh dậy, mặt trời đã lặn đằng tây. Chợt một xiên thịt hiện ra trước mặt. Hân Hân nói, cho em. Túc Bảo ngạc nhiên ngẩng đầu rồi vui vẻ nhận. Cảm ơn chị Hân Hân, cô bé nói không rõ tiếng. Hân Hân chau mày, chị không cố ý lấy riêng cho em đâu, chỉ vì ăn không hết được nhiều như vậy thôi, hiểu chưa? Túc Bảo gật đầu, Hân Hân nói xong chạy đi luôn, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vẻ mặt không vui của cô bé khi trước đã chuyển thành vui vẻ. Phía xa bãi cỏ, Tuyết Nhi đang cầm một bảng vẽ và vẽ tranh. Cô bé đã vẽ gần một ngày rồi. Tuyết Nhi ghen ghét nhìn Hân Hân và Túc Bảo đang ăn thịt xiên đằng xa. Cùng là trẻ con, sao tụi nó có thể chơi đùa vui vẻ đến vậy? Chẳng có chút cầu tiến gì. Mẹ của Tuyết Nhi bưng một cái khay, trên khay là một cái nồi đã nguội,
Cô ta nói, Tuyết Nhi, theo mẹ đi tặng đồ. Tuyết Nhi lập tức đặt bút xuống, trưng ra bản mặt ngoan ngoãn, được ạ. Thấy sắp đến gần nơi nhà họ Tô đang chơi, Tuyết Nhi vừa hồn nhiên hỏi, mẹ ơi đây là gì ạ? Mẹ của Tuyết Nhi nói, chè sâm bổ lượng. Tuyết Nhi trợn tròn đôi mắt, khó hiểu hỏi, là thứ ăn một chút đã thấy rất mát phải không? Mẹ Tuyết Nhi cười, chỉ cảm thấy con gái mình thật hồn nhiên đáng yêu. Tô Tử Tích chẳng thèm ngẩng đầu, phì cười một tiếng, làm bộ cái gì chứ, mắc ói. Giọng không lớn nhưng Tuyết Nhi nghe thấy rồi. Cô bé chợt thấy hơi khó coi. Cô bé, còn lâu mới phải vờ vịt. Mẹ ơi! Mẹ Tuyết Nhi không để ý tới cô bé mà niềm nở nói với nhà họ Tô, chào ông cụ Tô. Tôi vừa làm xong món chè sâm bổ lượng, nồi nấu chè được ngâm nước mát hồi lâu, nhiệt độ vừa phải, mời mọi người ăn một chút. Ông cụ Tô nói giọng nhàn nhạt, cảm ơn, nhưng chúng tôi đều không thích ngọt. Mẹ Tuyết Nhi cười nói, tôi vừa thấy bọn trẻ ăn rất nhiều đồ nướng, buổi tối có thể sẽ ho, nên ăn chút chè. Nói rồi nhìn Tuyết Nhi, lấy cho em Hân Hân và Túc Bảo một chút đi. Tuyết Nhi dứt khoát dạ một tiếng rồi dùng thìa và bát múc hai bát chè, nói như chị cả, nào, em gái Túc Bảo và Hân Hân, để chị lấy cho hai em. Muốn bao nhiêu hiểu chuyện liền có bấy nhiêu hiểu chuyện. Bà cụ Tô nhìn mà không khỏi trợn trắng mắt. Đúng là mẹ mưu hèn kế bẩn sinh ra con tâm cơ. Lam phu nhân, xin nhận lòng tốt của cô, lão tam nhà tôi cũng làm đồ tráng miệng và trà nên không phiền cô nữa. Lam phu nhân chẳng hề thấy ngượng, cười nói, không sao không sao. Đồ cũng mang qua đây rồi, tôi cứ để đây, mọi người muốn ăn khi nào thì ăn. Trong lúc người lớn nói chuyện, Tuyết Nhi mang chè tới trước mặt Túc Bảo đang gặm thịt nướng. Cho em nè Túc Bảo. Tuyết Nhi cười ngọt ngào, Túc Bảo dừng ăn, lắc đầu nói, em không cần. Dứt lời, Túc Bảo lấy một tờ giấy ăn lau miệng, chuẩn bị chạy về phía bà cụ Tô. Kết quả Tuyết Nhi lại ai ui một tiếng rồi ngã xuống đất, bát chè trong tay cô bé đổ hết lên người. Túc Bảo tức thì ngẩn người. Mọi người nghe thấy tiếng động chạy tới. Hốc mắt Tuyết Nhi đỏ hoe, ấm ức nói, em gái Túc Bảo, sao em lại đẩy chị? Túc Bảo mím môi nhìn Tuyết Nhi. Mặc dù Tuyết Nhi và mẹ kế lớn lên không hề giống nhau nhưng vẻ mặt hiện tại của đối phương lại giống y như đúc gương mặt Túc Bảo không thể quen thuộc hơn. Mỗi lần mẹ kế bày ra dáng vẻ này, sau đó bố đều đi tới mắng cô bé. Rõ ràng cô bé chẳng làm gì hết. Túc Bảo nói thẳng, em không có đẩy chị, là chị tự té mà. Tuyết Nhi cắn môi, đau lòng dụi mắt đến ửng đỏ, thút thít, dạ. Dạ, Túc Bảo không cố ý, là lỗi của con. Túc Bảo mím môi. Đổi lại đứa trẻ khác, rơi vào tình huống này sẽ ngơ ngác, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng Túc Bảo đã quá quen rồi. Cô bé nhìn bà cụ Tô, nói, bà ngoại, Túc Bảo thật sự không có đẩy, vừa rồi con ăn thịt nướng xong thì đứng lên. Sau đó chị Tuyết Nhi bỗng nhiên té ngã. Bà cụ Tô ôm Túc Bảo vào lòng, nói chắc nịch, không sao, bà ngoại tin Túc Bảo không đẩy người khác, có thể là người ta không phân biệt được cố ý hay vô ý thôi. Nói xong, bà cụ còn lơ đãng liếc Tuyết Nhi. Túc Bảo chớp mắt, đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Mẹ Tuyết Nhi lúng túng nói, trẻ con cãi nhau ầm ĩ ấy mà, do cháu sơ ý. Cô ta cố ý vịn cớ trẻ con đùa giỡn để qua mặt nhưng người nhà họ Tô đâu có bị mù. Bà cụ Tô lạnh lùng nói, vậy nên, cô muốn bày tỏ cái gì? Muốn Túc Bảo nhà chúng tôi xin lỗi các người phỏng? Hay là muốn chúng tôi hiểu lầm Túc Bảo, cho rằng con bé xấu tính xấu nết, sau đó cảm thấy Tuyết Nhi rất tốt? Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới tự cho mình là đúng thôi cô ạ. Bọn họ bỏ mặc nhóc con nhà mình, đi che chở đứa trẻ khác rồi còn quay ngược lại chỉ trích Túc Bảo. Phải nói là bà cụ Tô không hề khách sáo một chút nào. Sắc mặt mẹ Tuyết Nhi lúc trắng lúc đỏ. Vậy còn chưa xong, những người nhà họ Tô khác bắt đầu lên tiếng. Tô Nhất Trần lạnh lùng nói, người hại Túc Bảo lần trước vẫn còn trong tù đấy. Ông cụ Tô sụ mặt, nuôi con mà không dạy là lỗi của cha mẹ, bây giờ không lo uốn nắn con trẻ, sau lớn lên đừng có mà hối hận. Tô Ý Thâm sâu kín nói, mấy người đang nghĩ gì thế? Chơi trò hề này không ngại mất mặt à? Nhà họ Tô đông con, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết người rồi. Mẹ Tuyết Nhi nghe mà không nhịn nổi, sắc mặt đỏ thấu. Người nhà họ Tô này cũng cậy thế hiếp người quá rồi đấy. Cô ta thừa nhận Tuyết Nhi muốn biểu hiện, muốn được người khác thích nên mới làm vậy, kết quả không cẩn thận mắc lỗi mà thôi. Nhưng con bé còn nhỏ,
điểm xuất phát cũng đâu có sai, bọn họ cắn mãi không chịu buông tha như vậy xem mà được à. Mẹ Tuyết Nhi nở nụ cười cứng nhắc, xin lỗi bà cụ Tô. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Tô, xin mọi người bớt giận, xin bớt giận. Tuyết Nhi bên cạnh cũng khóc òa lên, nước mắt rơi tí tách, hu hu hu, con sai rồi. Mặc kệ thế nào cũng là lỗi của Tuyết Nhi, bà ngoại Tô, bà đừng tức giận mà. Cô bé chỉ khóc thút thít không dám lớn tiếng, vẫn còn hiểu chuyện lên tiếng xin lỗi. Thoạt nhìn vô cùng đáng thương, khiến người khác nhìn mà không nỡ trách mắng nặng lời. Tuy nhiên trong lòng một nhà họ Tô lại không thoải mái. Mặc kệ thế nào là sao? Đã xin lỗi còn muốn nói kháy Túc Bảo mới chịu. Ngay lúc này, Túc Bảo bỗng bưng một bát chè sâm bổ lượng tới, cẩn thận đi về phía Tuyết Nhi. Sắc mặt người nhà họ Tô vô cùng phức tạp, mọi người đều cho rằng Túc Bảo hiền lành tốt bụng, muốn hòa giải với Tuyết Nhi. Bà Lam nghĩ tìm được bậc thang bước xuống, vội vàng nói, ai, Túc Bảo không cần. Tuyết Nhi cũng lau nước mắt, rộng lượng nói, không sao, em Túc Bảo. Lời còn chưa dứt, chén chè sâm bổ lượng trong tay Túc Bảo đã bay về phía Tuyết Nhi. Sợi dây đỏ trên cổ tay bé lóe lên một tia sáng đỏ khó thấy, nước chè sâm văng tung tóe ra ngoài, tạt hết lên mặt Tuyết Nhi. Tuyết Nhi im bặt, Túc Bảo hiểu biết nói, a, đây mới là cố ý nè. Vừa rồi của chị là không cẩn thận ó. Bây giờ chị đã phân biệt được cố ý và không cẩn thận chưa ạ? Hóa ra bé nghe hiểu những lời bà cụ Tô vừa nói nên mới tự mình giải thích. Sư phụ thường nói, lý thuyết phải đi kèm với thực hành mới khiến học trò nhớ kỹ. Mấy người Tuyết Nhi đều ngẩn tò te. Vừa rồi lúc cô bé tự đổ bát chè lên người chỉ hất lên tà váy nên không có cảm giác gì, bây giờ quần áo trước ngực đều ướt đẫm, chưa có ai đối xử với cô bé như vậy hết. Tuyết Nhi mất khống chế hét lên, sao em lại làm thế? Túc Bảo bưng bát, vô tội chớp mắt, em đang dạy cho chị mà. Người nhà họ Tô đều ngơ ngác. Vẻ mặt bé cưng vô cùng thành thật, hai mắt to tròn trong suốt phản chiếu bóng dáng của mọi người. Rõ ràng bé chỉ đang giải thích cho Tuyết Nhi thế nào là cố ý với không cố ý mà thôi. Bọn họ trợn tròn mắt, mặc dù, nhưng, không thể không nói, làm tốt lắm. Bà cụ Tô mỉm cười, đứa bé này thông minh lắm, muốn làm gì thì làm cái đó. Không bị ràng buộc, thiên kim nhà họ Tô nên như vậy. Mẹ Tuyết Nhi vội vàng lau mặt và váy cho cô bé, Tuyết Nhi ấm ức, òa khóc. Vừa khóc vừa chỉ trích, sao em lại làm như vậy chứ? Cho dù em muốn dạy chị cũng không thể làm như thế được. Hu hu hu. Túc Bảo thấy lần này cô bé khóc thật, còn khóc rất đau lòng, đành lên tiếng, em xin lỗi. Nhưng bé vẫn cảm thấy mình không hề sai. Tin rằng sau này chị Tuyết Nhi sẽ phân biệt được thế nào là cố ý, thế nào là không cẩn thận. Túc Bảo đã xin lỗi rồi, ngược lại mẹ Tuyết Nhi nuốt xuống lời chỉ trích đã dâng đến tận họng. Cô ta nén giận trong lòng, bên ngoài vẫn tươi cười, vừa vỗ lưng Tuyết Nhi vừa nói. Không sao, không sao, trẻ con đùa giỡn ấy mà, hôm nay đánh nhau, ngày mai vẫn là bạn tốt đúng không nè? Túc Bảo do dự một lát, dạ không, ngày mai con vẫn không muốn làm bạn với chị ấy. Mẹ Tuyết Nhi, cô ta ấp úng, xin lỗi, thật xin lỗi, cháu xin phép dẫn Tuyết Nhi đi thay quần áo trước nhé ạ. Nói rồi vội vã dẫn Tuyết Nhi rời đi, lúc đến xinh đẹp tao nhã cỡ nào thì bây giờ nhếch nhác thảm hại bấy nhiêu. Tuyết Nhi siết chặt nắm tay. Cô bé chưa hề thất bại lại liên tục mất mặt dưới tay Túc Bảo, chỉ thấy càng ngày càng chán ghét con nhóc kia. Túc Bảo dõi theo bóng lưng mẹ con Tuyết Nhi một lúc rồi quay sang nhìn bà cụ Tô, nói, bà ngoại, con thật sự không muốn làm bạn với Tuyết Nhi. Cục bột nhỏ không rõ bé làm vậy tốt hay không tốt, có mang lại rắc rối cho bà ngoại hay không. Bà cụ Tô kéo tay Túc Bảo khen ngợi, con không muốn kết bạn thì không kết, chúng ta không cần oan ức bản thân chiều theo ý của người khác, hôm nay Túc Bảo làm rất tốt. Hai mắt Túc Bảo lập tức sáng bừng, bé vô cùng vui vẻ, ôm lấy bà ngoại Tô hôn cái chóc. Giọng nói mềm mại của cục bột nhỏ vang lên, con cảm ơn bà ngoại ạ. Trái tim bà cụ Tô mềm nhũn, nhìn cục bột nhỏ thế nào cũng thấy chưa thương bé con đủ. Đi, bà ngoại dẫn con đi hái mâm xôi, cả bà cụ lẫn bé con đều vô cùng vui vẻ. Thấy cảnh này, người nhà họ Tô yên tâm. Sau khi Tô Cẩm Ngọc lạc đường, bà cụ Tô ăn không ngon ngủ không yên. Dầu dĩ uất ức khiến sức khỏe sụt giảm nghiêm trọng. Từ khi Túc Bảo đến đây, sắc mặt bà cụ mới có một chút sức sống. Túc Bảo đi theo sau bà cụ Tô về phía rừng cây, tò mò hỏi, bà ngoại ơi, mâm xôi là gì ạ? Bà cụ Tô cười hớn hở, là một loại quả dại, bà ngoại thường ăn khi còn bé ở nông thôn, ngọt lắm.
Túc Bảo vừa nghe ngọt lắm, ánh mắt lập tức sáng bừng. Mau mau, bà ngoại ơi, mình đi mau. Cục bột nhỏ kéo tay bà cụ, bỗng nhận ra làm vậy không đúng, thế là bé lon ton chạy ra sau, giúp bà ngoại đẩy xe lăn. Bà cụ Tô không nhịn được bật cười. Đáng tiếc hai chân bà cụ không thể đứng dậy nổi, nếu không dẫn theo Túc Bảo chạy trên đồng cỏ vui vẻ biết bao. Túc Bảo nhanh chóng đẩy bà cụ Tô đến bìa rừng. Bà ngoại ơi, mâm xôi ở đâu ạ? Túc Bảo ráo rác ngó nghiêng xung quanh. Bà cụ Tô chỉ lùm cây trước mặt, mâm xôi đang chơi trốn tìm trong lùm cây đó, chúng ta mau tìm xem. Đột nhiên, Tiểu Ngũ đang bay phía trước bất ngờ quay đầu lao thẳng vào lồng ngực Túc Bảo. Có quỷ nhỏ, có quỷ nhỏ. Nó kêu két két, hoảng loạn đập cánh. Mặt trời đã khuất bóng sau đỉnh núi, nhiệt độ bên hồ đã bắt đầu giảm xuống, trở nên hơi lạnh lẽo. Bà cụ Tô không rõ tình hình, trong lòng không nhịn được lo lắng. Bà cụ Tô quyết đoán nói, Túc Bảo, mình về thôi. Túc Bảo nghe có quỷ nhưng không hề sợ, quỷ tốt lắm, sư phụ bé thích quỷ nhất đấy. Nhìn Kỷ Trường bay về phía trước, Túc Bảo nhanh chân đuổi theo, còn nói, bà ngoại ngoan nhé, cứ ở đây chờ Túc Bảo là được ạ. Bà cụ Tô nghe xong vô cùng khó hiểu, vậy cũng được à. Túc Bảo, bà cụ suốt ruột đuổi theo, rút điện thoại gọi cho Tô Nhất Trần. Túc Bảo lướt qua bìa rừng, cảm giác sắc trời đen kịt hẳn đi. Vừa nãy bà cụ Tô còn thấy Túc Bảo đang đứng trước mặt mình, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Rừng cây trong rỗng chỉ còn lại một mình bà cụ, một con chim không biết tên kêu két két bay ngang qua, dọa bà cụ Tô sợ suýt khóc. Túc Bảo, Túc Bảo, bà cụ hô lớn. Đột nhiên lùm cây vang lên xào xạc, bà cụ hãi hùng nhìn lại, chỉ thấy Túc Bảo hây ra cõng một tên quỷ nhỏ đi ra. Khắp người quỷ nhỏ đều là máu me, tóc tai ướt đẫm che kín gương mặt. Cũng do Túc Bảo cõng nhẹ tênh nên bà cụ Tô cứ cảm giác tên quỷ nhỏ kia như bay tà tà sau lưng bé. Trong đầu bà cụ bỗng hiện lên ba từ quỷ bám thân. Túc Bảo, bà cụ Tô ôm ngực, run rẩy lên tiếng. Túc Bảo mờ mịt ngẩng đầu lên, lúc này bé mới phát hiện bà ngoại đi theo mình, còn đang trong tình trạng hãi hùng khiếp vía. Bé lập tức ném quỷ nhỏ sau lưng đi cái phịch, đầu đối phương đập xuống đất, rên lên một tiếng nho nhỏ. Túc Bảo mặc kệ, chạy tới ôm chầm lấy bà cụ Tô. Bà cụ Tô vốn cho rằng bé con sợ hãi, đang định an ủi thì nghe thấy giọng nói thơm mùi sữa của cục bột nhỏ, phù. Phù, bà ngoại ngoan, bà đừng sợ, đừng sợ. Túc Bảo ở đây nè. Bà cụ Tô. Bà cụ đang bình thường, được Túc Bảo dỗ dành như vậy, viền mắt bỗng đỏ ửng. Túc Bảo đừng bỏ bà ngoại lại nhé. Bà cụ ôm bé con vào lòng, nghẹn ngào nói. Hức hức, bà cụ thật sự rất sợ hãi, sợ Túc Bảo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó. Túc Bảo cũng rất tự trách, bé vỗ về bà cụ Tô, là Túc Bảo không tốt. Xin lỗi bà ngoại. Bé đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc bà ngoại thật tốt rồi, thế mà vừa nãy lại bỏ rơi bà ngoại một mình. Hu hu, Túc Bảo đúng là đứa trẻ hư không chịu trách nhiệm. Tô Nhất Trần vội vàng chạy tới nơi, thấy hai người một già trẻ một già ôm nhau khóc nức nở. Xảy ra chuyện gì? Anh vội vàng tiến lên, đột nhiên phát hiện quỷ nhỏ cách đó không xa, ngay lập tức che chắn trước mặt hai bà cháu. Những người nhà họ Tô khác cũng đuổi tới sau đó. Tiểu Ngũ đứng trên nhánh cây không xa, vừa vỗ cánh vừa cạc cạc, yô yô, có quỷ nhỏ, có quỷ nhỏ. Thật náo nhiệt. Tô Nhất Trần. Anh híp mắt, tiến lên, dùng mũi chân khều tên quỷ nhỏ trên mặt đất một cái, lật ngược lại thì thấy làm gì có ma quỷ nào ở đây, là một đứa bé. Là một bé trai. Tô Nhất Trần nói, đừng sợ. Bà cụ Tô nắm tay Túc Bảo, bé trai, đã chết rồi ư. Túc Bảo lắc đầu, chưa chết ạ. Vừa rồi bé còn cho rằng có quỷ thật chứ, kết quả chạy tới nơi thì phát hiện là một anh trai nhỏ. Sư phụ nói, làm phúc cứu một mạng người còn hơn bảy thịt thịt, thế là bé cõng anh trai nhỏ ra, không ngờ lại dọa sợ bà ngoại. Tô Nhất Trần ngồi xổm, do mạch đập của bé trai, đúng là chưa chết thật. Tô Nhạc Phi nhíu mày. Sao trong rừng cây lại có một đứa trẻ được nhỉ? Mấy người anh em nhà họ Tô quan sát đứa trẻ trên đất, dù sao cũng chưa chết, vẫn nên cứu sống người trước đã. Tô Ý Thâm đi kiểm tra hô hấp và mạch đập của cậu bé, Tô Nhạc Phi thì đi gọi 110 và 120. Kỷ Trường bay lơ là bên cạnh, cực kỳ vui vẻ. Xem, sáng nay ta mới dạy con y thuật, giờ được thực hành luôn rồi này. Hắn nói, ba hồn bảy vía, thiếu mất một hồn, căn bệnh rất kinh điển. Đợi lát nữa sư phụ dạy con làm sao để cứu thằng nhóc này. Túc Bảo gật đầu,
vâng vâng, làm phúc cứu một mạng người còn hơn bảy thịt thịt ạ. Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật giật. Là bảy tòa tháp Phật, chứ không phải bảy thịt thịt gì đâu nhóc con à. Nhưng mà trông dáng vẻ xoắn suýt của cục bột nhỏ, Kỷ Trường lại thấy chơi rất vui nên cố tình không sửa lại. Bà cụ Tô không giúp được gì sững sờ. Hả, thịt thịt là gì? Túc Bảo cũng khó hiểu, ở nhà họ Lâm bé nào được nghe mấy lời như kiểu làm phúc cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp Phật đâu. Vì vậy lúc này bé cũng không rõ tại sao cứu một mạng người lại hơn bảy thịt thịt. Bà ngoại ơi, làm phúc nghĩa là sao ạ? Bà cụ Tô bị hỏi khó, sặc một tiếng giải thích, tức là còn lợi hại hơn cả thực hiện nguyện vọng của người khác. Từ ngữ thuộc về lĩnh vực Phật giáo, bà cụ cũng không tiện giải thích. Túc Bảo nửa hiểu nửa không, mê man hỏi, vậy bảy thịt thịt là cái gì ạ? Tại sao cứu người lại lợi hại hơn cả bảy thịt thịt? Bà cụ Tô không nhịn được bật cười, là bảy tòa tháp Phật, không phải bảy thịt thịt gì đâu bé con. Túc Bảo lập tức ghi nhớ, bảy tòa tháp Phật ạ. Bà cụ Tô nghiêm túc dạy dỗ, Túc Bảo nghiêm túc học hành. Cuối cùng nhóc đáng yêu cũng hiểu rõ, là bảy tòa tháp Phật chứ không phải bảy thịt thịt gì đâu nhé, thế là bé xoay người lườm Kỷ Trường tóe lửa. Trông dáng vẻ cố nhịn cười của sư phụ, Túc Bảo biết ngay đối phương đang cố ý. Hừ, sư phụ đúng là đồ trứng thối. Lúc này, Tô Ý Thâm lên tiếng, được rồi, mang cậu nhóc về trước đã. Túc Bảo vội vàng hỏi, anh trai nhỏ sống lại rồi ạ? Tô Ý Thâm bế cậu bé lên, còn đang hôn mê nhưng nhịp tim đập rất vững. Đoàn người quay về lều vải, đợi đến khi xe cảnh sát và xe cứu thương đến. Nơi này là vùng hoang dã, cho dù y thuật của Tô Ý Thâm có tốt đến đâu cũng không thể nhìn ra bé trai có bị nội thương hay gì không. Trời sắp tối rồi, một nhà tuyết nhi xa xa trông thấy người nhà họ Tô ôm theo gì đó soi đèn về nhà, trong lòng không khỏi thấy quái lạ. Cái gì vậy nhỉ, mẹ tuyết nhi thì thầm. Bố tuyết nhi nói, hình như là một đứa trẻ. Mẹ tuyết nhi ồ lên, trời nhá nhem nên bọn họ không thấy Túc Bảo đang ngồi trên xe lăn với bà cụ Tô, bèn vội hỏi, không phải là con nhóc kia xảy ra chuyện gì rồi chứ? Nếu đúng là như vậy thật thì, gieo nhân nào gặt quả đó? Mẹ Tuyết Nhi nhìn giáo giác, nói, em qua xem thử. Bố Tuyết Nhi ngăn cản, em còn ngại chưa gây rắc rối đủ à? Anh qua đó, hai người chờ ở đây. Nếu bé con đầu quả tim nhà họ Tô thật sự xảy ra chuyện, mặc kệ thế nào bọn họ cũng phải đi xem. Bố Tuyết Nhi đi qua đó. Tuyết Nhi ngẩng cổ thật cao, mẹ cô bé còn không nhìn thấy thì sao cô bé thấy gì được? Thế nhưng nghĩ tới rất có thể Túc Bảo đã xảy ra chuyện, trong lòng cô bé không nhịn được vui vẻ. Ngoài mặt vẫn giả vờ lo lắng, mẹ ơi, em gái Túc Bảo không sao chứ ạ? Mẹ Tuyết Nhi, sẽ không có chuyện gì đâu. Không biết bọn họ đã chờ bao lâu, bố Tuyết Nhi mới vội vàng quay về, thấp giọng nói, không phải Túc Bảo gặp chuyện mà là một bé trai khác. Quần áo trên người cậu nhóc kia đều là hàng SDNCSV cả đấy. Mẹ Tuyết Nhi sững sờ, SDNCSV. Đừng nói đứa trẻ kia là, nhà họ Tư. SDNCSV đã ngừng sản xuất quần áo cho người ngoài trong những năm gần đây và chỉ tập trung vào việc may quần áo cho một số thế gia lớn. Họ phục vụ một số quý tộc ở nước ngoài và chỉ phục vụ nhà họ Tô, nhà họ Tư và nhà họ Mộc ở Trung Quốc. Mấy đứa trẻ nhà họ Tô đều ở đây, nhà họ Mộc không có trẻ con, vậy chỉ có thể là nhà họ Tư. Hai vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt lập lòe. Thế mà tiểu thái tử nhà họ Tư lại bị bắt cóc. Mấy ngày nay nhà họ Tư giáo giết tìm kiếm vẫn không thấy, nếu như bọn họ báo cho nhà họ Tư trước tiên, nói bản thân đã tìm được tiểu thái tử. Mẹ Tuyết Nhi lập tức nói, hiện tại chúng ta liên lạc với người của nhà họ Tư, nói đã tìm được tiểu thái tử rồi. Bố Tuyết Nhi, em ngốc hả? Muốn giành công lao với nhà họ Tô à? Người nhà họ Tô phát hiện ra, bọn họ lại đi nhận công lao, đây là đang xem nhà họ Tô và nhà họ Tư như kẻ ngốc đấy à? Mẹ Tuyết Nhi vội la lên. Vậy làm sao bây giờ? Nhà họ Tư cùng nhà họ Tô đều là hai trong ba bá chủ ở Kinh Đô, gốc gác gia tộc thâm sâu, nhà họ Lam bọn họ so với hai nhà này chẳng khác gì cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Bây giờ có cơ hội nịnh bợ, nếu không thể làm gì đó thì thiệt thòi lắm. Bố Tuyết Nhi trầm ngâm, nói, có rồi. Mấy ngày nay nhà họ Tư tìm cậu chủ nhỏ nên công bố một số điện thoại. Bố Tuyết Nhi gọi tới, giả vờ sốt ruột, xin chào. Là ngài Tư phải không ạ? Tôi là Lam Kiếm Vũ. Đúng, đúng, là như vậy. Cô chủ nhỏ nhà họ Tô phát hiện ra cậu chủ nhỏ trong lúc du ngoạn. Tổng giám đốc Tô bảo tôi gọi điện thoại cho ngài. Cúp điện thoại,
mẹ Tuyết Nhi không khỏi tán thưởng, oa, chồng em thật thông minh. Lý do này rất tốt, lập tức lấy lòng cả hai nhà. Ba Tuyết Nhi vô cùng đắc ý. Tuyết Nhi ở bên cạnh học hỏi, cảm giác mình vừa học được cái gì đó. Trong lều trại của nhà họ Tô, Tô Ý Thâm rửa mặt thay quần áo cho cậu bé, rốt cục nhìn rõ mặt mũi. Sắc mặt anh vô cùng nghiêm nghị, ké oi kéo Tô Nhất Trần ra bên ngoài. Túc Bảo nằm sấp bên giường đệm không khí, nhìn cậu bé trên giường chằm chằm. Lúc này Kỳ Trương đang dạy Túc Bảo cách chiêu hồn. Hồn là dương, phách là âm. Ba hồn của con người gồm chủ hồn, giác hồn, sinh hồn. Chủ hồn tức mệnh hồn nằm trong chính cơ thể, hai hồn còn lại thường ở bên ngoài nên rất dễ dàng để mất. Thằng nhóc này xem như đi dạo một vòng trước quỷ môn quan rồi, hiện tại chẳng biết một hồn kia đang ở nơi nào. Tớt, giờ sư phụ dạy con chiêu hồn như thế nào? Túc Bảo ngửa đầu nhưng điểm chú ý lại ở nằm ở chỗ khác. Sư phụ, nếu hồn dễ dàng bị lạc mất thì sao không cột hai hồn khác bên người luôn ạ? Kỳ Trường nghẹn họng, xua tay nói, sau này con sẽ biết. Hắn sợ Túc Từ Điền 10 vạn câu hỏi vì sao bảo này lại hỏi nữa nên nói tiếp, muốn chiêu hồn thì cần phải có chú chiêu hồn, ngoài ra còn cần thắp một nén nhang, đốt một chậu lửa, ném quần áo của người lạc hồn vào trong chậu than rồi niệm chú chiêu hồn. Bây giờ con đọc chú chiêu hồn theo ta trước đi, hữu biên liệt cách hiểu ô quy, hữu nại hồng đát khái úy, sát bi ngưng sát phu tập, địa để là thế lạt sử, sát bi ngưng sát phu tập. Một đoạn rất dài, Kỳ Trường đọc một lèo xong hết rồi hỏi Túc Bảo, đã nhớ kỹ chưa? Túc Bảo gật đầu chắc nịch, nhớ rồi ạ. Kỳ Trường tán thưởng, không hổ là bé con sở hữu thiên phú nghịch thiên. Vậy con đọc một lần xem nào. Hắn bảo, chú chiêu hồn có hơi khó nhớ. Túc Bảo gật đầu, bên phải mình là một chú rùa đen nhỏ, nó có cái bụng bự như vầy nè, Tát Bối Ninh đang giết gà đen, em trai thì đang ị đùn rồi lại ị đùn, Tát Bối Ninh tiếp tục giết gà. Không hề khó nhớ một chút nào hết. Kỳ Trường. Cái quỷ gì đây? Phát âm đúng là không khác nhau mấy nhưng tác dụng sao giống nhau được. Vừa nghĩ như vậy, Kỳ Trường bỗng cảm giác không khí xung quanh thoáng chuyển động. Đoạn chú của Túc Bảo thật sự có hiệu quả. Khóe miệng Kỳ Trường khẽ co giật. Túc Bảo nhíu mày, lại hỏi, Tát Bối Ninh là ai? Tại sao cậu ấy lại giết gà đen? Tại sao em trai lại ị đùn tận hai lần vậy ạ? Kỳ Trường. Bên cạnh, bà cụ Tô nghe Túc Bảo lẩm bẩm trong miệng, hát cái gì mà Tát Bối Ninh giết gà đen. Ánh mắt bà cụ khẽ thay đổi, trong lòng không khỏi lo lắng. Túc Bảo thường xuyên lẩm bẩm với không khí hoặc là nói chuyện với Tiểu Ngũ, ngẫu nhiên còn gọi sư phụ. Không biết vì sao mà bà cụ Tô luôn thấy hơi hoảng hốt. Bà cụ bình tĩnh mỉm cười, hỏi, Túc Bảo đang làm gì vậy con? Con đang cứu người bạn nhỏ ạ, bé đáp. Bà cụ Tô sửng sốt, càng thêm lo lắng. Túc Bảo nè, có thể nói với bà ngoại một chút là con đang nói chuyện với ai không? Đứa trẻ bị ngược đãi thảm thiết khi còn nhỏ sẽ hình thành một nhân cách thứ hai, nhìn thấy, một người bạn nhỏ khác, đây là một căn bệnh tâm thần. Chỉ nghe Túc Bảo gật đầu nói, con đang nói chuyện với sư phụ. Kỳ Trường, khụ khụ, Túc Bảo, có phải ta đã dặn con không được nhắc về sư phụ với người khác không? Vẻ mặt Túc Bảo vô cùng rối rắm, nhưng bà ngoại không phải người khác mà. Lại thấy cháu gái lẩm bẩm, trái tim bà cụ Tô như chìm xuống đáy cốc. Cục cưng đáng thương của bà, chẳng lẽ bé con thật sự mắc bệnh tâm lý rồi ư? Túc Bảo ngoan, hiện tại Túc Bảo có bà ngoại, ông ngoại, còn có các cậu bảo vệ, Túc Bảo rất an toàn. Bà cụ Tô vừa đau lòng vừa lo lắng, đoạn thời gian trước đã kiểm tra cơ thể cho Túc Bảo, chỉ có sức khỏe tâm thần là chưa. Đợi lát nữa bà cụ phải nói với mấy đứa con mới được. Không chỉ muốn nói. Bà cụ Tô còn kiên trì muốn dẫn Túc Bảo đi kiểm tra. Bà cụ nghi ngờ Túc Bảo thấy dáng vẻ đầy máu của cậu bé, đánh thức ký ức không tốt trước kia nên mới có thể phát bệnh. Túc Bảo giãy giụa, ý, bà ngoại chờ con với, chờ Túc Bảo cứu người bạn nhỏ đã. Ánh mắt bé tràn đầy nghi hoặc. Đang yên đang lành, bà ngoại làm sao vậy cả? Bà cụ Tô, Túc Bảo yên tâm, hai, con xem, chú bác sĩ và chú cảnh sát đều tới rồi này. Túc Bảo ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trông thấy xa xa có mấy chiếc xe lóe đèn cảnh sát, bên cạnh đó còn có mấy chiếc ô tô màu đen. Là người của nhà họ Tư. Sắc mặt người nhà họ Tư đầy lo lắng, bố mẹ Tuyết Nhi đã chờ ven đường từ sáng sớm, vội vàng nói, ở bên kia. Hai người rất sốt ruột, giống như bản thân cũng tham gia vào chuyện cứu hộ. Thế nhưng không biết thế nào,
nhà họ Tư không thèm đếm xỉa hai người bọn họ mà đi thẳng về phía lều trại nhà họ Tô. Bố mẹ Tuyết Nhi ngượng ngùng, cảm thấy có chút mất mặt. Mẹ Tuyết Nhi nói, này, sao lại không để ý tới chúng ta chứ? Bố Tuyết Nhi, chắc là sốt ruột quá, không có việc gì, sau đó chúng ta sẽ có lý do đến thăm cậu chủ nhỏ nhà họ Tư. Hiện tại nhà họ Tô ở bên kia, chúng ta cũng không tiện đi qua, dễ bị lộ. Hai người lẩm bẩm, đành trở về nơi cắm trại của mình. Bên này, một người đàn ông lạnh lùng cứng rắn, sắc mặt nghiêm nghị đi tới trước lều trại nhà họ Tô. Tức là chú trước mắt là người tốt, chuyên đánh người xấu. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên kia đã đi tới. Sắc mặt Tư Dạ lạnh lùng nghiêm nghị, thường xuyên có trẻ con bị khuôn mặt hung ác của ông dọa khóc nhưng cô nhóc trước mắt này chẳng những không khóc mà còn nở một nụ cười thật tươi với ông. Con chào chú ạ, à, Túc Bảo nói. Tư Dạ hơi dừng chân. Cô nhóc này, Tư Dạ chưa từng thấy bé con nào như vậy, không sợ anh, còn cười với anh. Hơn nữa mặt mày của cô bé này cứ khiến anh cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Tư Dạ lấy lại tinh thần, gật đầu, xin chào. Dừng một lát, anh lại hỏi, là con cõng Diệp Nhiên về à? Túc Bảo, dạ vâng. Gương mặt cục bột nhỏ đỏ bừng, hơi bụ bấm, đôi mắt to trong suốt sáng ngời, lúc nói chuyện còn liên tục gật đầu, trông cực kỳ đáng yêu. Tư Dạ không nhịn được nhìn nhiều hơn. Cảm ơn con, sau này chú sẽ tự mình dẫn Diệp Nhiên tới cửa cảm tạ. Tuy đối phương là chỉ là một đứa trẻ nhưng sắc mặt Tư Dạ vẫn rất nghiêm túc. Mấy người mặc áo đen sau lưng anh tiến vào lều vải, nhanh chóng ôm bé trai đang hôn mê ra ngoài. Tư Dạ gật đầu với Tô Nhất Trần, đang định rời đi thì Túc Bảo bỗng nóng nảy, chú ơi, chú không thể đi. Túc Bảo muốn nói gì đó, Kỷ Trường bên cạnh vội vàng dặn dò vài câu, bé chỉ cần đọc theo, bệnh của anh trai nhỏ không bình thường, nếu anh trai nhỏ không tỉnh lại, chú nhớ phải tìm Túc Bảo nhé ạ. Tư Dạ tùy tiện gật đầu, rõ là không để lời này trong lòng. Một đứa trẻ 4 tuổi, anh tìm cô bé làm gì? Nếu bác sĩ thật sự không cứu được Diệp Nhiên, chẳng lẽ cô bé có thể cứu được? Tư Dạ mang Tư Diệp Nhiên đi. Túc Bảo nhìn đoàn xe rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không ngừng lo lắng. Bà cụ Tô nói, được rồi, chúng ta cũng trở về thôi. Ban đầu cả nhà định ngủ lại công viên vịnh nước ngập, để Túc Bảo cảm nhận được bầu không khí cắm trại, trời sao đêm khuya và sương mai sáng sớm. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện này, bà cụ Tô cứ bồn chồn không yên, nghĩ đến chuyện Diệp Nhiên có thể bị bắt cóc. Thế là quyết định trở về trước. Người nhà họ Tô thương lượng xong, chẳng lâu sau đã dọn đồ đạc trở về trang viên nhà họ Tô suốt đêm. Túc Bảo đã ngủ thiếp đi trên đường rồi. Lại nói một nhà Tuyết Nhi. Đợi đến khi nhà họ Tô và nhà họ Tư đều đi rồi, bọn họ cũng thu dọn đồ đạc rời đi. Mẹ Tuyết Nhi hâm mộ, ai ra, nãy em nhìn thấy Túc Bảo kia không có chuyện gì. Ngài Tư còn cười với nó, chẳng biết sao nó lại may mắn như thế, tìm thấy cậu chủ nhỏ nhà họ Tư đang bất tỉnh. Ba Tuyết Nhi, đúng vậy, nhà họ Tô và nhà họ Tư không giống nhau, nhà họ Tô có 3 đứa cháu trai chứ nhà họ Tư chỉ có 1 đứa duy nhất là Diệp Nhiên thôi. 2. Tương lai ai được Tư Diệp Nhiên lựa chọn mới gọi là may mắn. Tuyết Nhi tựa vào ghế an toàn giả bộ ngủ, khắc sâu những lời này của ba mẹ trong lòng. Đáy lòng cô bé đang mất cân bằng. Không hiểu vì sao Túc Bảo lại may mắn như thế. Nếu cô bé cũng sinh ra ở nhà họ Tô thì cũng sẽ hên như vậy thôi. Hừ, có gì đặc biệt chứ? Túc Bảo ngủ rất ngon. Trong mơ, bé lại nhìn thấy tên quỷ nhỏ mình vừa cõng về. Vẻ mặt quỷ nhỏ đẫm máu, sắc mặt lạnh tanh, nhìn bé chằm chằm. Túc Bảo giật mình, tỉnh lại. Bé đi chân trần chạy xuống cầu thang, hét lên, bà ngoại ơi! Bà cụ Tô thấy thế vội vàng nói, Túc Bảo, con dậy rồi à? Sao con không mang giày? Tô Nhất Trần đến công ty, Tô Tử Lâm và Tô Nhạc Phi đến đồn cảnh sát xử lý một ít chuyện tiếp theo. Những người khác không biết đi đâu, chỉ có Tô Lạc mặc áo thun quần jean giản dị, ngồi uống cà phê ở bàn ăn. Anh liếc bàn chân nhỏ bé của Túc Bảo, đến đây. Túc Bảo ngoan ngoãn gọi một tiếng cậu Tư đã bị Tô Lạc nhấc bổng lên, đặt trên ghế bên cạnh. Bé hỏi bà cụ Tô. Bà ngoại ơi, anh trai nhỏ ngày hôm qua tỉnh chưa ạ? Bà cụ Tô nói, bà ngoại không biết, chờ lát nữa bà ngoại gọi điện hỏi thăm nhé. Túc Bảo gật đầu. Tô Lạc dựa lưng vào ghế ngồi, đẩy kính gọng vàng, cười khẽ, nhóc con, quan tâm thằng nhóc kia như vậy à? Chậc, cải trắng mới tìm về chưa được bao lâu đã bị heo thối ủi đi mất rồi ư.
Túc Bảo nhìn cậu Tư trước mắt. Cậu Tư vô cùng đẹp trai nhưng tại sao cười rộ lên lại giống người xấu thế nhỉ? Cậu Tư, cậu có biết cứu một mạng còn hơn xây 7 tòa tháp Phật không ạ? Cục bột nhỏ học xong thực hành ngay, nghiêm túc nói. Bé vừa nằm mơ thấy anh trai nhỏ kia, cũng không biết có phải là anh trai nhỏ đã qua đời rồi không? Tô Lạc Phì cười, không thèm để ý cầm bình sữa bên cạnh lên, rót cho Túc Bảo một ly sữa ấm. Sau đó anh đẩy bát nước súp đến trước mặt bé, bốc một ổ bánh mì, một cái bánh bao ngọt và một cái bánh bao thịt. Ăn thôi. Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu cho Túc Bảo mau ăn sáng. Bụng Túc Bảo reo ủng ục, bé đói meo rồi, thế là vơ lấy một cái bánh bao lớn, gào gừ cắn một miếng. Lúc này bà cụ Tô trở lại, Túc Bảo, vừa rồi bà ngoại gọi điện thoại, bên kia nói Diệp Nhiên vẫn chưa tỉnh. Bà cụ Tô khẽ thở dài. Đâu chỉ là chưa tỉnh, nghe nói sáng nay đã ngừng thở, đưa vào phòng cấp cứu rồi. Bên kia, tầng trên cùng của một bệnh viện tư nhân. Tư Dạ đứng thẳng tắp ngoài cửa phòng cấp cứu, mím môi nhìn bên ngoài. Bên cạnh là một người phụ nữ, ngồi chưa được bao lâu lại đứng lên, đi tới đi lui trước phòng cấp cứu. Cô là mẹ của Tư Diệp Nhiên, Ôn Như Vân. Tư Dạ khựng người, lên tiếng an ủi vợ mình, đừng lo lắng, sẽ không sao đâu em. Ôn Như Vân, tên thì dịu dàng chứ thật ra tính tình nóng như lửa, cô tức giận nói, bên trong phòng cấp cứu là con trai của em đấy, anh nói em có thể không lo được hả? Tư Dạ, anh lặng lẽ sờ mũi. Lúc này cửa phòng mổ mở, bác sĩ đi ra, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Ngài Tư, bà Tư, chúng tôi đã cố hết sức. Chân Ôn Như Vân mềm nhũn, Tư Dạ lập tức đỡ lấy vợ mình, ôm cô vào lòng. Cho dù thần tiên có tới cũng bó tay. Thay vì nằm trên giường bệnh, cả người cắm đầy dây nhợ chịu tội, còn không bằng trở về nhà. Nước mắt Ôn Như Vân rơi xuống như mưa. Tư Dạ mím môi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên lời của Túc Bảo, bệnh của anh trai nhỏ không bình thường, nếu anh trai nhỏ không tỉnh lại, chú nhớ tìm Túc Bảo nhé ạ. Dường như Tư Dạ đã hạ quyết tâm, đi, mang Diệp Nhiên trở về. Ôn Như Vân hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu bé được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, sắc mặt đã chuyển sang màu đen. Hai má cũng lõm xuống, nhìn không hề giống một đứa nhỏ 6-7 tuổi. Ôn Như Vân nghẹn ngào, Diệp Nhiên, mẹ đưa con về nhà. Không cứu được thì không cứu được, ngẫm lại con trai bé bỏng như vậy nhưng cả người cắm đầy dây nhợ, lẻ loi một mình trong phòng cấp cứu, tội nghiệp biết bao. Xe chạy ra ngoài, Tư Dạ bẻ tay lái, đi về phía nhà họ Tô. Ôn Như Vân tuyệt vọng ôm chặt Tư Diệp Nhiên, hoàn toàn không chú ý xe đang đi đâu. Thẳng đến khi một cú điện thoại gọi tới, Tư Dạ nghe máy, giọng nói đầy tức giận của bà cụ Tư vang lên, Tư Dạ, con mang Diệp Nhiên đi đâu rồi? Tư Dạ bình tĩnh đáp, bác sĩ nói Diệp Nhiên không cứu được, con dẫn bé đến nhà họ Tô. Anh kể lại lời dặn dò của Túc Bảo hôm qua. Bà cụ Tư, cũng chính là bà nội của Tư Diệp Nhiên, là một bà lão khá mê tín, ăn một bữa cơm cũng phải tra lịch xem ngày lành. Nhưng lúc này, bà cụ nghe Tư Dạ nói xong lại nổi giận. Con đi tìm một cô bé thì có ích gì? Nó chỉ là đứa trẻ, biết gì chứ? Mẹ đi mời đại sư, mau mang Diệp Nhiên về đi. Tư Dạ nhíu mày, bà cụ đã từng mời rất nhiều đại sư nhưng cuối cùng lại phát hiện ra bọn họ đều là phường lừa gạt. Tư Dạ, không cần. Ôn Như Vân ngồi ngay bên cạnh nên cũng nghe được giọng bà cụ, không cần cái gì. Kêu con về đây có nghe chưa? Lần này mẹ tìm Vân đại sư, con có biết ông ấy là ai không? Người khác đến cửa cầu xin cũng không được đâu, Vân Đại Sư đã đắc đạo thành tiên rồi, biết không? Vân Đại Sư thì không tin, lại đi tin con nhóc kia. Tư Dạ thản nhiên nói, con cúp máy đây. Dứt lời, anh cúp điện thoại luôn. Ôn Như Vân ôm chặt Tư Diệp Nhiên, hỏi, chúng ta đi tìm Túc Bảo à anh? Cô chủ nhỏ nhà họ Tô vừa mới được tìm trở về, cô cũng nghe nói qua rồi. Tư Dạ hỏi, em có tin cô bé kia không? Nếu cô nói không tin. Vậy anh sẽ quay đầu xe, dẫn Diệp Nhiên về nhà. Không ngờ Ôn Như Vân lại kiên định nói, em tin. Chỉ dựa vào việc cô bé kia đã cõng con trai cô về. Chỉ dựa vào việc Diệp Nhiên hôm qua còn chưa lộ ra triệu chứng suy sụp mà Túc Bảo đã nói nhớ quay lại tìm cô bé. Đầu kia, bà cụ Tư cúp điện thoại, tức giận muốn hộc máu. Vân Đại Sư, ông xem, có thể theo tôi đến nhà họ Tô một chuyến không? Bên cạnh bà cụ Tư là một đạo sĩ đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, lông mày còn dài hơn cả rìa mép. Nghe vậy, ông ta ngạo nghễ nói, bình thường lão đạo không tham gia vào chuyện thế tục,
theo thí chủ đến nơi này một chuyến đã là ngoại lệ rồi. Bà cụ Tư thành kính gật đầu, đúng vậy, đều do thằng con trai bất hiếu của tôi. Thế mà lại muốn đi tìm một con nhóc. Bà cụ vừa sốt ruột vừa bất đắc dĩ kể lại lời Tư Dạ nói lúc này, lại nhắc tới chuyện tu sửa hương miếu cho Vân Đại Sư, tạo phúc. Lúc này Vân Đại Sư mới nói, được rồi, chúng ta xem như cũng hữu duyên, lão đạo đi cùng thí chủ một chuyến vậy, để xem là con nhóc nào miệng còn hôi sữa đã dám ton ga ăn nói lung tung. Bà cụ Tư vô cùng cảm kích, dẫn theo Vân Đại Sư chạy tới nhà họ Tô. Sau khi ăn sáng xong, Túc Bảo cứ nhìn ra ngoài cửa, không yên lòng. Sư phụ, người nói anh trai nhỏ kia có việc gì không ạ? Giấc mộng sáng nay thật sự khiến bé lo lắng, quỷ nhỏ trong mộng không nói một tiếng nào, cứ nhìn bé chằm chằm mãi. Túc Bảo cảm thấy, nếu quỷ nhỏ thật sự chết đi thì liệu có thể biến thành quỷ không nhỉ, mỗi ngày đều đến nhìn bé chòng chọc trong mơ. Kỷ Trường khoanh chân ngồi bên cạnh, tay cầm bút chì màu tô vẽ cái gì đó, thờ ơ nói, muốn biết không? Sư phụ dạy con bói toán. Còn nhớ ngày hôm qua sư phụ dạy con chứ, huyền môn ngũ thuật, sơn, y, mệnh, bốc, tướng. Túc Bảo, dạ nhớ. Kỷ Trường liếc bé, ánh mắt đầy hoài nghi. Hôm qua hắn còn chưa dậy xong bé đã ngủ quên mất, nhớ cái rắm. Kỷ Trường nói, mệnh, tức là mệnh học, dựa vào bát tự vào sao trời để suy luận vận mệnh của một người. Bốc tức là xem quẻ lục hào, suy đoán cát hung họa phúc trong tương lai. Lục hào là hình tướng của kinh dịch, sử dụng quẻ gồm càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, ghép với nhau tổng cộng có 64 quẻ. Mỗi quẻ đều có 6 hào tổng cộng là 384 hào. Lại thêm ngũ hành, địa chi, lục thân, lục thần, kết hợp nhiều quẻ tượng liền có thể mô phỏng ngàn vạn nhân gian. Hắn chậm rãi dạy hết huyền thuật cơ bản cho Túc Bảo, bé nghe rất nghiêm túc, Kỷ Trường cũng không biết rốt cuộc bé có nghe hiểu hay không. Hiện tại con tự tính thử xem, Tư Diệc Nhiên thế nào rồi. Túc Bảo lập tức quay đầu nhìn trái phải. Xem quẻ, mai rùa, cục bột nhỏ chỉ nhớ hai cái này. Đột nhiên hai mắt bé sáng bừng, chạy đến hồ giả bên cạnh, bắt một con rùa già đang thảnh thơi phơi nắng lên. Hi hi, Túc Bảo ném con rùa xuống bãi cỏ. Rùa già lăn ra ngoài, mai rùa xoay tròn mấy vòng trên bãi cỏ mới dừng lại. Rùa già, Kỷ Trường, mặc dù bói toán cần dùng mai rùa nhưng không phải của rùa sống đâu rồi ạ. Lại làm trò gì thế? Túc Bảo ngồi xổm trước mặt cụ rùa, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc, vâng vâng, như vậy ạ. Khóe miệng Kỷ Trường giật giật, gì vậy? Túc Bảo, anh trai nhỏ vẫn chưa chết, đang tiến về phía chúng ta đấy. Ngoài ra còn có một lão lừa đảo, anh trai nhỏ phải chịu tội rồi, có thể không sống được. Bé ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống đầu gối, gác cằm lên mu bàn tay nghiêm túc nhìn cụ rùa. Rùa ra giãy giụa, vươn đầu cắn một ngọn cỏ nhỏ, lật mình lại. Túc Bảo, ý, có thể lật ngược lại được nè. Khóe miệng Kỷ Trường co rút đến tê dại. Có thể lật ngược là quỷ gì thế? Kỷ Trường tức giận bấm tay, bỗng nhiên kêu lên, ngạc nhiên nhìn Túc Bảo. Vậy mà lại đúng như lời bé. Đúng lúc này, bên ngoài trang viên nhà họ Tô truyền đến tiếng động cơ xe hơi. Túc Bảo đứng lên, vỗ mông nhỏ, chạy ra bên ngoài. Giọng nói của ông cụ Tô và bà cụ Tô vang lên loáng thoáng, ngài Tư, Diệc Nhiên thế nào rồi? Túc Bảo ở đây, dì Ngô đi gọi Túc Bảo. Túc Bảo chạy rất nhanh, bà ngoại ơi, con đến rồi đây. Bà cụ Tô vội vàng giữ bé lại, chậm một chút, sao con chạy nhanh thế? Túc Bảo nhìn Tư Dạ, rồi cả người phụ nữ đang ôm Tư Diệc Nhiên đứng bên cạnh. Ông nội rùa nói với Túc Bảo anh trai nhỏ sắp tới nên Túc Bảo lập tức chạy ra. Bà cụ Tô và ông cụ Tô nghi hoặc, ông nội rùa là ai? Khoảnh khắc Ôn Như Vân nhìn thấy Túc Bảo, cô cảm giác như mình vừa bắt được cọng rơm cứu mạng. Túc Bảo sửng sốt, lặng lẽ hỏi, sư phụ, trên đầu anh trai nhỏ là cái gì vậy? Kỷ Trường, đây gọi là nhang âm trên đỉnh đầu. Trước khi người chết, trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện một gốc nhang âm, đợi đến khi nó cháy hết cũng là lúc người đó lìa đời. Nói xong, hắn khẽ nhíu mày. Tính mạng gặp nguy hiểm nhưng nếu chưa hết mệnh, cho dù có đặt một bước chân vào quỷ môn quan rồi thì vẫn sẽ không xuất hiện nhang âm. Đỉnh đầu đã xuất hiện nhang âm, vậy chết là cái chắc. Thằng nhóc này thật sự không sống nổi được ư. Nghe sư phụ giải thích thì Túc Bảo đã biết âm hương là gì, nhưng cô bé lại không hay biết sự xuất hiện của âm hương sẽ dẫn tới cục diện tất phải chết. Chỉ nghe thấy câu nói của Kỷ Trường,
hương cháy hết người mới chết. Ruột gan cô bé cồn cào như lửa đốt, liên tục thúc giục người lớn lẹ lên, muốn cứu Tư Diệp Nhiên trước khi nén nhang trên đầu cậu bé cháy hết. Chậu sắt và tiền giấy còn dễ kiếm, nhà họ Tô sẽ dùng khi giết gà vịt làm đồ cúng tổ tiên trong các dịp lễ, trong nhà luôn chuẩn bị sẵn. Nhưng quần áo của Tư Diệp Nhiên thì khó rồi. Ôn Như Vân chợt nhớ tới chiếc áo sơ mi của Diệp Nhiên trên xe ô tô, vội chạy đi lấy. Cuối cùng mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Túc Bảo vội vàng đốt tiền giấy trong chậu sắt, cắm một nén hương trước cửa. Ngay lúc bắt đầu, ngoài cửa bỗng vọng tới giọng nói, dừng tay. Cụ bà nhà họ Tư vừa chạy tới thì trông thấy Diệp Nhiên nằm trên đất, bên cạnh là một cô bé cầm một nắm tiền giấy, bà lập tức nổi giận. Làm càn, rõ là làm càn mà. Tư lão phu nhân tức giận đến độ cầm cây gậy trong tay đánh bay tiền giấy trong tay Túc Bảo. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, càng không ngờ bà cụ lại lấy gậy đánh người. Túc Bảo bị đánh vào mu bàn tay, đau đớn rụt tay lại, tiền giấy rơi vãi khắp sàn. Mu bàn tay nhỏ của cô bé đỏ ửng lên. Hu hu, cục bột nhỏ đau đến rớt nước mắt. Cụ rùa không đoán mệnh ra tình huống này, sao cô bé lại bị đánh cơ chứ? Ôn Như Vân nóng ruột cáu lên, mẹ, mẹ làm gì thế? Cô xông lên chặn trước mặt Túc Bảo. Tư Dạ nói lớn, ra ngoài. Tư lão phu nhân, đừng. Đi ngay sau Tư lão phu nhân là Tô Nhất Trần và một đạo sĩ mày trắng. Hóa ra khi Tư lão phu nhân tới đây vừa hay gặp Tô Nhất Trần, thế nên bà cụ mới vào được bên trong thuận lợi như vậy. Bà cụ lo lắng cho cháu trai, cầm cây gậy rồi chạy như bay tới đây. Còn Vân Đại Sư vốn mang cốt cách của Bậc Tiên, đương nhiên không lỗ mãng chạy tới, thế nên Tô Nhất Trần mới rớt lại phía sau. Thấy Tư lão phu nhân lấy gậy đánh Túc Bảo. Mặt Tô Nhất Trần bỗng xa sầm. Tư lão phu nhân, cháu để bà vào vì cháu trai bà đang ở chỗ này, không phải để bà đánh Túc Bảo. Tư lão phu nhân luôn coi trọng đạo trẻ kính già, vừa bị Tô Nhất Trần mắng như vậy đã thấy khó chịu, lại đang lo lắng cho Tư Diệp Nhiên nên chỉ vờ không nghe thấy. Vân Đại Sư, mau lên, Diệp Nhiên ở đây. Nét mặt Tô Nhất Trần lạnh lùng, trước tiên kêu dì Ngô đi lấy hộp thuốc. Bà cụ Tô vô cùng tức giận. Cậy già lên mặt. Giả điên giả dại chứ gì. Nhà họ Tô này cũng là gia đình không chịu thiệt bao giờ đâu nhé. Bà già chết tiệt, xin lỗi Túc Bảo nhà tôi đi. Bà cụ Tô cũng cậy già lên mặt, tung một cước đá bay chiếc dép. Bộp một tiếng trúng luôn mặt Tư lão phu nhân. Bà cụ Tô cũng không ngờ lại đá chuẩn như vậy, cả người sửng sốt. Tư lão phu nhân bị chiếc dép kia giáng cho một cái bạt tai, giận muốn chết. Tình thế cấp bách như này mà nhà họ Tô còn so đo tính toán gì chuyện nhỏ nhặt kia chứ? À dạ, dẫn theo Diệp Nhiên cùng đi. Ai thèm ở lại nhà họ Tô này chứ? Nếu không phải cháu trai bà cụ ở đây thì bà cụ chẳng tới đâu. Chẳng ngờ Tư Dạ lại túm cổ áo Tư lão phu nhân rồi kéo ra ngoài, lạnh lùng nói, mẹ đi đi. Tư lão phu nhân cuống lên, cậy mình là người già mà nằm vội xuống đất, nói lớn, giỏi, giỏi lắm. Hôm nay con dám đuổi mẹ đi thì mẹ con ta từ mặt nhau. Tư lão phu nhân làm ầm ĩ cả lên. Lúc này Vân Đại Sư với vẻ mặt thâm sâu khẽ lắc đầu, nói, không kịp nữa rồi. Túc Bảo nắm tay của Tư Dạ, vội nói, chú ơi, còn không cứu anh trai nhỏ là không kịp đâu. Vân Đại Sư nhíu mày liếc nhìn Túc Bảo một cái. Tiểu thần côn này học theo lão sao? Ông ta nói không kịp thì cô nhóc này cũng bắt trước y chang, mới tí tuổi đầu mà không biết xấu hổ gì hết. Vân Đại Sư liếc nhìn chậu lửa và tiền giấy, còn có chiếc áo sơ mi nhỏ trong tay Túc Bảo. Ông ta không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vừa nghe đến ba từ không kịp nữa, Tư lão phu nhân cuống quýt dục, Đại Sư, cầu xin ngài, mau cứu cháu trai tôi. Tư lão phu nhân hồi nãy vừa mới cậy già lên mặt, lúc này đã quay ngoắt sang thái độ vô cùng thành khẩn. Bà cụ không màng tới sự phản đối của Ôn Như Vân và Tư Dạ, lấy cái mạng già ra uy hiếp. Ôm chặt chân của hai vợ chồng kia để tranh thủ thời gian cho Vân Đại Sư. Vân Đại Sư thở than, thấy bà đáng thương như vậy. Lão đạo sĩ này sẽ giúp bà vậy. Trường Phong. Các đệ tử phía sau đáp lời rồi lập tức lập tế đàn. Tư lão phu nhân cảm kích không thôi, chỉ cảm thấy cháu trai mình cuối cùng cũng được cứu rồi. Động tác của Vân Đại Sư vô cùng mau lẹ, dường như muốn những người đứng đây phải khuất phục, chỉ thấy ông ta phất tay một cái. Một ngọn lửa bốc lên trời kèm theo âm thanh vù vù, quả nhiên mọi người đều sững sờ. Vân Đại Sư lập tức lấy ra một chuỗi chuông đồng, một thanh kiếm bằng gỗ gụ, vừa đi vòng quanh Tư Diệp Nhiên vừa lẩm bẩm. Phép mở cờ triệu binh pháp để thu yêu diệt quỷ,
ngũ lôi tướng quân, xe lửa tướng quân, vọt tới mặt đất, lập tức tuân lệnh. Keng keng keng. Vân Đại Sư gõ chiếc chuông đồng trong tay các đệ tử của mình. Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật. Hắn rất bình tĩnh, chẳng hề thúc giục Túc Bảo, bởi hắn biết âm hương cháy thì người tất phải chết. Túc Bảo nhìn Tư Diệc Nhiên. Sau một màn giày vò của Vân Đại Sư, âm hương trên đầu cậu bé chỉ còn 1/3. Túc Bảo tức giận, nói to, ông ấy là kẻ lừa đảo đó. Kiếp nạn mà cụ rùa nói khi trước hóa ra chính là cái này. Tư lão phu nhân trừng mắt, trẻ con thì biết cái gì. Im miệng cho ta. Vân Đại Sư là Đại Sư đã thành tiên đấy. Đến Đại Sư còn cứu không nổi thì nhóc con sao cứu nổi. Con bé này tưởng mình là ai chứ? Mới tí tuổi đầu mà đòi so với một đạo sĩ già. Vân Đại Sư cũng lạnh lùng nói, tốt nhất đừng nói những lời vô lễ như vậy. Hồi nãy bần đạo làm pháp, không quá 5 phút tiểu thiếu gia sẽ tỉnh lại thôi. Nói rồi ông ta phủ bụi Phật lên cánh tay, dáng vẻ hệt như một cao nhân thoát tục. Túc Bảo nói, anh trai nhỏ sẽ không tỉnh lại đâu, những gì ông làm đều vô dụng thôi. Bà cụ Tô cũng không muốn tham gia chuyện này nữa. Chuyện nhà người khác, Túc Bảo đã làm đủ rồi. Túc Bảo, đi thôi con, để họ tự giải quyết. Túc Bảo cuống tới độ ứa nước mắt. Thế giới của trẻ con rất đơn thuần, một con thú nhỏ chết đi còn khiến trẻ con u buồn rất lâu, khó chấp nhận sự ra đi của người bạn thú nhỏ bé, huống chi trước mặt Túc Bảo còn là một cậu bé bằng da bằng thịt. Túc Bảo nhìn Ôn Như Vân và Tư Dạ. Ôn Như Vân quyết liều một phen. Cô khiêng Tư lão phu nhân lên vai rồi đi ra ngoài. Tư lão phu nhân tức giận mắng, sắc sược, có loại con dâu đối xử với mẹ chồng như con hả? Thân là dâu mà. Ôn Như Vân đặt Tư lão phu nhân ra ngoài cửa, tức giận nói, thân là con dâu, con đã nhịn mẹ quá đủ rồi. Hôm nay con nói câu này với mẹ, chuyện của con trai con do con quyết định. Mẹ kiếp, mẹ mà dám bước qua cánh cửa này, có tin con vì đại nghĩa diệt thân đánh gãy chân mẹ không hả? Tư lão phu nhân, lồng ngực bà cụ phập phồng, tức tới độ hai mắt tối sầm. Lòng vừa giận vừa ấm ức. Bên trong kia là cháu trai bà cụ đấy. Bà cụ một lòng muốn tốt cho cháu mà cũng sai sao? Các con nhất định muốn nhìn Diệc Nhiên chết đi mới được hả? Tư lão phu nhân khóc lớn. Bên trong, Tư Dạ lạnh lùng nhìn Vân Đại Sư, ông tự đi ra ngoài hay để tôi mời ông? Mặt Vân Đại Sư bỗng chốc khó coi. Từ khi ông ta, thành tiên, đến giờ, nào có ai dám bất kính với ông ta như này, nhà họ Tư này được lắm, sau này có đến cầu xin thì ông ta cũng không bao giờ giúp họ. Hừ, hình tượng cao nhân của bản thân không cho phép Vân Đại Sư buông lời đe dọa, chỉ đành hừ lạnh một tiếng. Tư lão phu nhân tuyệt vọng khóc, con làm vậy là giết chết Diệc Nhiên. Làm vậy là giết chết cháu trai của mẹ. Tư Dạ lạnh lùng đáp, con tin Túc Bảo sẽ cứu được Diệc Nhiên. Vân Đại Sư chỉ muốn trợn trắng mắt, tin một cô nhóc ư. Ông ta thấy bọn người này điên thật rồi. Lúc này Tô Nhất Trần nhìn thời gian, nói, đủ 5 phút rồi. Bà cụ Tô nhướng mày, châm chọc, Đại Sư, chẳng phải ông nói sau 5 phút người sẽ tỉnh ư. Sắc mặt Vân Đại Sư phút chốc trở nên cực kỳ đặc sắc. Lúc này, phía sau chợt truyền tới tiếng, phừng phừng. Chẳng biết từ lúc nào, Túc Bảo đã nhặt hết giấy trên đất và đốt cháy. Ngọn lửa không lớn như Vân Đại Sư tạo ra ban nãy, nhưng cũng tỏa ra ánh lửa màu xanh. Sau đó Túc Bảo ném quần áo vào chậu lửa, nét mặt rất nghiêm túc. Giết con gà đen, Tát Bối Ninh, giết con gà đen. Vân Đại Sư chau mày, giết gà đen, gì chứ? Cô nhóc này đang chơi trò trẻ con hả? Làm sằng, Vân Đại Sư nghiêm mặt mắng. Đời này ông ta ghét nhất kiểu không hiểu gì mà làm bộ hiểu biết, lừa lọc đảo điên như Túc Bảo. Trường Phong sau lưng Vân Đại Sư cũng bất bình không thôi, nhịn không được nói, đúng là làm sằng. Rõ là coi đạo pháp như trò đùa trẻ con mà, con bé mà cứu được Tư Diệc Nhiên thì tôi sẽ ăn cứt, ăn hẳn 5 kg. Chưa dứt lời, bộ quần áo trong chậu lửa bỗng tự đứng dậy. Mặt Vân Đại Sư cứng đờ, lời chưa nói hết của Trường Phong cũng mắc trong cổ họng. Chậu than lóe lên ngọn lửa màu xanh lục, quần áo của Tư Diệc Nhiên đột nhiên thẳng đuột, ống tay áo chậm rãi nâng lên. Bên ngoài, không biết từ khi nào mà bầu trời đã bị mây mù bao phủ, một trận gió lạnh thổi qua, bà Tô không nhịn được mà ôm cánh tay. Cảnh này quỷ dị quá rồi. Chỉ có trên mặt Túc Bảo vẫn hiện lên nụ cười, bé vẫy tay với áo sơ mi nhỏ, nũng nịu nói, mau trở về đây nào. Áo sơ mi nhỏ trên chậu than bỗng nhiên rơi xuống, rơi vào chậu than rồi bắt đầu cháy rụi.
Tư Diệc Nhiên nằm trên mặt đất, ngón tay cựa quậy với biên độ rất nhỏ. Kỷ Trường ồ lên một tiếng, vội vàng lấy sách ra bắt đầu lật xem. Hắn ta không nhìn lầm thì phải, quả thật âm hương trên đỉnh đầu đang đếm ngược cái chết, sao người lại trở về rồi? Mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm Tư Diệc Nhiên. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy Tư Diệc Nhiên tỉnh lại, Ôn Như Vân suy sụp nằm liệt trên mặt đất, lặng lẽ rơi lệ. Trường Phong thở phào một hơi, cười nhạo nói, thấy chưa? Tôi cũng hết nói nổi luôn, một đứa nhóc mà mấy người cũng tin được, phí cả thời gian. Nếu ban nãy cứ làm theo cách của sư phụ tôi, khéo giờ đã cứu được người rồi. Vân Đại Sư nghiêm mặt, tỏ vẻ cao nhân của mắng, Trường Phong. Đừng nhiều lời. Bà cụ Tư đứng ngoài cửa nghe thấy lời Trường Phong nói, cuối cùng không nhịn được xông thẳng vào, khóc giống lên, đều là do mấy người. Mấy người không nghe lời tôi, là mấy người hại chết cháu trai của tôi. Bà ta vừa nói vừa lấy gậy trống ném thẳng về phía Túc Bảo, mau đền mạng cho cháu tao. Là mày hại chết cháu của tao, tao muốn mày phải chôn cùng cháu trai tao. Túc Bảo nhấc chân lên theo bản năng, huỳnh một tiếng đá ngược gậy trống trở về, cái gậy kia đập một phát trúng đầu bà cụ Tư. Bà cụ Tư càng khóc và mắng to hơn. Sắc mặt Tô Nhất Trần âm u, đang định kêu bảo vệ ném văng bà cụ Tư ra ngoài thì chợt nghe Tư Dạ lạnh giọng quát, câm miệng. Bà cụ Tư sửng sốt, lại khóc lớn hơn nữa, con quát mẹ. Trời ơi sao số tôi khổ thế này, cháu trai không còn, ngay cả con trai cũng bất hiếu. Vân Đại Sư đứng ở bên cạnh nghe cuộc đối thoại ầm ĩ này, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Phải vậy chứ, ai bảo bọn họ không tin ông ta. Thật là mắc cười, người mà ông ta còn cứu nổi thì sao một oát con có thể cứu được chứ? Nếu Túc Bảo có thể cứu Tư Diệc Nhiên tỉnh lại thật, truyền ra ngoài thì ông ta biết đặt mặt mũi vào đâu. Đúng lúc này, một tiếng nói mỏng manh vang lên, ồn chết đi được. Biểu cảm lạnh lùng ngạo mạn trên mặt Vân Đại Sư lập tức đông cứng, ông ta quay sang nhìn với vẻ không thể tin được. Chỉ thấy Tư Diệc Nhiên chống người suy yếu ngồi dậy. Túc Bảo vui vẻ nói, anh trai nhỏ, anh sống lại rồi. Ôi chao, bé thật sự đã cứu được anh trai nhỏ về rồi nè. Đột nhiên Túc Bảo cảm thấy sư phụ thật là lợi hại, thì ra mấy thứ sư phụ dạy cho bé, cũng không hoàn toàn chỉ dùng để bắt mấy thứ đồ kia lại. Ôn Như Vân đã ngây dại từ lâu rồi, toàn thân cô run rẩy, gắt gao mở to hai mắt, sợ rằng đây chỉ là ảo giác của mình. Diệc Nhiên, Diệc Nhiên, Ôn Như Vân run rẩy chạm vào mặt của Tư Diệc Nhiên. Tư Diệc Nhiên nghiêng đầu, hình như cậu nhóc không thích người khác đụng vào. Ngay cả mẹ ruột cũng không được. Vẻ mặt cậu lạnh lùng vừa đáng yêu, không hề thua kém ba của cậu chút nào. Tư Diệc Nhiên mím môi, nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Túc Bảo. Em là ai? Cậu hỏi. Túc Bảo cười híp mắt, em tên là Túc Bảo. Tư Diệc Nhiên lặng lẽ nhớ kỹ tên của bé, Túc Bảo. Ôn Như Vân nghẹn ngào nói, Túc Bảo, cảm ơn con, cảm ơn con. Bà cụ Tư tỉnh lại từ trong kinh ngạc. Run rẩy bò về phía Tư Diệc Nhiên, cháu trai của bà, cháu trai ngoan của bà. Cháu tỉnh rồi, không hổ là cháu trai của bà, phúc lớn mạng lớn. Người nhà họ Tô đứng bên cạnh cười lạnh một tiếng. Cứu không được, là lỗi của Túc Bảo. Cứu được rồi, là do cháu trai của bà ta phúc lớn mạng lớn. Tô Nhất Trần lạnh mặt nói, chú Nhiếp, tiễn khách. Tư Dạ liếc mắt nhìn bà cụ Tư một cái, nói với Tô Nhất Trần, xin lỗi. Sau khi trở về tôi sẽ xử lý lại chuyện trong nhà. Anh không nói thêm gì nữa bởi vì biết dù có nói nhiều thì cũng vô ích thôi. Người nhà họ Tô thật sự rất tức giận. Bởi vì bận rộn với công việc, Tư Dạ đã ở trên chiến trường ngoài tiền tuyến quanh năm, rất ít khi chú ý đến chuyện trong nhà. Cũng không biết mẹ của mình lại ngang ngược hống hách như vậy, nhất thời lại nghĩ đến cảnh Ôn Như Vân lạnh nhạt với mình, đáy lòng cảm thấy rất phức tạp. Hôm khác tôi nhất định sẽ tới tận nhà nói lời cảm ơn. Tư Dạ nói ngắn gọn xong thì nhìn về phía Túc Bảo. Ánh mắt anh không khỏi dịu xuống, vươn tay sờ đầu Túc Bảo. Túc Bảo, sau này có chuyện gì cần chú trợ giúp, con cứ đến tìm chú thoải mái. Tư Dạ dừng một chút, bất kể là chuyện gì. Ôn Như Vân cũng lau nước mắt, nói, Túc Bảo, cảm ơn. Bé con hoàn toàn không biết mình đã làm ra được chuyện lớn tới cỡ nào, lại nhận được ân tình lớn vô ngần từ nhà họ Tư. Bé chỉ cảm thấy rất vui. Xua tay nói, không cần cảm ơn đâu ạ. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp mà. Cục bột nhỏ bé tí xíu, có lẽ còn chưa hiểu được ý nghĩa của những lời này nhưng lại nói ra với vẻ mặt rất nghiêm túc. Vừa nũng nịu vừa đáng yêu.
mọi người đều không nhịn được mà nở nụ cười, ngay cả Tô Nhất Trần vẫn luôn sụ mặt, biểu cảm cũng không khỏi dịu đi. Tư Dạ dẫn theo già trẻ lớn bé trong nhà rời đi. Vân Đại Sư bị vả mặt thật mạnh, chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, từ đầu tới cuối không ho he một lời nào. Thấy người nhà Tư chuẩn bị rời đi, đương nhiên ông ta cũng đi theo rồi. Túc Bảo bỗng nhiên ơ lên một tiếng, hình như ban nãy Túc Bảo nghe thấy có người bảo sẽ ăn 5 ký phân. Vẻ mặt Trường Phong ngượng ngùng, ước gì có thể đào một cái lỗ rồi chui xuống đất. Mặt Vân Đại Sư đen như đáy nồi, nhìn chằm chằm Túc Bảo, lên mặt già dậy đời, còn nhỏ mà đã bắt chẹt người khác như vậy, nhóc cảm thấy mình đã cứu được cậu chủ nhỏ Tư thật sao? Lão đạo khuyên nhóc hãy tích đức nhiều hơn. Nói xong thì ông ta hừ một tiếng, vung phất trần, cực kỳ không vui vẻ rời đi. Túc Bảo nhăn mặt, đáy mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Là bé đã cứu thật mà. Không thì chẳng lẽ là bọn họ cứu chắc? Cuối cùng Túc Bảo cũng biết, vì sao chú cảnh sát lại muốn bắt bọn họ rồi. Bầu trời bên ngoài dần quang đãng trở lại, cảm giác lạnh lẽo trong phòng khách cũng biến mất. Tô Nhất Trần nhìn Túc Bảo, vẻ mặt phức tạp. Tư Diệc Nhiên vẫn rất suy yếu, Tư Dạ ôm cậu bằng một tay rồi đặt vào trong xe. Bà cụ Tư vội vàng kéo Ôn Như Vân ra, muốn lên xe cùng nhưng lại không ngờ Tư Dạ đập mạnh bàn tay vào cửa xe, lạnh lùng nhìn bà ta. Con thấy cơ thể của mẹ vẫn dẻo dai lắm, ngày mai thu dọn một chút rồi về quê đi. Bà cụ Tư sững sờ. Tư Dạ duỗi tay ôm eo Ôn Như Vân, kéo cô vào trong xe, dầm một tiếng đóng cửa xe lại. Chiếc xe lao vút đi, chỉ để lại bà cụ Tư vẫn đang dương mắt nhìn theo. Tôi đã tạo nghiệt gì vậy trời ơi? Bà cụ Tư tức chết mất thôi. Nhìn thấy Vân Đại Sư đứng ở phía sau thì vội vàng bảo, hầy. Khiến Đại Sư chê cười rồi. Vân Đại Sư nhàn nhạt nói, không sao. Bà cụ Tư nói, mời Đại Sư lên xe. Vân Đại Sư lại nói, không cần. Dứt lời, tự mình đi ra ngoài. Trường Phong nhìn bà cụ Tư, lớn tiếng nói, bà cụ Tư, lần này nhà họ Tư mấy người làm việc thật chẳng ra thể thống gì cả. Bà cho rằng con nhóc nhà họ Tô kia thật sự có khả năng cứu cậu chủ nhỏ Tư trở về à? Bà cụ Tư sửng sốt, có ý gì? Trường Phong hừ lạnh, cậu chủ nhỏ Tư tỉnh lại được là nhờ công lao của sư phụ tôi cả. Đích thân sư phụ tôi đã thỉnh thần về để làm phép, vất vả lắm mới triệu hồi linh hồn của cậu chủ nhỏ Tư về được. Chẳng qua do linh hồn của cậu chủ nhỏ Tư đi lang thang lâu quá nên mới vượt quá thời gian dự tính của sư phụ, rồi con nhóc tỷ kia cũng được hời luôn. Bà cụ Tư đã hiểu ra mọi chuyện. Nói cách khác, người đã cứu Tư Diệc Nhiên là Vân Đại Sư, có điều do mất thời gian nhiều hơn dự tính nên Túc Bảo mới được hời, làm mọi người tưởng rằng công lao thuộc về bé. Thảo nào hồi nãy Vân Đại Sư lại nói những lời đó. Bà cụ Tư cũng bực bội thay, ra vẻ bất bình, tôi biết ngay mà. Nó chỉ là một đứa con nít 4 tuổi đầu, biết cái gì chứ? Trường Phong, sư phụ tôi không thèm so đo, đi giành công với một đứa con nít. Nhưng nhà họ Tư bà đã mạo phạm sư phụ tôi rồi, sau này gia đình bà liệu hồn sắp xếp đi. Bà cụ Tư hoảng hốt đến là rõ, bà ta vội vàng đuổi theo Vân Đại Sư, hết nói lời xin lỗi một cách van nài đến rối rít cảm ơn, còn lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra, dúi thẳng vào tay Trường Phong mà không chút do dự. Bấy giờ sắc mặt của Vân Đại Sư mới khá hơn chút đỉnh, ông ta chậm rãi rời đi. Từ đây đến cuối đời, ông ta không muốn nhìn thấy Túc Bảo một lần nào nữa. Trường Phong theo sau, hỏi, sư phụ, trạm tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu ạ? Vân Đại Sư trầm ngâm suy tính, ngày mai là ngày Đường Minh Thịnh Thế tổ chức nghi thức cắt băng khánh thành, mời chúng ta đến dự, con chuẩn bị đi nhé. Trường Phong đáp lời, vâng ạ. Đến dự thì quá đơn giản, chỉ cần tính ngày lành giờ lành, làm phép sơ sơ lên cây kéo vàng cắt băng khánh thành là xong, chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố nào. Mãi đến khi thấy hai người đã đi xa, không còn thấy bóng lưng họ nữa, bà cụ Tư mới thôi dõi mắt theo và lên xe của mình. Trước khi đi, bà ta còn không quên trừng cổng nhà họ Tô một cách sắc lẻm. Con nhóc kia dám cả gan mạo danh làm trò bịp bợm, còn hại bà ta gây thù chuốc oán với Vân Đại Sư nữa chứ. Đã thế mà Tư Dạ còn bảo khi khác sẽ đến tận nhà cảm ơn ư. Đúng là chưa thấy chuyện nào hài hước bằng chuyện này. Chừng nào bà ta còn ở đây. Chừng ấy bà ta nhất quyết không cho cháu trai của mình tiếp xúc với một con danh láo cá như vậy. Hừ. Tại nhà họ Tô. Lúc này đây, tâm trạng của bà cụ Tô, ông cụ Tô lẫn Tô Nhất Trần đều hết sức phức tạp, bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Túc Bảo người đang cắm cúi ăn đùi gà thật ngon lành. Đến tận bây giờ, bọn họ vẫn không dám tin vào mắt mình. Bà cụ Tô thì thầm,
Từ lâu về trước tôi đã muốn hỏi rồi mà mãi vẫn chưa tìm được cơ hội để nói, hình như Túc Bảo hơi có gì đó thật đấy. Ông cụ Tô nhíu mày, đanh mặt gắt gỏng, có gì đó là sao hả? Túc Bảo nhà ta đâu có bị gì. Bà cụ Tô vội vàng sửa lời, không phải, ý tôi là con bé bảo sư phụ nó đang đứng cạnh nó. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía khoảng không trống rỗng, chẳng có ma nào đang đứng ở bên cạnh Túc Bảo. Không hiểu sao họ thấy sởn cả gai ốc. Bà cụ Tô lại lên tiếng, từ đó đến giờ, tôi cứ tưởng do hồi bé Túc Bảo bị ngược đãi nên gặp vấn đề về tâm lý, tạo ra một nhân cách khác thôi. Tô Nhất Trần mím môi, chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn cục bột nhỏ một cách chăm chú mãi. Bà cụ Tô lo lắng hỏi, thế có cần mời bác sĩ tâm lý khám cho con bé không? Tô Nhất Trần lắc đầu, không cần đâu ạ, thời gian này cứ để Túc Bảo đi theo con sẽ trông nom con bé. Dù gì đi nữa ông bà cụ Tô cũng đã lớn tuổi, bà cụ Tô còn phải tập vật lý trị liệu nữa. Bởi vậy mà theo suy nghĩ của Tô Nhất Trần, anh ấy nên giữ Túc Bảo bên mình cho yên tâm hơn. Ngày mai con sẽ dẫn con bé đi xem buổi lễ cắt băng khánh thành của Đường Minh Thịnh Thế. Đường Minh Thịnh Thế là công ty giải trí mà tập đoàn Tô Thị đầu tư, mới vừa ra mắt và chính thức đi vào hoạt động. Với tư cách là cổ đông của công ty, Tô Nhất Trần có trách nhiệm tham dự buổi lễ này. Việc này đã được quyết định như thế. Sau khi ăn no, Túc Bảo ngoan ngoãn nằm trên ghế sofa trong phòng khách tầng 1 vẽ vời. Tô Nhất Trần nhìn thoáng qua, thấy vậy bèn ngồi cạnh xử lý công việc trên công ty. Túc Bảo, ngày mai cháu có muốn đi làm với cậu cả không? Anh ấy hỏi. Túc Bảo ngẩng đầu, hào hứng reo lên, dạ có ạ. Bé đã rú rú trong nhà, không đi đâu chơi khá lâu rồi, dù gì Túc Bảo cũng là trẻ con, không thể chỉ ở yên một chỗ mãi được. Tô Nhất Trần nhoẻn môi cười, nhìn bé con nhỏ nhắn mà lòng bình yên quá đỗi. Con trai anh ấy chưa bao giờ biết nghe lời như vậy cả. Bỗng dưng Tô Nhất Trần thấy Túc Bảo dừng bút, tự nói chuyện một mình, rồi sao nữa ạ? Kỷ Trường chỉ vào từng vị trí trên hình vẽ chibi, chỗ này là huyệt tử cung, chỗ này là huyệt ngọc đường. Túc Bảo nghiêm túc lắng nghe vừa viết viết vẽ vẽ lên hình chibi. Kỷ Trường dặn dò, con tìm cơ hội nói cậu cả dẫn con đi dạo phố, mua một bộ kim châm bạc nhé, chân bà ngoại con chỉ cần châm cứu một thời gian là khỏi bệnh rồi. Túc Bảo hỏi, liệu có đi đứng lại được không ạ? Kỷ Trường nói đùa, đi vũ trường luôn cũng được ấy chứ. Túc Bảo đã hiểu, quay lại bảo với Tô Nhất Trần, cậu cả ơi. Ngày mai Túc Bảo đi dạo phố được không ạ? Tô Nhất Trần bình tĩnh nhìn vào khoảng không bên cạnh, gật đầu đồng ý, được. Không cần biết sư phụ mà Túc Bảo nói là gì. Chỉ cần kẻ đó không làm hại Túc Bảo là được. Nhìn tình hình trước mắt, có vẻ thứ được gọi là sư phụ đó chủ yếu bầu bạn với Túc Bảo, thế nên Tô Nhất Trần cũng tỏ ra không hay biết gì. Một bên khác, vừa về đến nhà, bà cụ Tư đã chạy sộc vào phòng của Tư Diệc Nhiên. Cháu trai quý hóa của bà, cho bà nội xem nào. Ôn Như Vân đóng sầm cửa lại một cách phũ phàng. Bà cụ Tư, bà ta tức điên người, chửi đồng lên, Ôn Như Vân, mở cửa cho tôi mau. Tư Dạ về rồi nên cô cũng to gan hơn đúng không? Cô tưởng cô có người chống lưng thì hay lắm chắc, tôi nói cho cô biết, đã vào làm dâu của cái nhà họ Tư này rồi thì phải theo lề lối của nhà họ Tư. Dám cả gan cư xử lớn lối với mẹ chồng, để xem Tư Dạ về rồi sẽ trừng trị con vợ này thế nào. Đúng lúc này, Tư Dạ cầm một bát mì lên, lạnh lùng nhìn bà cụ Tư. Bà chửi xong chưa? Bà cụ Tư sừng sộ quát, mẹ chửi xong chưa? À dạ à, con nhìn cho kỹ đi, mẹ là mẹ của con mà. Sao con không bênh mẹ mà lại đi bênh người ngoài hả? Ngay từ đầu mẹ đã không đồng ý chuyện con kết hôn với Ôn Như Vân rồi. Mẹ vừa nhìn đã biết cô ta chẳng phải hạng tốt lành gì, con nhìn cô ta đi, lớn lối hết sức. Con ở nhà mà cô ta còn như vậy, con không biết lúc con vắng nhà, cô ta tỏ thái độ kiểu gì đâu. Không những hỗn láo, thờ ơ với mẹ chồng mà còn suốt ngày đi ngoài đường, chẳng biết cô ta làm cái quái gì nữa. Một người phụ nữ đã kết hôn mà suốt ngày lông nhông bên ngoài, người ta nhìn họ cười cho. Tư Dạ mở cửa phòng, đi vào, cũng đóng sầm cửa lại. Bà cụ Tư, bà ta tức đến nỗi suýt ói máu. Đúng là nghiệp chướng mà. Cưới vợ rồi chẳng coi mẹ nó ra gì cả. Chắc chắn Ôn Như Vân đã nói xấu bà ta với con trai bà ta rồi. Bà cụ Tư vô cùng giận dữ, thầm chửi rủa. Lúc này, quản gia đi tới, hỏi, bà chủ, nhà họ Lam đến thăm, bà muốn gặp họ không ạ? Bà cụ Tư nhíu mày, nhà họ Lam ư?
Quản gia giải thích, là người đã gọi điện cho ông chủ hôm qua đấy ạ. Bọn họ đi cắm trại, phát hiện cậu chủ nhỏ nên gọi về cho ông chủ. Bà cụ Tư ngẩn người. Không phải Thúc Bảo mới là người phát hiện Diệp Nhiên à? Cho họ vào đi. Sau khi sửa sang quần áo cho chỉnh chu, bà cụ Tư xuống lầu. Tuyết Nhi theo sau ba mẹ mình, đi vào nhà họ Tư. Nhà ở của gia đình họ Tư khác với nhà họ Tô ở trang viên, tạo ấn tượng rộng rãi, giàu có, xa hoa một cách lố lăng. Trong khi nhà ở của gia đình họ Tư lại là tứ hợp viện đơn lập, là ngôi nhà xưa cũng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của nhà họ Tư, bởi vậy ở đây toát lên cái vẻ trang nghiêm, cổ điển cực kỳ. Ba của Tuyết Nhi nói khẽ, nhà họ Tô là nhân vật đi đầu danh xứng với thực trong lĩnh vực thương mại, nhà họ Tư lại chuyên về lĩnh vực này. Chút nữa vào trong, mọi người phải chú ý từng lời ăn tiếng nói của mình đấy. Toàn bộ thành viên trong nhà họ Tư đều có đóng góp to lớn cho nước nhà, ông cụ Tư hy sinh vì Tổ quốc. Sau khi có cống hiến lớn cho quốc gia, Tư giả cũng kế thừa sản nghiệp của ông cụ Tư. Đó cũng là lý do vì sao nhà họ Tư ít người, thế hệ này cũng chỉ có mỗi đứa con độc Đinh Tư Diệp Nhiên. So với những gia đình quyền quý với quan hệ người thân trong nhà đầy phức tạp, không biết biết bao nhiêu người đang ngấp nghé đứa con độc Đinh Tư Diệp Nhiên này. Mẹ Tuyết Nhi gật đầu, Tuyết Nhi lặng lẽ ghi nhớ tên của Tư Diệp Nhiên. Ba người cầm quà cáp vào nhà, thấy bà cụ Tư đã chờ sẵn ở phòng khách, ba của Tuyết Nhi sởi lời chào hỏi, bà là bà cụ Tư đúng không ạ? Cháu xin chào bà. Bà cụ Tư vô cùng hài lòng về thái độ của ba Tuyết Nhi. Bà ta hỏi, hôm qua nhà cậu tìm thấy Diệp Nhiên nhà tôi đúng không? Bà Tuyết Nhi cười thật thà, không phải vậy đâu, bà hiểu nhầm rồi ạ, chẳng qua lúc đó chúng cháu cũng có mặt ở hiện trường nên chung tay cứu cậu bé ra thôi. Ánh mắt của bà cụ Tư lộ vẻ khen ngợi ngay. Nhà họ Lam tinh tế thật. Bọn họ không những không hối hả nhận công lao về mình mà còn tôn trọng bà già này, chắc hẳn con cái của họ cũng được dạy dỗ đàng hoàng. Bà cụ Tư bèn nhìn về phía Tuyết Nhi. Tuyết Nhi lập tức ngoan ngoãn chào hỏi, cháu chào bà nội Tư ạ. Cháu tên là Tuyết Nhi, bà nội trông hồng hào quá, chắc bà mới 50 tuổi thôi đúng không ạ? Bà cụ Tư ngẩn người, bà ta đã 70 tuổi rồi mà. Lời nói của Tuyết Nhi làm bà ta vô cùng vui vẻ, gật gù một cách hài lòng. Cô bé này cũng khéo ăn khéo nói quá. Tư lão phu nhân vô cùng hài lòng với gia đình Tuyết Nhi, vui vẻ nói, ngồi đi, Tuyết Nhi ngồi bên này. Tuyết Nhi ngoan ngoãn ngồi trên sofa, mông chỉ đặt một nửa, đầu gối khép lại, hai tay đặt lên đầu gối. Tư lão phu nhân cảm thấy cô bé còn nhỏ mà đã có phong thái của một quý cô rồi. Mẹ Tuyết Nhi ấm áp nói, Tư tiểu thiếu gia đỡ hơn chưa? Tối qua khi chúng tôi nhìn thấy cậu bé thì cả người bé bê bết máu. Vợ chồng tôi rất lo lắng nên muốn đến thăm một chút. Tư lão phu nhân nói, may mà Vân Đại Sư đã cứu sống Diệp Nhiên của chúng tôi. Mẹ Tuyết Nhi kinh ngạc hỏi, là Vân Đại Sư của thần nông ra sao? Tư lão phu nhân lập tức cảm thấy mình và mẹ Tuyết Nhi có đề tài chung, gật đầu khen ngợi, đúng vậy, Vân Đại Sư không hổ là cao nhân đã thành tiên, Diệp Nhiên đã ngừng thở rồi mà Vân Đại Sư còn đưa thằng bé từ quỷ môn quan trở về được. Tuyết Nhi trưng ra bản mặt không thể tin nổi, oa, thật ư. Tư lão phu nhân khẳng định, thật. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, tư lão phu nhân cảm thấy mình đã tìm được tri kỷ. Mẹ của Tuyết Nhi vốn cũng rất kính trọng Vân Đại Sư nên nhân cơ hội hỏi dò. Có điều, khi mẹ Tuyết Nhi nhắc đến việc muốn thăm Diệp Nhiên thì tư lão phu nhân đã từ chối. Diệp Nhiên mới tỉnh, không nên quấy rầy. Tư lão phu nhân nói đúng sự thật. Thật ra chính bà cụ cũng không thể bước vào phòng của tư Diệp Nhiên, sao dám nói ra để muối mặt thêm. Bà Tuyết Nhi cười nói, vậy chúng tôi không làm phiền nữa, lần này tới chỉ vì lo lắng nên muốn thăm tiểu thiếu gia thôi. Cậu bé không sao thì chúng tôi yên tâm rồi. Tư lão phu nhân cảm khái, bây giờ những người thật lòng muốn thăm cháu trai bà không nhiều, phần lớn chỉ đến để cầu xin nhà họ Tư giúp việc này nọ thôi. Nhà họ Lam rất tốt. À đúng rồi, ngày mai cắt băng khánh thành đường minh thịnh thế, A Dạ cũng được mời tới làm khách cắt băng. Nhưng nó đã từ chối vì chuyện của Diệp Nhiên. Tư lão phu nhân đứng dậy, lấy thư mời đưa cho ba của Tuyết Nhi. Vậy nhà cô cậu thay mặt nhà họ Tư tham gia nhé. Dù sao tư giả cũng không đi được, thiệp mời để đấy thật sự lãng phí, chỉ bằng cho người ta làm ân huệ. Tư giả cũng sẽ không hỏi đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Ba Tuyết Nhi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Lễ cắt băng khánh thành của đường minh thịnh thế rất có thanh thế, vì đây là tín hiệu nhà họ Tô gia nhập làng giải trí,
rất nhiều bạn bè trong giới chính trị và kinh doanh được mời đến buổi lễ. Những người nhận được thư mời đều là người có địa vị cao, hoặc có quan hệ tốt với nhà họ Tô. Nhận được thư mời như vậy, còn là thay mặt nhà họ Tư đi, hỏi sao nhà họ Lam không vui cho được. Nhà họ Lam cảm ơn rồi rời đi. Lòng hư vinh của Tư lão phu nhân cũng được thỏa mãn. Đôi bên đều hài lòng với lần gặp mặt này. Trong phòng Tư Diệc Nhiên, cậu bé vừa ăn hết một bát mì. Điều này khiến Ôn Như Vân vô cùng ngạc nhiên, bình thường Tư Diệc Nhiên ăn uống rất hạn chế, một bát cơm, một quả trứng, một miếng bít tết, một đĩa rau nhỏ là những gì cậu bé ăn trong một bữa, ngoài ba bữa một ngày thì không ăn thêm bất cứ thứ gì. Vừa rồi Tư Diệc Nhiên ăn cơm thịt, rau, một bát cháo kê, một bát mì, hệt như bị bỏ đói quá lâu. Còn muốn ăn nữa không con? Ôn Như Vân hỏi. Lúc này Tư Diệc Nhiên mới lắc đầu. Tư Dạ nói, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Thấy Tư Diệc Nhiên muốn ngủ, Ôn Như Vân chỉ đành theo chồng ra khỏi phòng. Sau đó không yên tâm mà gọi điện cho Túc Bảo. Điện thoại reo hai tiếng đã có người nhận máy, giọng nói non nớt của Túc Bảo truyền tới, alo, xin chào. Ai đấy ạ? Sự căng thẳng trên gương mặt Ôn Như Vân không khỏi vơi đi, cô nói, Túc Bảo, gì là Di Ôn? Túc Bảo ô một tiếng, Di Ôn có chuyện gì à? Anh trai nhỏ lại ốm sao? Ôn Như Vân vội nói, không đâu, nhưng từ khi về Diệc Nhiên ăn rất nhiều thứ, dì lo không biết vậy có xem là bình thường không. Cô vừa gọi điện vừa đi xuống lầu. Nghe thấy lời này, Tư lão phu nhân hừ lạnh một tiếng. Một đứa nhỏ 4 tuổi giả danh lừa bịp mà cũng tin ư. Không ngờ còn gọi điện hỏi con nhóc kia tình hình của Diệc Nhiên có bình thường không, bà cụ thấy Ôn Như Vân mới là kẻ không bình thường đấy. Túc Bảo đáp, không sao nha dì. Hồn phách của anh trai nhỏ đi lượn một vòng ở bên ngoài nên mệt quá mới ăn nhiều vậy đó. Ôn Như Vân sửng sốt, không khỏi phì cười. Cảm ơn Túc Bảo, ban nãy chưa nói được lời cảm ơn với con. Nói tới đây, Ôn Như Vân không khỏi liếc nhìn Tư lão phu nhân một cái. Túc Bảo nói không có gì, giọng mềm mại và non nớt, Ôn Như Vân chỉ thấy trái tim cô như tan chảy. Nếu cô cũng có một đứa con gái như này thì tốt biết bao. Tạm biệt Túc Bảo. Đợi Ôn Như Vân cúp điện thoại, Tư Dạ mới nói, mai cắt băng khánh thành đường minh thịnh thế, em chuẩn bị chút đi, hai chúng ta cùng đi. Không ngờ Ôn Như Vân lại hừ một tiếng, nói, bà đây không đi. Cậu nam nhân, 3 năm không về nhà, vừa về đã khiến nhà, sập, dính xi căng đan với người phụ nữ khác. Còn bảo cô chuẩn bị như lẽ đương nhiên ấy nhỉ. Chuẩn bị cái cọng lông ý. Máu nóng xông lên não Ôn Như Vân. Tư Dạ chau mày. Không rõ rốt cuộc mình đã làm gì chọc giận vợ. Mọi lần anh chỉ có cô là bạn nữ duy nhất cùng tham dự tiệc, cho nên mới kêu cô chuẩn bị mà. Tư lão phu nhân ở ngay bên cạnh, ánh mắt phảng phất nỗi hoang mang. Không ngờ Tư Dạ lại muốn tham gia lễ cắt băng khánh thành. Thiệp mời đã tặng cho nhà họ Lam rồi, không tiện đòi lại nha. Tư lão phu nhân cuống quýt chống gậy rời đi, không dám đối mặt với Tư Dạ, hệt như chuột trốn mèo vậy. Ngày hôm sau, Tiểu Ngũ nằm bò trước cửa sổ, hót líu lo, tay trái chỉ trăng, tay phải nắm tơ hồng, ố ô, chàng và ta, a a a. Giọng hót không lên được nốt cao, nghe như bị vỡ. Túc Bảo choàng tỉnh, chớp đôi mắt ngỡ ngàng, trông vô cùng đáng yêu. Ai đang ị thế nhỉ? Bị táo bón hay sao mà kêu thảm thiết ghê? Kết quả vừa ngoảnh đầu đã trông thấy Tiểu Ngũ đang hót ở ban công phòng ngủ. Túc Bảo lẩm bẩm, hóa ra là Tiểu Ngũ à? Tiểu Ngũ lập tức đáp, tôi không có ý đâu nha. Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật. Cái gọi là ông nói gà bà nói vịt chính là như này đây. Túc Bảo lồm cồm bò dậy, nhớ tới việc đi dạo phố với cậu cả, chạy vội tới chọn quần áo trong tủ đồ. Cô bé chọn chiếc váy baby doll dài tay màu hồng xinh xắn với lớp vải tuyên và những quả anh đào nhỏ xíu. Túc Bảo học được cách vận đồ từ rất sớm, cô bé chọn thêm một chiếc áo khoác mùa thu mỏng và một chiếc quần tất màu trắng. Quần áo đã kết hợp hoàn hảo rồi, cô bé chỉ cần mặc vào người thôi. Vận đồ xong, Túc Bảo vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Túc Bảo chuẩn bị xong, Túc Bảo lẩm bẩm xong rồi đeo túi nhỏ lên lưng, mở cửa phòng. Tung tăng xuống lầu, chân ngắn mà chạy rõ nhanh. Tô Nhất Trần đang ngồi trên ghế sofa ở tầng 1 xem video cuộc họp với vẻ mặt nghiêm túc. Thấy Túc Bảo chạy xuống, Tô Nhất Trần vô thức đứng dậy nói, chạy chậm chút. Túc Bảo đáp. Cậu cả ơi, Túc Bảo chuẩn bị xong rồi ạ. Tô Nhất Trần nhìn thời gian, hơi bất ngờ.
Hôm nay ông cụ và bà cụ Tô đến viện dưỡng lão để tập vật lý trị liệu, trước khi ra ngoài còn dặn anh ấy rằng Túc Bảo sẽ tự tỉnh dậy lúc 9 giờ. Bây giờ mới 8 giờ. Đi ăn đi con, Tô Nhất Trần kêu dì Ngô mang bữa sáng lên, còn anh thì mang laptop vào phòng ăn để ngồi cùng Túc Bảo. Kế hoạch quý 2 thì sao? Tô Nhất Trần lạnh mặt tiếp tục cuộc họp qua mạng. Tay lại đang bóc trứng gà. Tô Nhất Trần bỏ trứng đã bóc vào bát Túc Bảo, dịu dàng nói, sáng phải ăn trứng gà nhé. Quản lý cấp cao của tập đoàn Tô Thị nào thấy cảnh tượng như này bao giờ? Wow, Diêm Vương cũng biết bóc trứng gà cơ đấy. Còn nói bằng giọng điệu dịu dàng đến thế. Kế hoạch quý 2 gì chứ, đã sớm quăng ra sau đầu rồi. Quay đầu thấy đám người kia không nói lời nào, Tô Nhất Trần lại trưng ra bản mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, câm hết rồi hả? Cán bộ cấp cao lúc này mới bắt đầu nói kế hoạch. Chẳng mấy chốc, Túc Bảo ăn xong, Tô Nhất Trần cũng kết thúc cuộc họp với hiệu quả cao. Đi nào, Tô Nhất Trần kéo tay Túc Bảo. Đàn ông mà, đưa trẻ con ra ngoài chơi không bao giờ kiểm tra bất cứ điều gì. Kết quả là, Túc Bảo đi dạo phố với cái đầu ổ gà. Đường Minh Thịnh thế là công ty giải trí vươn lên mạnh mẽ trong năm vừa qua. Hai tiểu sinh có nhân khí cao mới nổi tiếng và hai trong số bốn tiểu hoa đán của làng giải trí, đều đầu quân cho Đường Minh Thịnh thế. Chưa kể đến ảnh đế Tô Lạc chấm dứt hợp đồng với công ty ban đầu, sẽ xuất hiện ở buổi lễ hôm nay để chính thức ký hợp đồng với Đường Minh Thịnh thế. Vì vậy, từ sáng sớm, địa điểm tổ chức đã chật kín người, người hâm mộ, đám phóng viên từ các tờ báo khác nhau và những vị khách mời từ các gia đình thượng lưu. Xe của Tô Nhất Trần chậm rãi lái vào và dừng lại ở lối vào của địa điểm tổ chức. Lúc này Túc Bảo mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hôm nay cô bé không chải tóc, không thắt bím nhỏ xinh. Túc Bảo xoa xoa đầu, víu vào cửa xe, cậu cả, Túc Bảo không xuống được đâu, đầu con như cái ổ gà ý, hu hu. Tô Tổng, gì mà đầu như ổ gà? Ngắm nghía kỹ mới hiểu ra, cái đầu nhỏ của Túc Bảo quả nhiên rối tung, chưa được chải. À không sao, Tô Nhất Trần khẽ vuốt tóc Túc Bảo, định dùng tay thay lược chải xuôn tóc cô bé. Tiếc thay không sao ép được mấy sợi tóc xù không nghe lời kia. Tô Nhất Trần vuốt tóc xong càng khiến đầu Túc Bảo rối hơn. Túc Bảo rối rắm, không sao thật à cậu. Cô bé từng thấy rất nhiều thần tiên tỷ tỷ, trên đầu các tỷ tỷ kia còn có hồ điệp. Còn tóc cô bé lại giống ổ gà. Hu hu hu, cô bé không muốn xuống xe với bộ dạng này đâu. Gương mặt của cục bột nhỏ đã nhăn lại như trái mướp đắng. Đã là con gái thì ai cũng thích cái đẹp, không phân biệt tuổi tác. Tô Nhất Trần phì cười, vậy cậu cả buộc tóc cho Túc Bảo nhé. Túc Bảo gật đầu như bổ củi, lục lọi trong chiếc túi và tìm thấy hai sợi dây chun nhỏ. Cậu ơi, con muốn bện hai bím tóc. Tô Nhất Trần gật đầu. Hai bím tóc thôi mà. Chẳng phải rất đơn giản ư. 5 phút sau. Tô Nhất Trần mở hai cúc áo sơ mi trên cùng, áo vest cũng cởi ra luôn. Tay áo được xắn lên. Tô Nhất Trần đầu đầy mồ hôi quyết chiến với mái tóc của Túc Bảo. Túc Bảo dục, cậu cả, xong chưa ạ? Trán Tô Nhất Trần nhỏ xuống một giọt mồ hôi, sắp sửa. Túc Bảo, hí hí, cậu cả bện tóc lâu vậy nhất định sẽ đẹp lắm đây. Tô Nhất Trần. Anh ấy từ bỏ đấu tranh, trầm mặc nhìn hai bím tóc của Túc Bảo. Đẹp lắm. Không tồi. Được chưa ạ? Túc Bảo duỗi tay ra sờ thử. Tô Nhất Trần lập tức bắt lấy tay cô bé. Được rồi, con đừng vuốt tóc kẻo rối. Hơi khựng lại rồi nói tiếp, đẹp lắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.